Hàn lập kêu một tiếng nhỏ, hướng lục dực xương công ở không trung điểm nhất chỉ. Hảo sự này phi thiên ngô công lắc đầu vẫy đuôi, quanh thân nổi lên từng trận hàn quang, hướng phía dưới tới tấp bay nhanh vào. Bạch giao gì thấy tình hình vậy, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng không có nói điều gì. Hàn lập cũng không mảy may e sợ đám lục dực xương công này gặp phải nguy hiểm gì, dù sao dưới sự liên thủ của thập nhị ngô công, chính là đụng tới bát cấp yêu thú, cũng có thể dễ dàng thoát thân. Quả nhiên không có bao lâu, bên dưới miệng hố băng liền truyền đến âm thanh tranh đấu ầm ầm hơn nữa thanh âm này càng lúc càng lớn tựa hồ có vật gì đó từ bên trong bộ dáng muốn bay ra ngoài hàn lập khẽ nhếch môi âm thầm không lên tiếng vung tay áo hơn 10 đạo kim mang theo trong cổ tay áo bắn nhanh mà ra hóa thành hơn 10 khẩu kim kiếm dài hơn xích bỗng chốc trôi nổi ở trên không tại chỗ miệng hố băng rực sáng lấp lánh không nhúc nhích tí nào bạch sao di khẽ cười nhưng cũng không có làm ra hành động công kích Hiển nhiên nàng này cho rằng một mình hàn lập đối phó yêu thú phía dưới sắp ra tới, là chuyện dễ dàng. Một lát sau, một chàng thú hống quái dị rõ rệt từ phía dưới truyền ra, tiếp theo một luồng tuyết phong trắng xóa thổi quét mà ra, bên trong hỗn loạn bảy tám đầu yêu thú trắng như tuyết giống như một loại sư tử, nhưng mỗi con đều có một bộ dáng hoảng sợ dị thường, dường như đang chạy chối chết ở bên trong. Hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra, những yêu thú này rất giống sư tử, đúng là yêu thú mang tên tuyết hống thú hắn không chút do dự trong người thúc giục kiếm quyết, vài khẩu kim kiếm run lên, hóa thành từng đạo kim hồng bắn nhanh xuống. Dài chừng hơn trượng, hào quang lóa mắt, phi kiếm độn tốc cực nhanh, giống như tia chớp sấm sét, chính là thấy giống như tuyết phong mãnh liệt nhoáng lên một cái phá vỡ ra, tới bên cạnh những yêu thú này. Chưa chờ đám yêu thú này kịp phản ứng, chỉ thấy những kim hồng quỷ dị này quấn lấy vây quanh chúng nó. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những yêu thú này đã bị chảm ngang thành hai đoạn, tàn thi đều từ không trung lại ào ào rơi xuống, một lần nữa rơi vào bên trong miệng hố băng. Ngay sau đó, một tiếng thú giống kinh thiên động địa từ bên dưới chuyển ra, lập tức một tiếng nổ oanh vang lên, một đạo cơn lốc dài mấy trượng theo miệng hố băng vươn tận trời mà ra. Hàn lập hai mắt nhíu lại, ngửa đầu nhìn lại, yêu thú lớn vài trượng ở giữa đỉnh cơn lốc, đang nằm sắp mắt lộ ra vẻ giận dữ. Yêu thú này bộ dáng cùng những tuyết hống thú bị chảm đó cực kỳ giống nhau, nhưng là da lông ngân quang rực rỡ, hình thể chừng gấp đôi tuyết hống thú có thừa. Di, đây không phải là tuyết hống thú, là băng nanh thú. Loại cao dài yêu thú này như thế nào xuất hiện ở nơi này? Bạch sao Di kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy kỳ quái. Hàn lập ánh mắt chợt lóe, chưa nói cái gì trong miệng hố băng lại bắn nhanh ra hơn 10 đạo bạch kỳ đi ra, nhoáng lên một cái, hóa thành 12 con bạch xương ngô công, miệng phun hàn khí đánh về phía kia con ngân mau yêu thú. Yêu thú kia tuy rằng bộ dáng chính là thất cấp yêu thú, nhưng tựa hồ đối với. Hàn khí của lục rực xương công không sợ chút nào, mà vật lộn cắn xé, lại hung ác dị thường, có thể cùng 12 lục rực xương công đả đấu cùng nhau, nhưng lại nhất thời rằng co không ngừng. Hàn lập đuôi lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa nhấc, chỗ đầu ngón tay thanh mang chấp động, liền khu động vài khẩu phi kiếm trên đầu hạ xuống, đem con thú này diệt sát. Một bên bạch giao di, lại đột nhiên mở miệng, chậm đã, đạo hữu hạ thủ lưu tình, băng nành thú này là một loại yêu thú băng phong thuộc tính hiếm thấy hãy để cho ta thu về lưu lại sử dụng đi hàn lập vừa nghe lời này sửng sốt nhưng lập tức lơ đễnh cười cười nói như vậy ta giúp đạo hữu bắt giữ là được bạch tiên tử hiện tại không cần phải ra tay nói xong lời này hàn lập miệng liền hé ra một đoàn tử diễm từ trong miệng phun ra liền theo đó một tiếng thanh minh phát ra liền hóa thành một con đại hỏa điểu dài hơn thước trông rất sống động hai cánh mở ra cơn lốc đánh tới 12 con bạch xương ngô công vừa thấy tử điều bay gần tới, lập tức có chút sợ hãi toán loạn, nhưng lại đem con yêu thú màu bạc lẻ loi kia lưu tại đó. Con băng nành thú này tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn khai mở, nhưng là có trí năng nhất định, vừa thấy tình hình này còn không biết sự đáng sợ của con tử sắc hỏa điều như thế nào, lúc này quanh thân cuồng phong nổi lên, liền khống chế cơn lốc mà chạy. Nhưng vào lúc này, sớm có chuẩn bị hàn lập trong miệng lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt chợt lóe lên. Con thú này lập tức chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhức giường như bị mũi rùi đâm vào, lúc này gầm nhẹ một tiếng, thân hình ngồi phịch ở trên mặt đất. Đúng là Hàn Lập dùng cường đại thần thức cấp con thú hung hăng này thất thần một chút. Cho dù Hàn Lập chưa vận dụng toàn lực, nhưng cường đại thần thức của hắn cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, đây chỉ có là yêu thú thất cấp băng nhanh thú sao có thể chịu đựng, tự nhiên một kích liền đắc thủ. Nhân cơ hội này, tử sắc hỏa điều bổ nhào vào trước con thú này, vần bay luẩn quẩn một trận. Từ lạp tiếng động nổi lên, một đoàn tử sắc quang vụ minh mông từ không trung hiện lên mà ra, đem con thú này từ từ vây lại vào bên trong. Mà tử sắc hỏa điều hai cánh mở ra ngay lập tức bay vụt quay về, vào trong cơ thể hàn lập một chút không thấy bóng dáng. Sau khi tử sắc quang vụ tán đi, một khối băng màu tím cao tới 10 trượng xuất hiện ở chỗ cũ, còn băng nhanh thú kia rõ ràng bị đóng băng ở trong này. Đây là cơn lốc mà bởi vì con thú này bị nhốt, cũng dần dần tan biến mất, khối băng liền rơi xuống phía dưới. Bạch Giao Di ở một bên có chút giật mình đối với tử la cực hỏa của Hàn Lập, lại không nghĩ tới đơn thủ hư không nhất trảo, nhất thời một cái bạch sắc đại thủ ở phía trên khối băng hiện lên, một tay đem cự băng bắt lấy sau đó trực tiếp hướng tới nàng này. "Đa tạ Hàn huynh, thiếp thân sẽ không khách khí." Bạch Giao Di hướng Hàn Lập cười trong trẻo, ngọc chỉ theo sau cuốn lấy, bỗng nhiên xuất hiện một cái túi linh thú lấp lánh màu đen nhạt. Tay giơ lên, đem túi linh thú này tới giữa không trung, hào quang theo sau bay cuộn tới đem cự băng có cả ngân sắc yêu thú cùng hút vào bên trong túi. Túi linh thú bị nàng này thu vào, nhìn thấy bạch giao di trên mặt lộ vẻ hài lòng, hàn lập cười nhạt, hướng thập nhị bạch xương mô công rên rỉ tại không trung điểm nhất chỉ. Sau một trận tê minh, những con ngô công này lại bộc phát ra một đoàn hàn khí vây quanh, trong nháy mắt thân hình bắt đầu lẳng lặng ẩn nhập. Gặp chút tình cảnh này, bạch giao di ngẩn ra, hàn lập lại thuận miệng giải thích, thời điểm dùng băng linh hoa luyện đan, ta không hy vọng có yêu thú cấp thấp nào quấy dày, có những linh trùng này ở phụ cận thủ hộ, hẳn là ổn thỏa hơn. Bạch Giao Di tự nhiên cười, gật đầu xưng phải. Hai người hàn lập lập tức hóa thành thanh, ngân hai đoàn linh quang, hướng trong miệng hố băng thật lớn bay xuống. Bên trong miệng hố băng đen tuyền, trừ bỏ một cỗ gió lạnh không ngừng vây quanh hai người, nhưng lại có vài phần giống như tình hình năm đó tiến vào âm dương quật. Có điều thời gian tiếp cận đáy hố rất nhanh, ảm quang lờ mở bắt đầu xuất hiện ở trên tường của hai bên hố băng, những thứ này chính là tài liệu Huyền băng để luyện chế pháp khí băng thuộc tính, chẳng qua những thứ này vẫn chỉ là Huyền băng bình thường, không được coi là chân chính quý hiếm, chỉ có vạn sở Huyền băng được xem như là tài liệu tuyệt hảo để luyện khí. Hai người Hàn Lập tự nhiên sẽ không coi trọng mấy thứ này. Chẳng qua, khi hai chân thật sự dẫm nát đáy hồ băng, thoáng thấy xuất hiện dường như quặng mỏ thạch anh tản ra bạch sắc quang mang ở trước mắt hai người. Tuy rằng chênh lệch không đồng đều, chỉ lộ ra một chút mà thôi. Nhưng là đủ để biểu hiện nó đúng là vạn niên huyền băng chi mạch, hơn xa thứ phẩm bên trên này có thể sánh bằng. Mà ánh mắt Hàn Lập lại dừng ở tại tam đóa có viền hoa trắng nhạt sinh trưởng ở trên vách đá. Những đóa hoa nhỏ chỉ lớn cỡ nắm tay, dường như có thể thấy được như hoa dại tầm thường ven đường, nhưng gốc lại phân biệt sinh trưởng ở tại một khối đồng lộ ra non nửa trên vạn niên huyền băng, phụ cận lại có một đoàn hàn vụ nhàn nhạt quay chung quanh đóa hoa không ngừng. Tam đóa huyền băng hoa, hẳn là cũng đủ dùng, Hàn Lập thở phào một cái thì Thảo nói, vạn niên huyền băng nơi này, tựa hồ số lượng dự trữ không ít. Xem ra vị đệ tử kia thật sự là lập công không nhỏ, trở về phải trọng thưởng mới được. Bạch Giao Di đánh giá toàn bộ những huyền băng này, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Những đóa băng linh hoa này hái xuống nhất định phải luyện đan lập tức. Mặt khác tài liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt, Bạch Tiên Tử dự tính hay là trở về trước, vẫn là. Hàn Lập đem ánh mắt thu hồi khỏi băng linh hoa, hướng Bạch Giao Di hỏi hàn huynh luyện đan có thể cần bao lâu thời gian không biết ta hiện tại phụ cận đi dạo xem sao nơi này cách bắc minh đảo cũng không có xa nhưng lại xuất hiện loại thất cấp yêu thú băng nanh thú này rốt cuộc cảm thấy được có chút không ổn ta cũng nhân cơ hội điều tra một chút xem sao bạch giao di hơi cân nhắc sau đó dịu dàng trả lời như thế cũng tốt bạch tiên tử phải cẩn thận một chút hàn lập có chút nao nao vẫn chưa có nói ngân cản chỉ là dặn dò một câu hàn huynh yên tâm thiếp thân chỉ là vì vạn nhất mới làm như vậy hơn phân nửa con yêu thú thất cấp này trong lúc vô ý xông vào nơi đây loại chuyện này trước kia đều không phải là không có xuất hiện qua giao di đi ra ngoài trước. Bạch giao di hé miệng cười tú lệ thế nhưng trên khuôn mặt hiện ra vài phần xinh đẹp phong tình, nàng chưa dứt lời một đạo kinh hồng, hướng về phía trước bay vụt mà đi. chương 1084, Nhị Yêu, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn kinh hồng trên không biến mất rồi mới cúi xuống, quét một vòng quanh ba đóa băng linh hoa. Suy nghĩ một chút, rồi hắn vô túi chư vật một cái, hơn 10 đạo hào quang bắn ra, nhập vào bốn phía tinh vách không thấy bóng dáng, một tầng xương mù màu lam nhạt như có như không hiện ra đem phụ cận khu vực bao phủ vào bên trong. Sau khi làm xong hết thảy việc này, âm thanh chợt nổi lên, một đoàn kim sắc trùng vân từ trên người Hàn Lập bắn ra, hóa thành vô số điểm kim quang rồi biến mất ở trong sương mù. Như vậy, chỉ cần không phải là yêu thú quá mức cường đại, hẳn là có thể bảo đảm việc hắn luyện chế huyền băng đan cũng không có trở ngại gì. Đã cảm thấy an tâm hơn, Hàn Lập đưa tay thả ra một cái đỉnh lô lớn, ngân quang chói mắt, phiêu phù rồi hạ xuống trước người, theo sau là một hộp gỗ nhỏ, những bình nhỏ từ trong túi chữ vật nối đuôi nhau bay ra bầy đầy trước mặt. Hàn Lập lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên vách đá. Tay áo bảo phất một cái, ba đạo kim mang chợt lóe bắn ra, vây quanh ba đóa hoa nhỏ nơi huyền băng, nhất thời mấy đóa huyền băng vạn năm hoa đồng thời rơi xuống. Hàn Lập sớm có chuẩn bị, ba hộp ngọc lớn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, nhưng ngay sau đó liền quỷ dị xuất hiện ở dưới vách tường. Ba đóa bạch hoa không chút tổn hại rơi vào trong hộp. Hàn lập trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bỗng nhiên hai tay bấm quyết hướng về phía lam vụ chung quanh đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, sương mù một trận quay cuồng, hướng về bốn phía, một lát sau đã đem toàn bộ khe băng bao phủ, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Bên trên khe băng, hàn khí gào thét, ngoài ra mọi thứ vẫn an tĩnh một cách dị thường. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã ba ngày. Giờ phút này, khe băng vẫn đang bị sương mù màu lam nồng đậm bao phủ, không có chút dấu hiệu giải trừ, phản phất như tồn tại vĩnh hằng. Bỗng nhiên xa xa chân trời, hào quang chợt lóe, ba đạo độn quang một đạo dẫn trước, hai đạo bám sau từ đằng xa bay nhanh đến, độn tốc cực nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận khe băng. Đạo ngân quang bay trước vội vàng phóng tới, linh quang có chút ảm đạm, tựa hồ bản thân chủ nhân độn quang đang bị trọng thương. Phía sau là hai đạo độn quang một hồng một lục chói mắt, khí thế vô cùng hùng hổ, ba người này rõ ràng là một bên đuổi một bên chạy. Linh quang chợt tắt, từ trong ngân quang hiện ra một bạch sam nữ tử yểu điệu, khuôn mặt xám ngắt, còn bao trùm một tầng khí lục nhạt, đúng là người ba ngày trước đã rời đi bạch sao di. Không biết nàng này gặp phải chuyện gì mà bị địch nhân đuổi giết đến tận đây, bộ dạng giống như đã bị trúng độc, ngay cả tu vi nguyên anh trung kỳ cũng không thể ngăn chặn. Nàng vừa đến trên không khe băng, vội vàng hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn thấy trong cấm chế, làm vụ cuồn cuộn, lập tức thở vào một cái, thần sắc buông lỏng vài phần. Nhưng đúng lúc này, hai đạo độn quang hồng lục cũng đã đến cách đó không quá trăm trượng, từ lục quang truyền thanh âm nam tử. Thế nào, người bị chúng kỳ độc, rốt cục đã không thể chạy nữa. Hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản thiên quân có thể tam tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này âm trầm cứng ngắc, tràn ngập vẻ đắc ý. Bạch giao di hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hướng băng khe bay tới, kết quả sau khi ngân quang lóe lên vài lần, đã tiến vào trong sương mù, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà hai đạo độn quang ngay sau đó cũng phóng tới phía trên không khe băng, trong quang mang tựa hồ một nam một nữ thoáng hiện trong đó. Hai người này nhìn thấy Lam vụ phía dưới băng khe cùng ngẩn ra, một chút trần trừ nổi lên. Hai người này đều là yêu thú sau khi biến hóa, linh trí đã khai mở hoàn toàn, không hề thua kém nhân loại chút nào. Thấy Bạch Giao Di không tiếp tục chạy trốn, mà ngược lại trốn xuống cấm chế phía dưới, làm trong lòng nổi lên nỗi kinh nghi, hai người còn đang định cẩn thận dùng thần niệm tra xét khe băng phía trước, bỗng nhiên bốn phía bạch vụ quay cuồng, ngay sau đó hiện ra 12 con rết màu tuyết trắng, giữ tợn dị thường. Lục rực xương công, hồng quang nữ tử nọ, thân hình khẽ run lên, nhưng lại phát ra tiếng hô nhỏ cực kỳ mừng rỡ, thanh âm thậm chí đều có chút hơi hơi run run. Cái gì, những thứ này, chính là lục rực xương công, nam tử trong lục quang cũng lắp bắp kinh hãi, thật tốt quá, chỉ cần ta cắn nuốt đám linh trùng này, âm dương giao hội, liền có thể làm cho ta tu vi tiến nhanh. Nữ tử phát ra tiếng cười to khó nghe, quanh thân hỏa quang chợt lóe, phóng ra hơn 10 con hỏa xà. Đám hỏa xà này tầm một trượng, sau lưng đều có hai cánh, miệng phun lửa, hùng hổ đánh về phía mấy con rết. Trong nhất thời khi ngọn lửa và hàn khí tiếp xúc nhau, một âm thanh bạo liệt chói tai vang lên. Lúc này, hồng quang chợt tắt, nữ tử hiện ra rõ ràng. Dáng người dài nhỏ, hai mắt xanh biếc, gương mặt cũng có vài phần tư sắc nhưng ẩn ẩn những miếng vải đỏ, một thân quần áo đỏ thấm, khi há mồm, một chiếc lưỡi rắn không ngừng phóng ra thụt vào. Nó đúng là một con xà yêu bát cấp không rõ tên, một đôi bích nhãn gắt gao nhìn chầm chầm vào lục rực xương công, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Hồng quang lại bùng lên, ả à muốn tự mình động thủ đem lục rực xương công nhất nhất bắt lại, bỗng nhiên một trận âm thanh vù vù từ dưới chuyển đến, tiếp theo là một mảng kim hoa từ trong lam vụ bắn ra. Sau đó ngưng tụ thành một đóa đại kim vân lớn đến mấy trượng, thẳng hướng nhị yêu trên không trung bắn nhanh đến tên nam tử trong lục quang vừa thấy kim vân liền ngẩn ra nhưng không chút do dự tay phất áo bảo một cái một cỗ dao long bàn lục khí theo cổ tay áo bắn ra đón đầu chụp xuống đem kim vân cắn nuốt nam tử cười lạnh một tiếng đang chờ kim vân bị mây độc của mình hóa thành thối thủy đang nói châm chọc cái gì đó bỗng nhiên phát hiện âm thanh vù vù kia không hề biến mất ngược lại phóng ra khỏi lục vân thẳng hướng này đánh tới lần này nam tử nọ cả kinh không kịp nghĩ gì nhiều thân hình hắn quay tròn quanh thân lục quang phóng ra hóa thành một bức tường lửa cao mấy trượng hướng Kim Vân đánh tới. Nhất thời nơi độc hỏa xanh dần đi qua, thanh âm vù vù hơi khựng lại, sau đó một tiếng đùng vang lên, vô số kim hoa mang theo lục diễm rơi thẳng xuống. Kim Vân còn sót lại nháy mắt bay loan xạ khắp nơi, sau đó hiện ra một con kim sắc trùng, ở trong lục diễm lảo đảo nghiêng trái ngã phải, chỉ có thể miễn cưỡng dẫy ruộng mà thôi. Nam tử kia thấy tình hình như vậy trong lòng buông lỏng nhưng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Đột nhiên quan sát cẩn thận số giáp trùng còn sót lại, nhất thời vẻ mặt sợ hãi thất thanh đứng lên. Phệ kim trùng, đây là phệ kim trùng, thế gian làm sao có thể còn có nhiều loại trùng này đến vậy? Nam tử không còn lục quang che lấp, lộ ra một bộ dáng quỷ dị. Một đầu lục phát tán loạn, hai con mắt to lớn, miệng rộng, đầy răng nanh sắc bén thật nhỏ. Nhưng lại không có cách nhận ra đây là yêu thú gì biến hóa thành. Theo tiếng kinh hô, đám phệ kim trùng lại phát ra tiếng ong ong dương cánh bay lên đồng thời lục diễm bao vây trên người cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ nổi lên, chính là bị đám phệ kim trùng một hơi cắn nuốt vào trong bụng. Nam tử sắc mặt trở nên càng khó nhìn, phệ kim trùng trên không hồng quang chợt lóe, tên xạ yêu biến thành nữ tử trong hư không lòe ra, miệng hé ra, một đoàn thanh quang phun ra, hóa thành một cái mộc bát màu xanh đón đầu chụp xuống. Lúc này, mộc bát hình thể cuồng trướng mấy lần, đồng thời từ giữa phun ra từng đám thanh ti, hóa thành một quang cháo thật lớn, Đem phệ kim trùng phía dưới đều gắn dính vào trên đó. Mà đám kim sắc trùng sau khi thoát ly lục diễm, liều mạng đánh vào quần sang này, lại không chút nào tác dụng, còn khiến chúng nhất thời bị dính chặt vào hơn. Lúc này Xà Yêu kia mới quay đầu lạnh lùng nói với nam tử kia. Sợ cái gì, người nghĩ những thứ này là thượng cổ phệ kim trùng đã đến thể thành thục sao? Chỉ cần chúng nó không chân chính tiến hóa, thì vẫn có biện pháp diệt nó. Tựa hồ để chứng minh lời nói của mình, một ngón tay dài của nữ tử này hướng về phía phía dưới bắn ra. Nhất thời xuất hiện một tiếng xé gió âm lệ phát ra, một đạo chỉ phong chói mắt, hồng mang chợt lóe bắn ra, nhập vào màng hào quang màu xanh, xẹt qua một con vệ kim trùng. Con vệ kim trùng lập tức vô thanh vô tức một phân thành hai, bị hồng mang trực tiếp chạm thành hai mảnh, mà hồng mang cũng bởi vậy mà hiện ra nguyên hình, đúng là một cái phải rắn màu đỏ thầm, quanh thân sắc bén dị thường. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ nam tử yêu dị trên mặt buông lỏng, chính nữ tử khóe miệng lộ cũng ra một tia tươi cười âm trầm, hai tay bấm quyết, nhất thời âm thanh phốc phốc liên tiếp truyền ra, trên người bắn ra hơn trăm phiến xà lân. Yêu xà này suy tính, tạm thời không để ý tới lục rực xương công vội, mà định đem đám phệ kim trùng một lưới bắt hết. Nhưng đúng lúc này, từ lam vụ nơi khe băng phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng hử lạnh, cùng lúc bên trong truyền đến một tiếng tiếng sấm, tiếp theo từ nơi đối diện với xà yêu cách đó hơn 20 trượng, ngân quang thiểm động, một bóng người thoáng hiện ra xà yêu kia cũng rất cảnh giác, hai tay bắt quyết, trong lòng niệm yêu quyết, xà lân trước người bỗng đổi phương hướng, tựa như cắt qua hư không, phóng tới bóng người trước mặt, định đem bóng người đó xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ. Người nó hắc hắc cười khẽ một tiếng, một bàn tay thong dong lật qua, nhất thời một tiểu thuần ngân quang lóng lánh xuất hiện ở trước người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một vách tường quỷ dị hiện lên. Một màn không thể tưởng nổi xuất hiện, vô số hồng mang đánh trên vách ngăn đó, nhất thời bộc phát ra ngân quang chói mắt, nhưng hồng mang tiếp xúc ngân quang bị đánh bật trở ra không có một mảnh có thể xuyên qua. xa nữ kia nhất thời hoảng sợ, mà bên nam tử cạnh lại trên mặt hung sắc chợt lóe, hai tay áo vung lên, nhất thời làn khói độc màu bích lục cuồn cuộn đánh úp lại, nếu cẩn thận cân sát liền phát hiện, trong khói độc còn có lục ti nhẹ nhẹ chấp động. Đây chính là do hắn khổ tu mấy ngàn năm, đem một ít vật trí độc ngưng tụ thành độc châm pháp bảo, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bị kim này đâm trúng, nếu không có thuốc giải kịp thời, thì một thời ba khắc liền hóa thành độc thủy, quả thực là kỳ độc vô cùng. Nam tử phía sau bức chắn màu bạc tay áo bào cùng lúc phất một cái, bắn ra một tiểu đỉnh đỏ đậm. Tiểu đỉnh chợt lóe hiện ra ở ngoài vách tường, sau một tiếng thanh minh, tiểu đỉnh hình thể cuồng trướng, từ giữa phóng vụt ra vô số hỏa đoàn đỏ rực. Mỗi một đoàn đều chỉ cỡ nắm tay lớn nhở, tùy lúc ngưng tụ biến hình, nhưng lại hóa thành hàng trăm hỏa nha đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng động huyên náo, trực tiếp nghênh đón khói độc màu lục bích. Kết quả hai phương vừa tiếp xúc, vô luận khói độc trong đó có bao nhiêu độc châm, đều bị hỏa nha quấn quanh linh hỏa đỏ đậm biến thành một cổ khói nhẹ, tiêu tán biến mất. Bóng người kia hiển nhiên là Hàn Lập không thể nghi ngờ, tiểu đỉnh đỏ đậm này chính là thông linh hỏa đỉnh thu được ở Côn Ngô Sơn. Tiểu đỉnh này điều khiển hơn một ngàn trí dương hỏa nha, là thượng giai lợi khí để đối phó với âm tà, hiện giờ vừa xuất ra, quả nhiên lập tức hiện ra uy lực của nó. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy làm vừa lòng, tay áo bảo nhẹ nhàng run lên, Nhất thời một đoàn tam sắc quang mang không một tiếng động hiện ở tay. Chương 1085, băng hải yêu ảnh. Đám hỏa nha kia biến thành biển lửa đánh về phía đối diện, lôi cánh sau lưng Hàn Lập cũng lập tức phát động, thân hình hóa thành một đạo ngân hồ nhanh chóng biến mất. Tên nam tử thấy khói độc bị phá mất, trong lòng đã kinh sợ dị thường, bây giờ lại thấy tình cảnh này xuất hiện nên cực kỳ hoảng hốt. Hắn vội vàng đem thần thức thả ra, đồng thời lưỡng thủ kết quyết, từ trên người bắn ra một mảnh ti võng màu xanh biếc phảng phất giống như mạng nhiệt lấy thân hình của mình làm trung tâm, đem hơn 10 trượng chung quanh đều bao phủ lại. Mà đúng lúc này, sau khi một tiếng nổ vang lên, Hàn Lập đã xuất hiện chỉ cách mấy trượng ở phía sau Nam Tử. Kết quả tấm võng màu xanh biếc liền rung lên sau khi bị thiểm điện do Hàn Lập đánh xuống. ầm vang một tiếng, màu vàng lôi điện trên người Hàn Lập hiện ra, nghênh hướng lục võng. Những lục ti kia ngay khi vừa tiếp xúc với lôi điện liền biến mất. Nam yêu quá sợ hãi, lúc này linh quang trên người lóe lên liền phi độn bắn ra xa nhưng ngay lập tức lại có một luồng tam sắc hỏa diễm đang bắn nhanh đến hộ thể linh quang của nam tử lập tức phình to ra trong lòng hắn chỉ mong muốn có thể dựa vào nó để tạm thời ngăn cản sau đó ngay khi có cơ hội sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng nhưng khi oanh một tiếng vang lên luồng ánh sáng ba màu đang bao phủ hai người liền vỡ tung ra một vàng sáng trói mắt phần sáng nhất lại nhanh chóng co rút lại bao phủ thân hình nam tử vào trong đó một tiếng hét thảm phát ra nam tử trong vầng sáng cũng chính là tam sắc hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một luồng khói xanh biến mất vô ảnh vô tung. Uy lực của tam diễm phiến ngay cả yêu thú ngân xí giả dạ xoa cũng không dám đón đỡ, huống chi đây chỉ là bát cấp yêu thú. Xạ yêu nữ tử chứng kiến một màn xảy ra nhanh như chấp này, ngay cả nàng ta cũng không kịp xuất thủ cứu giúp, cảm giác toàn thân phát lạnh. Hàn lập chỉ vừa nhấc tay liền giết chết đồng bạn của nàng, như vậy để đối phó với nàng tự nhiên cũng sẽ không phí nhiều khí lực. Xạ yêu không cần suy nghĩ gì thêm, lập tức hồng quang đại phóng, phanh một tiếng tự động nổ tung ra, biến thành vô số hỏa xà đỏ đập, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh chạy trốn. Hàn lập hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tiếng cười lạnh, linh lực hướng tới song mục, đồng tử bộc phát ra chói mắt lam mang, sau khi đảo qua một lượt liền nhìn thẳng vào một con hỏa xà. Sau lưng của hắn phong lôi xí rung lên, cả người liền tiêu thất. Ngân quang liên tiếp chuyển động, qua mấy lần lôi đột, Thân ảnh hàn lập liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu hỏa xa này ánh mắt băng hàn nhìn về phía yêu xa hỏa xa ngẩng đầu trông thấy cảnh này hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ không nói lời nào một đoàn hồng quang bao vây lấy một viên châu được nó phun ra từ trong miệng hướng thẳng tới hàn lập đây đúng là hỏa thuộc tính yêu đan do hỏa xa khổ tu không biết bao nhiêu năm mà có hàn lập mím môi một tia đạm thiếu hiện lên trên mặt đan thủ hướng về phía viên châu nhẹ nhàng hư không một chảo đâm lập một tiếng một luồng màu tím hỏa diễm từ trên tay bắn ra, lập tức biến hóa thành một bàn tay lửa màu tím, bắt lấy viên châu. Một loạt tiếng nổ từ trong đó liền vang lên rồi lập tức yên tĩnh không tiếng động. Phía dưới thân hình của hỏa xà rung lên, hỏa diễm dần dần mờ đi, xà nữ này một khi tính mạng bị đe dọa, sẽ lại một lần nữa thi triển thuẫn thuật chạy trôi chết. Nhưng trong mắt hàn lập sát khí chợt lóe, hai tay kết một quyết, bàn tay lửa màu tím lập tức to lên vài lần, hướng xuống phía dưới chảo tới. Hỏa xà sau khi bắn ra, liền cảm thấy thân thể như bị vật gì đó trói buộc vô phương nhúc nhích mảy may trong lòng nó trầm xuống lúc này mới phát hiện một chảo kia còn chưa tới mà nó đã bị từng đợt từng đợt hàn khí màu tím quấn quanh một vòng tiếp một vòng những hàn khí này cũng không có khả năng chân giam cầm cửu cấp yêu thú chỉ có tác dụng trì hoãn trong chốc lát như thế cũng đủ để tử thủ đón đầu trục xuống yêu thú bần cùng bất đắc dĩ cuối cùng liều mạng phun ra một đoàn máu huyết hỏa cầu nhưng ngọn lửa trên tay nó vừa thoáng rung động một cái, đã bị đại thủ bao phủ. Một tầng hàn băng màu tím lan tràn ra, ngọn lửa bên ngoài thân xà yêu trong nháy mắt bị dập tắt, cứ như vậy liền bị đóng băng thành một khối băng thật lớn, dưới ánh mặt trời trông lóng lánh, diễm lệ dị thường. Màu tím đại thủ lúc này mới hư không tiêu thất, trên không trung tay áo bảo hàn lập rung lên, hơn 10 đạo kim quang bắn ra, vây bọc lấy khối băng. Kim quang chấp động, hỏa xà bên trong hóa thành hơn 10 khối, một đạo lục quang bắn nhanh ra. Nhưng Hàn Lập sớm có chuẩn bị, liền thôi thúc kiếm quyết, bốn phía xuất hiện hơn 10 đạo phi kiếm đồng thời từ bên trong lại bắn ra mấy đạo kim hồ, hóa thành một cái kim võng, đem đạo lục quang kia gắn vào bên trong. Kim hồ lập tức co rút lại, đem một viên kim cầu lục quang giam cầm chặt chẽ ở trong đó. Hàn Lập vung tay lên, một cái hắc sắc ngọc bình được hắn lấy ra. Quang hà từ miệng bình phun ra, kim cầu liền bị hút vào trong bình, Hàn Lập thong dong cất bình ngọc vào trong túi chữ vật. Trong làm vụ ngân quang chớp động, Bạch Sao Di bên từ dưới chứng kiến toàn bộ cảnh này, trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng khó tả xiết. Phải biết rằng, từ lúc nàng trốn vào phía dưới, sau đó lại lần nữa phi độn ra, tất cả bất quá mới chỉ trong chốc vậy mà hai cái hóa hình yêu thú đã bị Hàn Lập dễ dàng chém giết. Hai tên yêu thú này lợi hại như thế nào, nàng cũng hiểu rất rõ ràng. Mặc dù chỉ là bát cấp yêu thú, nhưng mỗi một con kỳ thật đều không thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu không nàng cũng sẽ không trở nên chật vật như thế, không bị chúng một mạch đuổi giết. Mặc dù đã sớm biết rằng thần thông của Hàn Lập rất quỷ dị nhưng chứng kiến hắn dễ dàng diệt sát nhị yêu như thế, đã làm cho nàng này khiếp sợ không nhỏ. Trong khi Bạch Giao Di còn chưa hết sợ run, Hàn Lập lại đem lục rực xương công cùng phệ kim trùng đồng thời thu hồi vào trong linh thú túi, sau đó phiêu phiêu bay trở về. Bạch Đạo Hiếu, người giống như đã bị trúng độc không nhẹ Hàn Lập nhướng mày xem xét khuôn mặt nàng này rồi nhẹ nhàng nói. Thiếp thân cũng không nghĩ tới khói độc của yêu vật lại bá đạo như thế, có thể ăn mòn vòng bảo hộ, cũng may thiếp thân đã ăn vào một bách thảo đan, chỉ cần tính tọa nửa ngày là có thể bức loại độc này ra. Bạch Giao Di khôi phục thần sắc dịu dàng nói, Hàn Mỗ cũng là vừa mới kết thúc việc luyện đan, đạo hữu nếu đến sớm hơn, chỉ e tại hạ không thể xuất thủ trợ giúp. Hàn Lập mỉm cười nói, nói như vậy thì vận khí của thiếp thân thật đúng là không tồi. Bạch Giao Di thản nhiên cười một tiếng, bất quá Bạch Tiên Tử như thế nào lại gặp phải hai tên hóa hình yêu thú, không phải nói phụ cận Bắc Minh Đảo là nơi không có cao dài yêu thú thường lui tới sao? Hàn Lập nhìn bốn phía tò mò hỏi, việc này nói ra thì rất dài dòng, nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, chúng ta cũng nên mau mau rời đi, trên đường thiếp thân sẽ cùng đạo hữu nói về chuyện này. Bạch Giao Di chợt gian nhớ ra cái gì đó, mặt ngọc chợt biến sắc. Như thế nào còn có yêu vật tới nữa sao? Có mấy tên, Hàn Lập xong mục nhíu lại, một lũ tinh quang hiện lên. Chỉ là phỏng đoán thôi, hy vọng tiểu cực cung chúng ta không gặp phiền hà gì lớn. Bạch Giao Di nở nụ cười khổ, nghe được nàng này nói như thế, Hàn Lập chợt dùng mình nhưng ở trên mặt vẫn bất động thanh sắc, gật đầu nói. Nếu Bạch Tiên Tử nói như thế, vậy bây giờ chúng ta về quý cung trước đi. Bất quá hiện tại đạo hữu thân chúng kịch độc chỉ sợ không thể lập tức động thân được nữa. Hay là để tại hạ trợ giúp Bạch đạo hữu một tay. Thiếp thân đa tạ đạo hữu Bạch Giao Di mừng rỡ nói. Tiếp theo hai người một trước một sau lại bay vụt vào trong lam vụ trong lúc này phụ cận băng khe yên tĩnh không tiếng động hai canh giờ sau đạo kinh hồng lại từ trong băng khe bắn nhanh ra trong nháy mắt liền biến mất về phía chân trời sau đó một lát mây đen như mực từ một hướng khác cuồn cuộn kéo tới đem băng khe diện tích vài dặm đều bao phủ vào bên trong một hồi sau một tiếng huyết sáo kinh sợ từ bên trong mây đen truyền ra cả đám mây đen quay cuồng một hồi rồi biến mất vô ảnh vô tung mấy ngày sau khi hàn lập cùng bạch giao di trở lại tiểu cực cung lúc này cả hai đang ở trước mặt Hàn Ly Thượng Nhân, bên trong đại sảnh do vạn niên huyền băng xây thành. Bạch sư mỗi người thật sự không có nhìn lầm, bọn họ thật sự đi cùng nhau sao? Giờ phút này, Hàn Ly Thượng Nhân sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu lại. Tên thanh bối thương lang của vạn yêu cốc cùng vạn niên thi hùng chạy song song với phó cốc chủ, ta như thế nào có thể nhìn lầm được. Huống hồ hai tên bát cấp yêu thú đuổi giết ta, nhìn qua cũng không phải là yêu thú trong băng hải. Cái này chắc chắn sẽ không sai. Bạch Giao Di không chút do dự nói. Nói như thế, vạn yêu có cùng băng hải yêu thú liên thủ. Xem ra đây chính là lúc bọn họ bắt buộc phải dựa vào nhau. Hàn Huynh, đa tạ người xuất thủ tương trợ Bạch Sư muội bây giờ người có lẽ cũng đã mệt mỏi, trước tiên hãy tới phòng thượng khách nghỉ ngơi đi. Hàn Ly thượng nhân vừa nói lời cảm tạ nhưng câu tiếp theo lại là lời tiến khách. Hàn Lập nghe vậy liền lạnh lùng quay lưng rời đi. Khoảng hai ngày sau, ta sẽ giới thiệu với người hai vị đạo hiếu, bọn họ đều là tán tu nổi tiếng của Đại Tấn, Hàn Huynh nhất định có thể cùng bọn họ kết thành mạc nghịch chi giao. Hàn Ly Thượng Nhân bỗng nói với theo Hàn Lập như vậy. Làm phiền sư đạo hiếu, Hàn Lập lơ đãng gật đầu, lập tức độn quang liền biến mất vào trong thông đạo. Đợi tới khi thanh quang từ trong đại sảnh biến mất, Hàn Ly Thượng Nhân lúc này mới quay đầu đối diện Bạch Giao Di, trịnh trọng nói. Sư muội người phát truyền âm phù triệu tập tất cả mọi người trong cung, chúng ta đem tin tức này ra thương lượng thêm một lần, ngoài ra ngươi cũng ra lệnh lập tức tăng cường gấp đôi nhân thủ canh gác rõ thưa đại trưởng lão bạch giao di gật đầu sau đó bàn tay vừa lộn một truyền âm phù liền xuất hiện ở trong tay hàn lập lúc này lại đang tiến vào một phòng trên tầng hai lầu các sau đó khoanh chân ngồi xuống lúc trước khi đang trên đường trở về thì bạch giao di cũng đã đại khái nói cho hắn mọi chuyện xảy ra trong thời gian hàn lập đang luyện đan nguyên lai là nàng này ngẫu nhiên phát hiện ra một địa phương nơi đó đang có một nhóm hóa hình kỳ cao gia yêu thú tụ hội trong những yêu thú này có tên xuất thân từ băng hải, cũng có một đám xuất thân từ đại lục, cầm đầu đúng là một vị phó cốc chủ vạn yêu cốc thanh bối thương lang cùng mãnh thú song đầu ô giao tiếng tăm lừng lẫy trong băng hải. Nhưng nàng này còn chưa nghe được nội dung đã bị những yêu thú này phát hiện. Nàng này tự nhiên phải phi thân chạy trốn, cũng không biết bầy yêu thú này còn có chuyện quan trọng khác hay là chúng cho rằng để đối phó với nàng thì hai tên xạ yêu là đủ nên đám yêu thú cũng không có đuổi theo. Vì vậy, vừa lẩn trốn nàng này cùng nhị yêu cũng đã có một hồi đại chiến. Kết quả sau khi nàng ta vô ý bị trúng độc, chỉ có thể trốn tránh tới nơi Hàn Lập đang luyện đan. Đúng lúc tối hậu thì được Hàn Lập thi triển thần thông kết liễu nhị yêu. Hiện tại hắn hai mắt khép hờ, thần sắc bên ngoài trông bình tĩnh nhưng trong lòng đang nghĩ tới chuyện này và âm thầm tự đánh giá tình hình. chương 1086, Hàn Diễm Tu Sĩ Ngoài dự kiến của Hàn Lập, trong mấy ngày kế tiếp, tiểu cực cung ngoài việc gia tăng cảnh giới chút ít, cũng không có xáo trộn gì nhiều, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng bạch giao di, tựa hồ có một chuyện khác quan trọng hơn đối với nàng. Hàn lập với việc này cũng không có ý kiến gì, hiện tại, nếu hắn không bị tu sĩ hóa thần kỳ đuổi giết, hoặc thân vướng phải vùng tuyệt địa nào đó, thì ở chốn nhân giới này đã không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến tính mệnh được. Cho dù giống như những sóng gió ngày trước, hắn vẫn chấn định dị thường, không hề có ý rời đi. Trong đó cố nhiên là bởi vì đã đáp ứng trợ giúp Hàn Ly Thượng Nhân đột phá hóa thần kỳ, quan trọng hơn là vị trưởng lão tiểu cực cung này đưa cho hắn bí thuật đột phá bình cảnh, nhưng chỉ là một phần thi pháp mà hắn cần mà thôi, nếu muốn thu thập đầy đủ bí thuật này, hắn cần phải tự mình tham khảo một hồi lâu. Sau khi biết điều này, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực. Trừ lần đó ra, tuy đã cố để ý tới thông tin về Thái Dương Tinh Hỏa, nhưng một chút rõ ràng cũng không có, hắn lại càng không nguyện như vậy mà rời đi. Quyết định đến tàng kinh các một chuyến, hắn đem thời gian hai ngày còn dư dùng toàn lực để tìm kiếm tin tức của Thái Dương Tinh Hỏa, đáng tiếc là một chút manh mối cũng không thu nhặt được. Hàn Lập cũng không thấy ngạc nhiên, bởi nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy, hắn ngược lại sẽ có chút giật mình. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thành thật ở lại quý tân lâu đã tỏa tu luyện, không bước ra khỏi đại môn một bước, xem tiểu cực cung như là động phủ bình thường của mình. Một tháng thời gian trong nháy mắt đã trôi qua, tiểu cực cung vẫn gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn rông tố sắp ập xuống. Đến ngày hôm nay, Hàn Lập đã ngưng việc tu luyện lại bởi một vị khách tới thăm, hơn nữa người đến có khuôn mặt cùng với Bạch Giao Di khá giống nhau, đồng thời là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng có cảm giác là đã đang đến đỉnh phong, bộ dáng so với Bạch Giao Di có phần xuất sắc hơn. Các hạ là đường tỷ của Bạch Tiên Tử, Hàn Lập chấp hai tay để sau lưng, nhìn chằm chằm vào nửa tử trước mặt, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Không tôi, thiếp thân là Bạch Mộng Hinh, là trưởng lão nội cung của tiểu cực cung, cũng là một trong các tu sĩ tu luyện cực hàn chi diễm ở cung này. Ô, tại hạ đã nghe đạo hiếu Hàn Ly nói qua, trừ hắn ra còn có hai người ở ngoài cung tu luyện cực hàn chi diễm, thì ra đạo hữu là một người trong đó. Không biết là Bạch đạo hữu nói việc này ra, có vấn đề gì cần chỉ bảo chăng? Khóe miệng Hàn Lập vừa động, ánh mắt liền biến đổi theo. Tuy rằng nàng tú lệ vô cùng, nhưng khuôn mặt lại băng lạnh, không khỏi khiến hắn trong lòng trầm xuống. Điều này rõ ràng có liên quan đến công pháp tu luyện, Hàn Lập không dám có một chút nào coi thường. Không có gì, nghe nói thần thông của Hàn huynh rất cao, có thể so với đại tu sĩ hậu kỳ hơn nữa cũng tu luyện tử la cực hỏa vô cùng ảo diệu. Thiếp thân muốn dùng tu luyện của bản thân là Phong Ly Băng Diễm cùng với Đạo Hữu bàn luận một chút về cực hàn chi diễm, không biết Đạo Hữu có tiện chỉ giáo vài phần không. Nàng khoát tay một cái, một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc thẳng đứng lên, chỗ đầu ngón tay chợt lóe lên hàn quang, một luồng băng diễm bạch sắc hiện lên. Ngọn băng diễm này nhàn nhạt, nhạt như là khói nhẹ, lượn lờ phiêu động, thật sự nhìn không ra có bất cứ uy lực gì cả. Nhưng Hàn Lập đồng dạng tu luyện cực hàn chi diễm, có thể thông qua một loại minh trung linh đường nhận thấy được vẻ đáng sợ quỷ dị của ngọn bạch diễm này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Cũng tốt, hàn mỗ đối với tam đại hàn diễm của quý cung nghe tiếng đã lâu. Rất muốn lĩnh giáo vài phần, chẳng qua, đạo hiếu định luận bàn ở tại đây sao? Hàn lập hướng về xung quanh lướt nhìn một cái, bỗng nhiên khẽ cười thốt lên. Sao lại không được, thiếp thân chỉ muốn xem thử uy lực cực hàn chi diễm của đạo hiếu, cũng không phải là tranh đấu thật sự. Trên khuôn mặt bạch mộng hinh lộ ra một tia cười nhạt. Đôi môi anh đào khẽ mở, hướng về đoàn bạch diễm trên đầu ngón tay khẽ thổi một hơi hàn khí. Dưới sự điều chỉnh của luồng hàn khí, toàn bộ bạch sắc băng diễm sau một hồi xoay quanh thân liền hóa thành một tiểu xà màu trắng hướng đến Hàn Lập nhanh chóng phóng đi như muốn cắn xé hắn ngay lập tức. Hàn Lập nhướng mày, tay áo bảo hướng bốn phía phóng ra một chỉ, nhất thời xuất hiện mấy đạo trận kỳ màu sắc khác nhau bắn ra, tức khắc nhập vào không trung, không rõ bóng dáng. Sau đó hắn hé miệng phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, hóa thành một con chim nhỏ màu tím, hướng về phía tiểu xà nghinh chiến. Dưới sự quan sát của Hàn Lập và Bạch Mộng Hinh, hai màu trắng tím va chạm vào nhau, đan sen quyện thành một, nhất thời vang lên những tiếng sấm sét trầm thấp. Trong phút chốc tử diễm to lên, đem băng diễm yếu thế từng chút một cắn nuốt vào trong, một lát sau tiểu bạch xà không còn sót lại chút gì, chỉ có hào quang của tử sắc hỏa điều ở tại chỗ xoay quanh nhảy múa, đơn thuần giống như hỏa chi tinh linh bình thường. Bạch Mộng Hinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hàn Lập vẫn ung um dung đưa tay biến hóa, từ sắc hỏa điều hóa thành một đoàn tử diễm nhanh chóng bay về, chui vào tay áo không lưu lại bóng dáng. Tử la cực hỏa của đạo hữu quả nhiên không phải tầm thường, như những lời đã nói, thiếp thân cũng thấy an tâm. Hàn huynh xin đi theo ta, hiện có hai vị khách cũng là đồng đạo về cực hàn chi diễm đang chờ đạo hữu tại nơi của các bậc trưởng lão. Bạch Mộng Hinh không hề trần chờ, nói ra mục đích của việc này. Thì ra là thế, xem ra bạch tiên tử đối với tại hạ không quá yên tâm, nên mới cố ý ra tay thử sức. Hàn lập lơ đánh, cười nói, bạch mộng hinh không nói gì thêm, gật đầu nhẹ một cái. Tiếp theo, bấm tay niệm thần chú, cơ thể liền hóa thành một đạo quang độn bạch sắc, trực tiếp từ cửa sổ phóng đi. thấy vậy, hàn lập bất giác sờ sờ cái mũi của mình, mặt lộ lên một tia bất đắc dĩ. Lúc tiến vào nàng này cũng đồng dạng bay vào từ cửa sổ, làm cho hắn hoảng sợ một phen. Chẳng qua khi thấy nàng bỏ đi, Hàn Lập lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, từ cửa sổ đột nhanh theo hướng của nàng. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàn Lập đã cùng nàng tiến nhập vào nơi ở của Hàn Ly Thượng Nhân, đại sảnh tạo bằng huyền băng vạn năm. Trong đại sảnh, ngọn lửa kiềm lam băng diễm nơi cự đỉnh vẫn cháy lớn như cũ, nhưng xung quanh, trên mấy chiếc bồ đoàn có bốn người xếp bằng ngồi đó. Hàn Ly Thượng Nhân và một gã thanh niên mặc thanh sam ngồi cùng một chỗ, một lão ẩu tóc bạc trắng cùng với một tăng nhân mặc áo bảo màu cho ngồi ở hướng đối diện, cách đó một chút. Hàn Lập cùng Bạch Mộng Hinh vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt bốn người liền dừng trên người họ, nhưng Hàn Lập lại cảm ứng một cách rõ ràng, ánh mắt lão ẩu cùng tăng nhân nọ chỉ đảo qua người Bạch Mộng Hinh một chút thôi, chủ yếu đa phần là dừng trên người hắn. Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí, thần niệm đồng dạng đảo qua bọn họ. Tu vi của hai người này cũng không yếu, cảnh giới lão ẩu so với mình không sai biệt cho lắm, mà tăng nhân thì đã là tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Hàn Lập chậm rãi tiến lên, hướng bốn người chắp tay chào rồi bất động thanh sắc ngồi lên một bồ đoàn khác, cách một khoảng không xa không gần so với bốn người Hàn Ly Thượng Nhân. Còn Bạch Mộng Hinh thì ngồi ở một bên cạnh Hàn Ly Thượng Nhân. Long Phu Nhân, Ma Cưu Đại Sư, vị này chính là Hàn Đạo Hiếu. Hắn chính là đồng đạo thứ năm đồng dạng tu luyện cực Hàn Chi Diễm mà thi mỗ tìm được. Có các vị tương trợ, Lão Phu tiêu phí mấy trăm năm thời gian, khổ tâm nghiên cứu ra phương thức đột phá bình cảnh tiến lên hóa thần, cuối cùng hôm nay cũng có thể thử một lần hàn ly mang theo vẻ mặt ôn hòa giới thiệu một chút về hàn lập nhưng trong mắt thì không thể nào che giấu nỗi sự hương phấn lão ẩu kia với vẻ mặt không chút thay đổi lạnh lùng liếc mắt nhìn hàn lập một cái không nói gì thêm tính tình tựa hồ có vài phần cổ quái trong khi vị tăng nhân kia lại có mặt mũi hiền lành bộ dáng cao tăng hướng hàn lập cười thân thiện nghe hàn ly đạo hữu nói hàn huynh cùng lão nạp giống nhau đều tu luyện công pháp không phải băng hàn thuộc tính nhưng có thể đạt được cực hàn chi diếm việc này là thật ư tăng nhân vẫn giữ vẻ ôn hòa hỏi hàn mỗ chẳng qua là do cơ duyên xảo hợp may mắn có được mà thôi hàn lập bình tĩnh trả lời nghe nói hàn diễm của đạo hữu là tự mình sáng tạo ra việc hàn diễm xuất hiện đều là sự tình của mấy vạn năm trước không biết có thể cho lão thân mở mang một chút kiến thức được không lão ẩu lãnh đạm nói nhưng thanh âm lại như là của thiếu nữ rất dễ nghe điều này khiến hàn lập ngẩn ra không khỏi liếc mắt nhìn lão ẩu hàn đạo hữu không nên giật mình Long phu nhân là đại trưởng lão của Liễu Thúy phái, công pháp tu luyện có chút đặc thù, nên có thể bảo trì được thanh âm như bộ dáng lúc còn trẻ. Hàn Ly thượng nhân nhanh chóng giải thích cho Hàn Lập, nghe được lời Hàn Ly thượng nhân nói, trong lòng Hàn Lập vẫn khó kiềm nén được sự kinh ngạc, từng nghe nói về thuật trụ nhan dành cho nữ tu, hắn tự nhiên đã gặp qua, nhưng công pháp chuyên môn bảo trì thanh âm lúc tuổi còn trẻ thì hiển nhiên đây là lần đầu hắn nghe nói tới. Thấy Hàn Lập dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình, lão ấu đầu đầy tóc bạc run lên hừ lạnh một tiếng. Thế nào, đạo hữu đối với công pháp của liễu thúy phái ta có vấn đề gì cần chỉ giáo chăng? À không, tại hạ nhất thời tò mò mà thôi, hàn diễm của tại hạ căn bản không trải qua tinh luyện, nào dám cùng với cực hàn chi diễm của các vị đạo hữu ở đây so sánh. Lấy thần thông hiện tại của hàn lập, hắn đương nhiên không sợ bất kỳ một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ nào. Nhưng đồng dạng cũng không muốn vô cớ kết thủ oán tạo thành cừu ra, cho nên chỉ cười nói ung phó qua lo thôi. Lão ẩu nghe Hàn Lập nói thế, vốn cũng chẳng phải là người ham gây sự, nên cũng buông lỏng, không nói gì thêm. Mà lúc này, đôi môi bạch mộng hình khẽ nhúc nhích, hướng hàn ly thượng nhân truyền âm vài câu. Sau một lúc lắng nghe, ánh mắt hàn ly thượng nhân chợt ánh lên một tia hỉ sắc, liền hướng về hàn lập nhìn thoáng qua, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Tốt lắm, Long phu nhân cùng ma cưu đại sư đều là hảo hữu tương giao nhiều năm của lão phu, hàn đạo hữu cũng cùng với một vị trưởng lão của bản cung giao tình không ít, cho nên lúc này mới có thể thỉnh ba vị ra tay tương trợ lão phu một lần. Tuy rằng, theo suy đoán của ta, thành công công chỉ được có ba thành. Nhưng đối với tình huống hiện tại của lão phu thật sự không thể bỏ qua, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà thôi. Sư đạo hiếu, tuy rằng thọ nguyên của ngươi đã tới gần. Nhưng khi tới đây, ta đã phát hiện ra có không ít yêu thú cao cấp bắt đầu tụ tập ở phụ cận Bắc Minh Đảo. Bây giờ còn phải thử nghiệm bí thuật, đối với quý cung mà nói tựa hồ có chút mạo hiểm hơi lớn. Tăng nhân kia ra vẻ quan tâm hỏi đến, mà Cừu đạo hữu cứ việc yên tâm, đây mới là lúc đột phá bình cảnh tốt nhất, tại hạ cố nhiên không sợ đám yêu vật này. Nếu không được, bổn cung cũng đã an bài tốt mọi sự chuẩn bị ở phía sau, sẽ không có chuyện vì lão phu thất thủ mà tông môn cũng bị diệt theo." Hàn Ly thượng nhân tự tin nói ra, nếu như sư đạo hữu đã nói vậy, bần tăng cũng thấy an tâm. Tăng nhân mặc áo bảo màu cho mỉm cười nói, "Lão ẩu cũng không có ý kiến gì, vì đã sớm muốn xem sự ảo diệu của bí thuật này." cho nên đồng dạng gật đầu. Thấy hai người nói như thế, Hàn Ly thượng nhân rất là vừa lòng, ánh mắt bất giác rời lên người Hàn Lập. Hàn Lập lãnh đạm nói, khi nào bắt đầu, tại hạ không có ý kiến, nhưng tốt hơn là nên bắt đầu sớm một chút. Tốt, tốt, nếu ba vị đều không có ý kiến gì, vậy phiền các vị đạo hữu đi theo ta, ta đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi. Hàn Ly thượng nhân trà sát hai tay lại với nhau, vui mừng đứng dậy nói. Trường 1087, Hư Linh Điện Ba người Hàn Lập đều đứng dậy, Hàn Ly Thượng Nhân cũng tiến lên vài bước, hướng về một phía. Trong miệng vang lên từng hồi âm thanh, một tay giơ lên, xuất ra một đạo pháp quyết màu lam đánh về Thượng Điện. Cự đỉnh nhất thời phát ra từng trận âm thanh vù vù, lam quang bùng phát. Thể thích cự đỉnh nhanh chóng nhỏ đi, trong nháy mắt hóa thành tiểu đỉnh kích cỡ bằng nắm tay, trôi nổi giữa không chung. Mà ở mặt đất phía dưới cự đỉnh, lại bất ngờ hiện ra một động khẩu đen tuyền vô cùng quỷ dị đồng thời có một cầu thang trong suốt dẫn xuống phía dưới không biết thông đến tận nơi nào hàn ly thượng nhân hướng về tiểu đỉnh phất tay một cái đem tiểu đỉnh thu vào tay áo sau đó dẫn đầu đoàn người đi xuống bạch mộng hinh cùng với trung niên mặc thanh sam kia theo sát ngay phía sau lão ẩu cùng tăng nhân áo bảo màu trò liếc nhìn nhau một cái cũng lặng lẽ nối bước tiếp theo hàn lập dương mắt nhìn vào động khẩu sau một hồi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười cũng đồng dạng theo nhóm người đi xuống tiến vào bên trong không xa mấy Thông đạo nguyên bản tối đen đã dần trở nên sáng lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ, bốn vách tường của thông đạo đều dùng huyền băng xây thành, mà cứ cách một khoảng, trên vách đá đều được khảm một viên nguyệt quang thạch to bằng trứng chim, ánh sáng lấp lánh giống như là đang ở thủy cung vậy. Sau khi đi xuống dưới ước chừng trăm trượng, rốt cuộc đã tới được cuối cầu thang, tiếp theo thông đạo bắt đầu bằng phẳng hướng thẳng lên về một phía. Đám người lão ẩu và Hàn Lập tuy đi thông đạo này lần đầu tiên nhưng mỗi người đều là người từng trải, có kinh nghiệm lịch duyệt phong phú nên không có ai ra vẻ kinh ngạc, ngược lại bọn họ đều mang vẻ mặt tự nhiên, tựa như đang đi trong trạch viên nhà mình vậy. Thời gian ước chừng sau một bữa cơm, mọi người đã đi ra khỏi băng đạo, hiện đang xuất hiện ở bên trong một điện phủ ngầm. Điện phủ ngầm này được xây thành từ các thanh ngọc phổ thông, mang theo phong cách dị thường cổ xưa, bộ dáng tựa hồ như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chẳng qua là khuôn mặt của nhóm người Hàn Lấp đều hướng về phía cuối cung điện, chỗ đó không đơn thuần là bức tường mà là một cái thạch môn cực kỳ to lớn, màu trắng ngà, cao chừng 30 trượng, mặt trên được che kín bằng một tầng ký hiệu của pháp trận cùng không ít hoa văn cổ quái, bao gồm các vật thể chấp động màu linh quang. Mà điều làm cho Hàn Lập bất ngờ là tại trước cửa thạch môn có một nhóm tu sĩ đang đứng, ước chừng khoảng 16-17 người, mỗi người đều là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng với số lượng như thế quả thật là kinh người. Trong đó Bạch Giao Di cùng với một lão giả tóc màu cho đứng gần mọi người nhất. Hàn Lập hai mắt chừng lên, ánh mắt phân biệt hướng đến tăng nhân cùng đám người Bạch Mộng Hinh nhìn lướt qua. Trong ba người, Bạch Mộng Hinh thì bình tĩnh, tăng nhân cùng với lão ấu vốn không để ý lắm bất chợt nhướng mày lên, trong mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên nơi này xuất hiện nhiều người vậy là điều nằm ngoài dự đoán của hai người. Hàn Ly đạo hiếu, 16 vị đạo hiếu mới kia là. Tăng nhân mặc áo bào cho không nhịn được liền hỏi, đại sư không cần giật mình, những người này đều là trưởng lão bổn cung, muốn đi vào hư linh điện trong huyền ngọc động, phải có sự trợ giúp của bọn họ mới được. Chỉ khi mượn được cực hàn chi khí trong huyền ngọc động, Việc đột phá bình cảnh của ta mới được nắm chắc thêm mấy phần." Hàn Ly thượng nhân quay đầu lại, mỉm cười nói, "Hư Linh Điện, tăng nhân đột nhiên cả kinh, lão ẩu nghe vậy, trong mắt liền xuất hiện tia tinh quang, chính Hàn Lập cũng tránh không khỏi thần sắc kích động. Vài vị đạo hữu ở bên ngoài bình thường đều nhìn thấy bí cảnh trung gian giữa ba tòa Hư Linh Điện, tuy là tên của chúng giống nhau, nhưng thật sự là sự ảo diệu lại nằm trong đó, lối vào Huyền Ngọc động chỉ bắt nguồn từ một tòa trong đó mà thôi." Hơn nữa lối vào chính thức hư linh điện cũng không phải là mấy cánh cửa to lớn trước đại điện, mà các vị đạo hữu phải thông qua một mật đạo ngầm nối thẳng tới. Trung niên mặc thanh sam kia vừa cười vừa nói, Hàn Lập đã sớm chú ý tới người mặc thanh sam này, tuy bên ngoài Hàn Ly không có giới thiệu, nhưng cũng biết được phần nào đối phương là một tu sĩ khác tu luyện Hàn Diễm của tiểu cực cung. Người này tướng mạo thoạt nhìn tuy bình thường, nhưng ánh mắt âm trầm, làm cho hắn phải chú ý tới nhiều hơn ba phần. Lúc này, sau một lúc chờ lâu, nhóm người tu sĩ Bạch Giao Di đã tiến lên đón. Đại trưởng lão, người vẫn nhất quyết mở hư linh điện ra à, điều này thật sự có chút không hợp quy củ. Các lần mà tiểu cực cung chúng ta mở hư linh điện trước đây, đều ở trong trường hợp bổn cung lâm vào cảnh đại nạn, không có khả năng đánh lui địch. Hơn nữa, lần này còn để cho tu sĩ ngoài cung tiến vào huyền ngọc độc, sự tình này trước kia chưa từng xảy ra. Hồi phát lão giả ở bên cạnh, trên mặt có một cái bớt lớn màu xanh, tuy đồng dạng hướng đến hàn ly thượng nhân thi lễ như những người khác, nhưng lời nói lúc này vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân. Hàn Lập nghe đối phương nói liền sửng sốt, một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ sao dám đối với Hàn Ly Thượng Nhân vô lễ như thế, dù sao thì tu vi giữa hai người vẫn tranh lệch rất lớn. Không riêng gì Hàn Lập, trên mặt lão ẩu cùng tăng nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp trưởng lão, người lo lắng quá rồi, tuy hư linh điện bình thường đều phải mở trong những thời khắc nguy cơ, nhưng các thời tổ tiên đã qua không có nói là lúc bình thường cũng không được sử dụng, hiện tại đệ tử ngoài cung đã truyền tin tức đến, bản đảo phụ cận đã bị quần yêu áp sát, sớm mở ra 16 cửa hư linh điện cũng là việc hợp tình hợp lý, huống chi đâu phải đồng thời mở ra ba tòa hư linh điện, sư mẫu thân là đại trưởng lão, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không làm được. Hàn Ly thượng nhân từ từ nói, tựa hồ sớm đã biết được bộ dáng phản đối của hôi phát lão giả, nhất thời vẫn giữ dáng vẻ ung đan tê dê. Cho dù như thế, hư linh điện cũng là cấm địa của bổn cung, ba vị đạo hữu này là người ngoài cung, tiến vào đó thật không ổn, bổn tọa thân là trưởng lão giám sát, sẽ không đồng ý việc này. Ánh mắt hôi phát lão giả đảo vài lần trên ba người hàn lập, không một chút khoan nhượng nói thẳng ra. Ba người hàn lập nghe được lời nói chẳng hề lưu tình này, cũng không có mày nhăn mặt, chỉ có lão ẩu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn chưa hiện lên nét giận dữ. Diệp sư đệ chấp trưởng giám sát linh bảo, đích xác có tư cách phản đối quyết định của bản trưởng lão. Nhưng nếu ta đạt được sự đồng ý của hai phần ba trưởng lão, sự phản đối của Diệp Sư Đệ sẽ không có hiệu quả hàn ly thượng nhân sắc mặt vẫn không đổi nhàn nhạt nói nhưng hàn lập lại để ý thấy khi nói tới giám sát linh bảo khóe mắt vị đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ này bất chợt rượt rượt một chút bộ dáng giống như có đôi phần kiêng kỵ hàn lập đột nhiên chấn động giám sát linh bảo chẳng lẽ là thông thiên linh bảo hay là linh bảo phỏng chế phẩm nếu đúng như trong lời nói tu sĩ nguyên anh trung kỳ đích thật có năng lực cùng tu sĩ hậu kỳ tranh đấu xem ra hồi phát lão giả ở tiểu cực cung không cùng một hệ cơ hồ có thể kháng cự được Hàn Ly Thượng Nhân, nếu không sẽ không dám cương ngạnh đối đầu như thế. Nhưng khi nghe Hàn Ly Thượng Nhân nói vậy, lão giả liền biến sắc, mặc nhiên quay đầu lại đánh giá chúng đồng môn phía sau, bên trong có mấy người đang trốn tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng. Trong lòng hôi phát lão giả bỗng trầm xuống, ta vốn thắc mắc bọn người kim sư đệ vì sao bị điều ra bên ngoài, nguyên lai like Hàn Ly Sư Hân đã sớm tính kế ổn thỏa. Một khi đã như vậy, bản trưởng lão cũng không muốn làm ác nhân, hy vọng sư huynh có thể thành công đột phá bình cảnh diệp mỗ xin đi lên phía trước tuần tra phòng người yêu vật lợi dụng chỗ trống chui vào thân xác lão giả có chút khó coi nhưng vẫn bảo trì được sự chấn định thân hình vừa động liền bước ra khỏi điện phủ hàn ly thượng nhân không gây khó dễ cho người này vẫn lạnh lùng nhìn hình bóng của hắn dần biến mất ở lối vào chư vị sư đệ đã chuẩn bị mở phong ấn rồi chứ trung niên mặc thanh sam không hề trần trừ hướng đến chúng tu sĩ nói Lúc này các vị trưởng lão tiểu cực cung không còn ý kiến bất đồng gì nữa, đều đồng loạt từ trên người lấy ra một ngọc bội cùng một kiểu giống nhau, đem tế giữa không chung, tản mát ra các linh quang với muôn màu sắc khác nhau. Hàn lập thấy ngọc bội kia liền ngẩn người ra, nhưng ngay tức khắc trở lại bình thường. Pháp khí đó cùng với ngọc bội mà Hàn ly thượng nhân cho hắn là cùng một dạng, rất giống nhau. Bất giác. Hàn lập liếc mắt nhìn Hàn ly thượng nhân, nhưng vẫn chưa thấy hắn lấy kiện ngọc bôi kia ra. Ngay đúng lúc này, dưới sự chỉ huy của thanh sam trung niên, từng đợt âm thanh chú ngữ từ trong miệng các tu sĩ lan truyền ra, các kiện ngọc bội ngay tức khắc phóng ra hào quang, hóa thành những quang cầu to nhỏ. Dưới sự thúc giục của chú ngữ, chúng tự hành hướng lên trời cao mà bay vọt lên, rồi cùng nhau ngưng tụ bắt đầu một hồi biến hình, huyễn hóa ra một nữ tử với quang ảnh ngũ sắc. Cô gái này có dáng người thon dài, bộ mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt hàm chứa những tia sáng lấp lánh, tựa như muôn ngàn tinh tú mở ảo, làm cho người ta khó có thể mà quên. Ngay khi thấy quang ảnh xuất hiện, tất cả các tu sĩ của tiểu cực cung, ngay cả hàn ly thượng nhân đều hướng về quang ảnh khẽ cúi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cung kính vô vàn. Ba người hàn lập thấy vậy, sao còn chưa hiểu chứ? Nữ tứ được huyễn hóa ra, tám chín phần là vị thượng của tu sĩ đã sáng lập ra tiểu cực cung, nếu không chỉ với một cái ảo ảnh, sao có khả năng làm cho chúng tu sĩ phải kính cẩn đến vậy? Nhưng rõ ràng lại là một nữ tu, điều này thật sự nằm ngoài suy đoán của Hàn Lập. Làm cho hắn không tự chủ, phải cân nhắc lại, nàng cùng hư thiên điện của loạn tinh hải rốt cuộc liên quan với nhau như thế nào. Nếu nói hai người một chút quan hệ cũng không có, hắn tự nhiên sẽ không tin. Vô luận hư linh điện hay hư thiên điện, tương tự cùng với sự xuất hiện của kiềm lam băng diễm, không có khả năng tất cả đều chỉ là xảo hợp. Hàn lập đang ở bên thầm nghĩ thì quang ảnh nữ tử đã bắt đầu được thúc giục, hướng thạch môn bên dưới từ từ bay xuống. Lập tức một tiếng phốc phốc vang lên, quang ảnh vừa tiếp xúc với thạch môn liền tự động bạo liệt mở ra, các màu linh quang ở thạch môn chợt lóe ra mấy lượt rồi biến mất không thấy nữa các ký hiệu linh quang trên thạch môn dần dần biến mất trong nháy mắt liền trở lại giản dị muôn phần như không hề chứa một chút linh khí trên đó đột nhiên một trận âm thanh loạn hưởng vang lên từ khoảng không phía trên đỉnh thạch môn bất ngờ xuất hiện phần lớn các ngọc bội không còn linh tính đều hoàn toàn rơi xuống chúng tu sĩ tiểu cực cung thấy vậy liền lấy tay vẩy một cái vội vàng đem ngọc bội của mình thu về tay hàn ly thượng nhân thấy cảnh này trên mặt liền xuất hiện nét tươi cười, lúc này bước lên vài bước, hai tay hướng về thạch môn nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ lam hà phóng ra, giống như cơn gió mát quất vào mặt chính phía trên thạch môn, mà thạch môn lại như một tờ giấy bình thường, vô thanh vô tức, từ một phân thành hai, hướng vào trong từ từ mở ra. Mọi người chưa kịp đến gần cánh cử để nhìn kỹ bên trong thì bỗng nhiên thấy thân hình hàn ly thượng nhân bất ngờ nhoáng lên một cái lui về xa, đồng thời ánh mắt trở nên ngưng trọng, từ trong miệng hét lớn một tiếng. Chư vị sư đệ, hãy cẩn thận, Hàn Lập ngẩn ra, chưa hiểu được tại sao như thế thì ngay tức khắc từ bên trong thạch môn truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là có hàng nghìn hàng vạn mãnh thú phát ra tiếng gầm rú cùng lúc vậy. Một cỗ bạch mang mang hàn phong từ bên trong nhanh chóng lao ra, đến khi tiếp xúc với mặt đất, điện trụ trong suốt liền lóe lên, đồng thời hàn khí này còn nảy sinh ra các âm thanh tựa như tiếng sấm rền. Chúng tu sĩ kinh hãi không nguôi, tu sĩ có tu vị yếu liền phi độn thật nhanh về phía sau, thối lui về sau ba thước. Người nào có tu vi vào hơn thì biến hóa ra màn hào quang ngăn cản, hoặc xuất ra pháp bảo hộ thân. Hàn phong bạch sắc trong phút chốc đã đem toàn bộ điện phủ càn quét qua một lần. chương 1088, băng phách hàn liệt trận. Trên người hàn lập hiện ra một tầng tử la cực hỏa mặc cho từng đợt gió lạnh thổi qua. Kết quả khi bạch phong vừa chạm vào tử diễm, lập tức liền dung nhập vào đó một cách quỷ dị, biến thành vô hình. Đồng thời hàn lập liếc thoáng nhìn qua, chỉ thấy cả đại sảnh liền biến thành một dòng sông băng, tu sĩ có được hàn diễm cùng đều bình yên. Trừ ra bạch mộng hình thả ra bạch sắc băng diễm, hàn ly thượng nhân trong tay có cự đỉnh trôi nổi trước người, từ giữa phun ra một luồng kiềm lam băng diễm đưa hắn bảo hộ trong đó, thanh sam trung niên thì nhìn chăm chú vào hắc sắc băng diễm biến thành bảo hộ, hai tay để sau lưng lão không biết khi nào xuất ra một quả trượng màu vàng, từ quả trượng phun ra từng đợt hoàng diễm chính mình thì trốn ở phía sau. Mà tăng nhân mặc áo bảo cho hai tay hợp lại, từ trên tay phun ra một cỗ lục nhạt băng diễm hóa thành một con lục dao cuốn quanh thân, lục diễm chấp động đém gió lạnh chắn ở bên ngoài. Cho tới bạch giao di tu vi có cao hơn chút so với những tu sĩ khác, mặc dù thần thông có thể ngăn cản gió lạnh, nhưng trên người hào quang pháp bảo chấp động không thôi, rất có thể đã cố hết sức. Trong chớp mắt, từ giữa cửa đá tiếng hô đột nhiên ngừng lại, gió lạnh cũng dần dần biến mất không thấy. Cả điện phủ trở nên yên tĩnh một tiếng động cũng không vang lên. Hàn lập ánh mắt vừa động, bấm tay niệm thần niệm, tử diễm trên người chớp lên vài cái thu nhập. Vào trong cơ thể, sau đó hướng cửa đá nhìn lại. Chỉ thấy phía sau cửa một mảnh tuyết trắng trong suốt và vô số băng trụ cao lớn đứng vững trong đó. phảng phất như là một mê cung, hàn lập trong lòng vừa động thần thức lập tức hướng này đi tới. Nhưng vừa tiến vào cửa đá không lâu, thần niệm trở nên ngốc trệ, quả nhiên bên trong bị một loại cấm thần cấm chế. Đám người kia cũng chú ý đến tình hình sau cửa đá, một đám mỗi người một vẻ mặt khác nhau các vị đạo hữu cẩn thận, linh hư điện này, Lão Phu cũng là lần đầu tiên tiến vào, mặc dù bên trong hơn phân nửa cấm chế Lão Phu có thể khống chế nhưng còn còn một chút không thể khống chế, chư vị theo sát tại hạ, ngàn vạn lần không nên đi nhầm bên động vào cấm chế. Hàn Ly Thượng Nhân thở ra một hơi, xoay người trịnh trọng nói với mấy người Hàn Lập. Cái này tự nhiên, bọn ta như thế nào lại ở quý cung cấm cung sông loạn lão tả nhìn thấy Hàn Ly Thượng Nhân lo lắng, nhàn nhạt trả lời. Hàn Lập cùng tăng nhân áo bào cho cũng tỏ vẻ như thế. Hàn Ly thượng nhân thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu rồi hướng Bạch Giao Di cũng như tiểu cực cung trưởng lão phân phó. Lúc này đây đột phá bình cảnh, nhanh thì năm ba ngày chậm thì hơn tháng. Nếu trong lúc này yêu vật tiến công bổn cung các ngươi cứ dựa theo kế hoạch đã định sẵn mà ứng phó. Nếu là có biến cố khác, qua hai tháng mà ta không có đi ra các ngươi đồng dạng dựa theo kế hoạch đã dùng xử lý. Vâng, đại trưởng lão, đám tu sĩ vẻ mặt nghiêm nghị cùng kêu lên đáp ứng. Chúng ta đi thôi Hàn Ly thượng nhân lập tức xoay người lại, tay áo bảo rung lên, một cái trận bàn màu trắng noãn xuất hiện trong tay. Nâng pháp khi lên hướng cửa đá dẫn đầu đi đến, Hàn lập bốn người tự nhiên theo sát phía sau, vừa tiến vào cửa đá, Hàn ly thượng nhân bấm tay niệm thàn chú, trận bàn trên tay lập tức bắn ra một đạo pháp quyết, nhất thời đại môn đang mở rộng phát ra tiếng gầm rú dần khép lại, các màu ký hiệu một lần hiện lên linh quang chấp động. Lão cùng áo bảo cho tăng nhân thấy vậy liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt lọ ra một tia dị sắc, các vị đạo hữu yên tâm, tuy rằng linh hư điện từ bên ngoài mở ra tương đối khó nhưng từ bên trong mở ra lại là chuyện dễ dàng. Lão Phu tạm thời đóng cửa lại, cũng là lo lắng phòng ngừa có người quấy giày chúng ta hàn ly thượng nhân mở miệng giải thích. Lão hai người nghe được lời này cũng không nói gì nữa. Hàn lập thần sát nhàn nhạt tựa hồ đối với việc này không để ý. Mọi người đi ra hơn 10 trượt, liền đi tới một cây băng trụ, bạch sắc tinh quang chấp động không ngừng làm cho người ta một hồi hoa mắt. Những vạn năm huyền băng này tổng cộng có tất cả 1 tám cái đều do thượng cổ tu sĩ tỉ mỉ luyện chế. Đây là băng phách hàn liệt trận nổi danh thời thượng cổ. Nếu không kiềm giữ tương quan pháp khí mà tiến vào trận pháp chỉ sợ trong nháy mắt bị pháp trận vĩnh viễn đóng băng nơi này. Vừa rồi ta chờ ở bên ngoài cảm thụ gió lạnh chính là do chân pháp này bởi vì phong bế ngàn năm mà tự sinh ra băng hàn khí. Cho dù năm người chúng ta mỗi người đều có cực hàn chi diễm nhưng tại pháp trận này có thể hay không sống sót vẫn là không thể nói trước hàn ly thượng nhân bất động thanh sắc nhắc nhở. Lão tả cùng áo bảo cho tăng nhân nghe xong lời này ngắm nhìn huyền băng trụ vài lần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Ha ha hàn ly đạo hữu yên tâm, bọn ta cũng không hứng thú kiểm nghiệm uy lực trận pháp này. Hàn lập cười nhẹ một tiếng, hàn ly thượng nhân nghe vậy ha ha cười, lập tức trận bàn trong tay hướng băng trụ minh mông nhoáng lên một cái. Nhất thời một đạo bạch sắc theo trận bàn phun ra, khi đi qua những băng trụ bạch quang này liền rung động, giống như ảo ảnh liên tiếp chấp động tạo thành một cái thông đạo dài tới mấy trượng. Từng đạo bạch sắc từ trận bàn tỏa ra không ngừng, Hàn Ly thượng nhân một tay cầm trận bàn đi vào. Đoàn người theo sát phía sau, không dám có một chút bất cẩn. Hàn lập đi phía sau cùng ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh. Một cây huyền băng trụ to lớn thần kỳ, cơ hồ phải hai người ôm mới hết, mà bề ngoài mỗi mặt băng trụ đều bóng loáng dị thường. Nhìn phía dưới băng trụ ẩn hiện các ký hiệu quay cuồng nhưng nhìn kỹ lại, những ký hiệu đó lại mất đi không thấy đâu trông thật dị thường. Mà nhìn lên phía trên băng trụ khoảng 5 sáu chục trượng chỉ thấy một màn hàn vụ màu trắng, nửa trên của băng trụ hoàn toàn ẩn vào trong đó không thể nhìn rõ. Nhưng có thể khẳng định trong băng trụ này ẩn chứa lực lượng băng hàn chi lực cực lớn, cho dù cách xa. Đến mấy trượng nhưng vẫn có thể cảm ứng được nó phát ra những tia lạnh lẽo vô cùng, tuy nhiên không thể so sánh với cực hàn chi diễm. Nhưng loại khí lạnh này, những loại khí lạnh bình thường không thể so sánh. Trách không được Hàn Ly Thượng Nhân tự tin như thế. Trong lúc Hàn Lập đang suy nghĩ đoàn người đã đi được mấy trăm trượt, mà những băng trụ này như là vô cùng vô tận xếp hai bên đường, thật sự làm cho người ta không thể tin là chỉ có hơn một ngàn cái. Đại trận quả thật thần diệu vô cùng, tình huống như thế cũng làm cho những người khác âm thầm giật mình. Ước chừng khi mọi người đi được khoảng một chung trà, rốt cục cũng đi ra khỏi đoàn băng trụ, phía trước lại xuất hiện một tòa tế đàn cao lớn, ước chừng cao hơn 10 trượng và rộng hơn trăm trượng. Cả tòa tế đàn cao lớn có một màu trắng tinh khiết như ngọc được bao phủ bởi một quần sáng màu lam nhạt, ở giữa là một cái thiên môn màu vàng nhạt cao đến 7-8 trượng, điểm giao nhau giữa hai bên thiên môn được dán vài thứ thượng cổ bùa chú. Hàn Ly thượng nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền nhanh chóng đem trận bàn thu lại. Tiến tới trước tế đàn, hai tay vừa nhấc, lam quang chấp động, kiền lam băng diễm phóng xuất ra, trong nháy mắt đôi tay trưởng hóa thành một tầng bao vây lại năm ngón tay dung chuyển hai tay trực tiếp đặt lên phía trên quầng sáng. Ngay lập tức, Lam Diễm cùng quầng sáng đan vào nhau, cả quầng sáng của tế đàn tức thì run rẩy nổi lên. Bề mặt phát ra một tầng ánh sáng chói mắt phảng phất như biến thành một vật hữu hình, tiếp theo phanh một tiếng giòn vang. Toàn bộ quầng sáng như một khối thủy tinh vỡ vụn, Hàn Ly thượng nhân lấy hai tay làm trung tâm mở những mảnh vỡ vụn ra. Trong nháy mắt những mảnh vỡ vụn liền biến thành hư ảo. Hàn Ly thượng nhân không một chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái liền đứng ở phía bên trên tế đàn. Lập tức, đám người Hàn Lập cũng hóa thành một đạo độn quang xuất hiện ngay bên cạnh Hàn Ly Thượng Nhân. Lúc này, Hàn Ly Thượng Nhân hai tay để sau lưng, cúi đầu nhìn xuống không ngừng đánh giá mặt đất phía trước mình. Hàn Lập ánh mắt vì thời nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở giữa tế đàn, ẩn chứa một loại pháp trận cổ quái hơn 20 trượng, nhưng ngay giữa pháp trận có một cái cự đỉnh đồ án, nhìn kiểu dáng tựa như rất giống với hư thiên đỉnh có một không hai trong cơ thể hắn sắc mặt hàn lập khẽ biến nhưng ngay lập tức liền như không có việc gì xảy ra hàn đạo hữu trước kia đã từng gặp qua loại trận pháp như thế này hàn ly thượng nhân không biết vô tình hay cố ý ánh mắt đảo qua gương mặt hàn lập mặc dù thần sắc hàn lập đã khôi phục lại bình thường nhưng biểu hiện khác thường trước đó đã bị hàn ly thượng nhân nhìn thấy nên trực tiếp hỏi hàn lập trong lòng cả kinh nhưng vẫn bình tĩnh từ từ trả lời ân lúc trước tại thượng cổ động phủ đã từng gặp qua loại pháp trận này nhưng nhìn kỹ vẫn thấy sự bất đồng chỉ là nhất thời cảm giác sai mà thôi. Phải không, Hàn Ly thượng nhân cười như không cười không biết là có hay không tin tưởng. Lời nói của Hàn Lập nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Mà tay áo bảo phất lên một cái, một đạo kiền lam băng diễm theo tay áo bảo bắn ra trôi nổi xoay quanh ngay phía trung gian của pháp trận. Hàn Lập khẽ mím môi lại bất giác ngừng hô hấp, những người khác ánh mắt cũng chăm chú nhìn cảnh này. Hàn Ly thượng nhân một tay làm ra niêm hoa bộ dáng, một tay nhắm ngay tiểu đỉnh hư không bắn ra. Oanh một tiếng nổ vang lên, thể thích tiểu đỉnh nhanh chóng lớn dần, từ phía trong mãnh liệt toát ra một loại lam sắc băng diễm dị thường, trong nháy mắt che kín cả bề mặt tiểu đỉnh, cự đỉnh lúc trước kia lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng. Lúc này, Bạch Mộng Linh cùng Thanh Sam Trung niên nhân đứng một bên cũng đồng thời tiến lên từng bước, một tay nhấc lên, đều tự xuất ra một cỗ bạch diễm cùng một cỗ hắc diễm, đồng thời đánh lên phía trên bề mặt hai bên pháp trận. Âm âm, nhất thời một trận nổ truyền tới, các nơi trong trận pháp linh quang chấp động, Hiển nhiên là do hai cỗ hàn diễm kích phát mà ra, ngay giữa cự đỉnh đồ án nổi lên một tầng lam mang chói mắt, tiếp theo đó quang mang chậm rãi đi ra. Cuối cùng huyễn hóa thành một lam sắc quang đỉnh trôi nổi ở bên trên pháp trận. Nhàn Ly thượng nhân bỗng nhiên phát ra một đoạn chú ngữ quái dị, kiềm lam băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự đỉnh phun trào, trong nháy mắt đem toàn bộ phái trận bao trùm lại. Nhất đẳng quang đỉnh hoàn tất nổi lên, ngay sau đó Hàn Ly thượng nhân lập tức hạ xuống. Hai cái lam sắc quang mang nhất thời chớp lên, nháy mắt hợp lại thành một. Tiếp theo, oanh một tiếng vang thật lớn, cự đỉnh vững vàng rơi vào ngay trung gian pháp trận. Hàn Ly thượng nhân bỗng nhiên phát ra một đoạn chú ngữ quái dị, Kiềm Lam băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự đỉnh phun trào, trong nháy mắt đem toàn bộ phái trận bao trùm lại. Pháp trận cùng với Kiềm Lam băng diễm vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra một đạo linh mang chói mắt, làm cho toàn toàn bộ tế đàn kịch liệt rung lên. Pháp trận lấy cự đỉnh làm trung tâm, chậm rãi nứt ra một khe hở, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng rộng hơn. Đám người Hàn Lập thấy thế đều bay lên không trung, ngạc nhiên nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy Lam Diễm phun ra từ cự đỉnh, giờ phút này hoàn toàn đứng yên ở chỗ cũ, phía dưới giữa khắc khe, ẩn hiện một mảng bạch sắc, tựa hồ bên trong phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Chương 1089, Huyền Ngọc Động. Nơi này chính là vị trí mật bảo khố lớn nhất của Hư Linh Điện, Huyền Ngọc Động. Động này tuy nhìn thô sơ như vậy, nhưng Huyền Ngọc bên trong chính là tồn tại từ thời thượng cổ đến giờ, do thượng cổ tu sĩ dùng đại pháp lực đem khoáng mạch huyền ngọc luyện chế nhiều lần mới thành huyền động này. Huyền Ngọc vạn năm cùng Huyền Băng vạn năm chỉ khác nhau có một chữ nhưng giá trị lại thật sự khác nhau. Các vị đạo hữu có biết, rời khỏi điện này, cho dù có đảo sới toàn bộ khu vực phía bắc, khả năng cũng chỉ có thể tìm được vài khối Huyền Ngọc vạn năm Hàn Ly thượng nhân nhìn chầm chầm vào cái khe trên tế đàn, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ nói. Thanh Sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh nghe vậy mắt trắng dã lộ tia hưng phấn. Như thế, lúc trước khi chưa nghe Đạo Hữu nói về sự tích Huyền Ngọc Động, ta cũng thật khó mà tin rằng quý cung thật sự còn loại bảo vật quý giá này trong bảo khố. Huyền Ngọc Phán năm này thật không cần nhiều, chỉ cần một khối lớn khoảng quyền đầu của đứa bé khảm vào trong pháp bảo, lập tức làm cho pháp bảo có thần thông băng hàn, có khả năng phát ra hàn khí kinh nhân có thể đả thương địch thủ vô hình hôi bảo tăng nhân nhìn cái khe, cảm khái nói: lão ẩu nhìn cái khe, đồng dạng hai mắt lập lẻ phát quang. Hàn lập thì vẫn rút tay vào trong áo, ngón tay vuốt ve bề mặt bóng loáng của thanh kim sắc tiểu kiếm, cười nhạt chẳng nói gì. Hàn ly thượng nhân liếc ba người bọn hàn lập thu hết thần tình biểu lộ của ba người vào mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói ta đã cùng bạch sư muội, âu dương sư đệ đã bàn qua, dù có hay không ba vị trợ giúp ta đột phá hóa thần bình cảnh vẫn tống tiến ba vị một phần vạn niên huyền ngọc nhằm thể hiện một phần thành ý của bổn cung. Sư đạo hữu nói thật chăng? Cho dù lão ẩu lúc nào cũng lạnh băng băng, cao ngạo chi nhân, khi nghe được lời ấy, tức thì cũng thể nén được mừng rỡ hỏi lại. Sư mỗ thân đường đường là tiểu cực cung đại trưởng lão, điều này vẫn có thể làm chủ được hàn ly thượng nhân dung đùi đắc y nói. Cái này, ngay cả hồi bào tăng nhân lúc này ánh mắt cũng xuất hiện sự vui sướng. Vạn niên huyền ngọc chính là loại tài liệu cơ hồ đã tuyệt tích ở ngoại giới, quả thật là thứ đồ vật vô giá. Cho dù có đủ linh thạch cũng không biết mua chỗ nào mà nếu ai có thứ này thì cũng chỉ để khảm vào trong bổn mạng pháp bảo nhằm gia tăng uy lực pháp bảo lên thêm hai phần. Đứng nghe thuyết ngôn của Hàn Ly Thượng Nhân, ai cũng thầm bội phục miệng lưỡi của vị này quả thực là đại thủ bút. Nhằm báo đáp ơn trọng này, đến lúc đó hẳn ba em Hàn Lập chỉ sợ cũng chỉ còn biết nặn hết sức ra để giúp cho Thượng Nhân mà thôi. Tốt lắm, bây giờ ta nên tiến vào huyền ngọc động thôi. Trong huyền ngọc động hàn khí lợi hại dị thường, các vị đạo hữu khi vào nên sử dụng cực hàn chi diếm hộ thân nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may trong động có đường đi đến một địa phương, ở nơi đó có thể ngăn được sự xâm thực của Huyền Ngọc Hàn khí. Chúng ta nên ngồi xuống hồi phục pháp lực ở trạng thái tốt nhất, nếu không ngay cả ta cũng vô pháp ở lâu bên trong Hàn Ly thượng nhân tử tế nhắc nhở. Một lúc sau, Hàn Ly thượng nhân hé miệng, một đoàn hòa cầu màu lam sáng rực từ trong miệng phun ra, hóa thành một con lam sắc đại điểu bay lên đỉnh đầu. Sau khi con đại điểu này xoay một vòng, bèn mở hai cánh lao xuống, cắm đầu vào áo bào của Hàn Ly thượng nhân. Nhất thời trong tiếng thanh minh, hư ảnh của con đại điểu chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng một tầng lam sắc băng diễm bùng lên, bao thân hình của thượng nhân lại. Hàn ly thượng nhân khép tay hai tay lại, thân hình chuyển động, hướng cái khe bay xuống. Bạch mộng Hinh cùng đám người lão ẩu đều thi triển pháp thuật, phóng xuất ra hàn diễm rồi bay vào cái khe. Hàn lập nhướng mày, liếc trước ngó sau hai bên đám kim sắc thiên môn, lại nhìn về cự đỉnh đang huyền phù, có chút trần trừ. Nhưng hắn chợt nhớ tới điều gì, bèn cười hoạt kê liền khởi động tử la cực hỏa bảo vệ đi theo vào khi vừa tiến nhập vào trong nhất thời một tầng nhũ bạch sắc hàn quang thổi quét đến tiếp xúc với tử diễm của hàn lập liến phát ra tiếng thanh âm két két quái dị tựa như hai phương thủy hỏa gặp nhau làm cho tử diễm vụt chấp lé không ngừng hàn lập dùng mình không kịp quan sát chung quanh trước hết hai tay trà sát thả thêm một cỗ tử la cực hỏa ra nhập phòng hộ đến lúc này mới củng cố được tầng băng diễm đang bảo vệ lúc này hắn mới có thể ngó nghiêng đánh giá tình hình xung quanh cái gọi là huyền ngọc động kỳ thật chính là một cái động quật ngầm mà thôi chẳng qua động quật này được hình thành từ một cái thế gian hiếm thấy là huyền ngọc mạch khoáng huyền ngọc này so với vạn niên huyền băng thì kỳ dị gấp mấy lần từng hột lớn nhỏ cỡ hạt gạo trải rộng hai bên động quật chớp động nhũ bạch sắc hàn quang hơn nữa càng rơi xuống sâu khí hàn càng dày đặc đánh vào tử diễm thanh âm như mưa gõ vào mặt trống càng lúc càng lớn hàn lập thất kinh cảm thấy có điều gì không đúng nhìn về mọi người ở dưới tựa hồ nhất thời không ai chú ý đến mình, hướng nhũ bạch sắc hàn quang chảo một cái, dùng pháp lực cường đại đem một chút bạch sắc hàn quang hút vào trong tay rồi dùng tử diễm bao lại, quan sát. Xem ra tựa hồ chỉ là hàn khí bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng hàn lập nhướng mày, rót linh lực vào hai mắt. Kết quả hai mắt đột nhiên chấp động lam quang, sau một lúc hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhũ bạch sắc hàn quang dưới sự soi mói của Minh Thanh Linh Mục, hiện ra trạng thái thực thể, dưới sự bao vây của tử diễm nó không ngừng có duỗi giống như vật thể sống không e ngại chút nào độ cực hàn của tử la cực hỏa hai bên thủy hỏa bất dung căn bản không thể giao hòa đây là cái gì hình như là hàn khí thông linh nhưng lại không giống lắm hàn lập kinh ngạc hàn khí này có khả năng tự hành công kích chỉ cần có người thao túng khống chế để công kích chỉ sợ tử la cực hỏa của hắn cũng vô pháp ngăn được ý niệm trong lòng vừa nhất chuyển hắn chợt nhớ tới điều gì hai tay liền nhanh chóng trả sát lúc này đột nhiên trong tử diễm liền hiện ra một luồng màu xích hồng. Luồng xích hồng hỏa diễm này cùng luồng nhũ bạch sắc hàn quang vừa tiếp xúc, nhất thời nhanh chóng hấp thu hàn quang, giống như nước với sữa hòa tan. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt dị sắc chợt lóe, trong lòng quá đổi mừng rỡ. Thái âm chân hỏa không hổ là một trong tam đại chân linh chi hỏa theo lời của Ngân Nguyệt. Tuy trước mắt chỉ có một ít, sau uy lực với tử la cực hỏa thì còn thua xa nhưng tiềm lực dung nạp của nó để trở nên cường đại thì khó có thể tin được. Lúc trước, Hắn luyện hóa Thái Âm Chân Hỏa bước đầu cũng là đem từng chút Tử La Cực Hỏa tạm thời dung nhập vào trong và cũng chưa xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên để chuyển hóa hoàn toàn Thái Âm Chân Hỏa, thời gian không phải chỉ có vài năm công phu là hoàn thành được. Nếu không, Hàn Lập đã chuyển toàn bộ Tử La Cực Hỏa vào Thái Âm Chân Hỏa rồi. Dù sao hiện giờ Thái Âm Chân Hỏa đã có một tia linh tính, hơn nữa rõ ràng cho thấy một đẳng cấp cực cao về mức độ Hàn. Nhìn thấy Thái Âm Chân Hỏa có thể khắc chế được Hàn Quang trong Huyền Ngọc Động, Hàn Lập trong lòng cũng khoan khoái sau khi cân nhắc hai tay bèn giấu sau lưng ngón tay bắn ra xích diễm lóe lên bắn nhanh ra trong nháy mắt nhập vào trong hàn quang ở phụ cận vô tung vô ảnh hàn lập vừa mới hành động như vậy cơ hồ thanh sam trung niên nhân cảm ứng được điều gì ngửa đầu nhìn về hàn lập trong mắt hiện một tia kinh nghi hàn lập trong lòng trầm xuống nhưng thần sắc như thường làm như không có gì hỏi đạo hữu có chuyện gì không thanh sam trung niên nhân cẩn thận đánh giá hàn lập cùng vách động hai bên vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường bèn nói không có gì tại hạ chính là nhìn xem Hàn Huynh có theo xuống hay không mà thôi. Thần thức trong hư linh điện thật bị hạn chế làm cho tại hạ có chút không quen. Gã Âu Dương Thanh Sam nhân này biết rõ Hàn Lập thần thông không nhỏ, không thể hết nghi ngờ, nhưng trả lời khách khí dị thường, không chút chậm trễ. Hắc, hắc, tại hạ như thế nào lại không cùng đi, nhưng thật ra hàn khí trong huyền ngọc động này có chút quái dị Hàn Lập cúi đầu nhìn tử diễm đang thổi quét không ngừng bạch sắc hàn quang, nhạt nói. Huyền ngọc động này tồn tại từ thời thượng cổ đến nay, thời gian dài có thể làm hàn khí sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Nếu không, hàn khí bình thường cũng không quái dị như vậy. Hắc sắc băng diếm của thanh sam nhân bị hàn khí đánh vào phát ra tiếng đùng, đùng, thanh âm làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Hàn lập mỉm cười, đang muốn nói tiếp, đột nhiên thần sắc chợt động. Thanh sam nhân mục quang lóe lên cúi đầu vừa thấy, mọi người đã đến đáy động, phía dưới toàn là đá lổn nhổn rộng chừng mấy trăm trường. Tại góc loạn thạch, có một tòa thạch ốc màu đỏ như lửa. Bốn phía vách động đều có một cái động khẩu, xem ra nơi này có vẻ không phải là một động quật. Huyền Ngọc Hàn khí nơi này dày đặc gấp mấy lần ở phía trên. Tại trung tâm loạn thạch tụ lại một cái chóp đá, nhũ bạch sắc hàn khí tập trung tại đây hình thành một khỏa cự đại quang châu đường kính hơn trượng. Khỏa quang châu quay cuồng không ngừng, phát quang chớp lóe. Hàn Lập ngưng thần nhìn, phát hiện bề mặt cái chóp đá này lộ ra huyền ngọc cỡ chừng ngón cái, linh quang chớp động. Phẩm chất tuyệt hảo mà huyền ngọc tại lối vào không thể so sánh được đè nén lại tâm ý hàn lập theo những người khác đáp xuống hàn ly thượng nhân hai chân vừa chạm đất hai mắt hữu thần nhìn chằm chằm quang cầu trên thạch đỉnh trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng ha 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 thật tốt quá lão phu ban đầu trong lòng phát sầu như thế nào có thể đem hàn khí trong động tụ tập lại không nghĩ tới nơi này thậm chí có một hàn khí thiên nhiên giao hội chi điểm thật đỡ tốn cho chúng ta không ít công phu hàn ly thượng nhân bỗng phát ra một trận cười to sau đó đột nhiên khoát tay, một cây lam sắc băng chùy từ trong tay bắn ra đánh vào trên bạch sắc Quang Châu. Phốc suy, hai phương giao hội, thế nhưng phát ra tiếng động va chạm quái dị như kim loại ma sát. Tiếp theo đó, băng chùy liền vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm hàn quang trong không trung tiêu thất. "Không tồi, không tồi thấy tình hình như vậy, Hàn Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười, có vẻ càng thêm cao hứng." "Đúng rồi, các vị đạo hữu có thấy căn thạch ốc kia? Chính là dùng Thái Dương tinh thạch xây thành." cũng là nơi duy nhất không sợ hàn khí xâm thực. Trước hết, chúng ta tới đó tạm nghỉ, thuận tiện để cho lão phu ghé in giải một chút mấy việc tối kiêng kỵ khi hành động trong huyền ngọc độc, nếu không, đừng vì một cái không đáng mà lại rước lấy đại phiền toái. Đại phiền toái, Hàn Ly đạo hữu nói câu này là có ý gì? Lão ẩu nghe vậy ngẩn ra, tay nắm chặt quải trượng một chút, mở miệng hỏi. Trường 1090, âm linh thủy, Thái Dương tinh thạch. Rất đơn giản, trong huyền ngọc động bên cạnh vấn đề hàn khí, còn có điều phải chú ý. Vạn niên huyền ngọc nhìn có vẻ như có thể lấy ra dễ dàng nhưng trên thực tế mỗi khỏa huyền ngọc khi xưa đều được thượng của tu sĩ dùng đại thần thông không biết tên đem cả quáng mạch ngưng luyện thành nhất thể. Hơn nữa trải qua nhiều năm tắm luyện hàn khí trong động, cơ hồ đã được gọt rũa tôi luyện hoàn hảo thành một thể thống nhất. Cho dù có dùng bảo vật sắc bén cũng vô pháp gỡ ra. Nếu không với nhiều huyền ngọc như vậy, bổn cung lại như thế nào lại để không nơi này như vậy? nếu có thể thì đã lấy hết ra, luyện chế thành pháp bảo, thực lực bổn cung cũng liền tăng lên không kém với so với thái nhất môn, thiên ma tông thanh sam trung niên nhân lộ vẻ tiếc hận nói. Huyền Ngọc không thể gỡ xuống, lão ẩu nhướng mày, bộ dáng không tin, Long phu nhân nếu trong lòng nghi ngờ, chỉ bằng thử xem một lần, liền cũng biết Âu Dương sư đệ có hoa môn xảo ngữ hay không hàn ly thượng nhân cười cuồng dã nói. Nga, quả thực có chuyện lạ như thế, lão thân thật muốn thử một lần lão ẩu tóc bạc rung lên, đột nhiên quải trượng trong tay nhấc lên, hướng về phía loạn thạch phía trước, móc ra một quả huyền ngọc cỡ một lóng tay. Một luồng hoàng quang theo quải trượng bắn ra đánh vào phi a trên mẫu huyền ngọc. Phanh mẫu huyền ngọc trên mặt lóe hào quang, liền bình yên vô sự. Lão ẩu biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt trầm xuống, một tầng sát khí hiện lên trên mặt, tay áo bảo rung lên, một thanh sắc tiểu trùy kiểu dáng cổ xưa xuất hiện. Lão ẩu lắc nhẹ tay, ném đi, thanh tiểu trùy liền hóa thành một đạo thanh sắc tiềm điện kích tới oanh vang một tiếng thật lớn thanh sắc thiểm điện tiếp xúc vào huyền ngọc liền bạo liệt huyền ngọc hào quang vụt sáng rồi hóa thành mảng xương phấn phiêu tán vào trong gió lão ẩu thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm đứng chết chân long đạo hữu không cần kỳ quái chính là nếu dùng uy lực của pháp bảo huyền ngọc cũng chỉ sẽ bị hủy diệt mà không có khả năng lấy ra trọn vẹn hàn ly thượng nhân cười nhẹ lão ẩu sắc mặt khó coi chỉ biết đứng im không nói được câu nào hồi bào tăng nhân đang đứng kế bên bỗng mở miệng hàn ly đạo hữu nếu đúng theo lời nói, hẳn quý cung cũng không có nhiều huyền ngọc lắm. Mà đạo hữu vừa rồi hứa hẹn thật hào phóng khiến bần tăng có chút khó hiểu. Ha, ha, ma cưu đại sư thật quá lo, tuy bổn cung không thể khai thác đại trà nhưng lấy chút ít thì tiểu cực cung ta vẫn có biện pháp. Bạch sư muội, người gỡ ra một vài khối để cho các đạo hữu xem sao. Hàn ly thượng nhân nghe lời tăng nhân, trước là ngẩn ra, sau lại cười to, bèn hướng bạch mộng hinh phân phó. Bạch sam nữ tử nghe xong, thản nhiên gật đầu đáp ứng, một tay vỗ vào túi chữ vật, một bạch sắc tiểu bình xuất hiện trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bạch mộng hình tiến vài bước đi đến trước loạn thạch, linh hoạt mở nắp bình, bạch quang lóe lên, chiết ra trong bình một giọt dịch thể tối đen như mực. Giọt dịch thể này toát ra khí xám nhàn nhạt, nhạt, nay về một hạt huyền ngọc khác trong loạn thạch. Từ nãy đến giờ Hàn Lập vẫn đạm nhiên đứng cạnh nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy giọt dịch thể này đột nhiên biến sắc, rồi lập tức thần sắc khôi phục như cũ, nhưng chàng khiếp sợ vừa rồi vẫn vô pháp che giấu được hoàn toàn may mắn là lúc này mọi người đều chăm chú nhìn diễn biến trước mắt không có ai phát hiện được vẻ khác thường của hàn lập kết quả giọt dịch thể vừa tiếp xúc với huyền ngọc như châu đất xuống biển vô tung vô ảnh mà huyền ngọc trong phút chốc bị bịt kín một tầng bụi khí phát ra một tiếng rắc rồi tự tách ra khỏi hòn đá rơi vào tay bạch mộng hinh lão ẩu cùng tăng nhân liền giật mình hàn lập cũng ngạc nhiên hàn ly thượng nhân cười hắc hắc tiếng giải thích vang lên năm xưa tổ sư khai phái của bổn cung có lưu lại một kiện bảo vật có thể tự hội tụ địa linh âm khí, cứ 10 năm lại tụ được một giọt âm thủy, có khả năng lạc thạch hóa kim, thần diệu vô cùng. Chỉ có dùng âm thủy này mới gỡ được trọn vẹn huyền ngọc. Chính vì vậy mà ngàn năm bổn cung mới mở huyền ngọc động một lần, mỗi lần cũng chỉ lấy được chút ít huyền ngọc mà thôi. Thì ra là thế hồi bào tăng nhân lộ ra vẻ chợt hiểu. Lão ẩu nhìn vạn niên huyền ngọc giải rác khắp nơi trong động, mặt ám hiện lên một tia đáng tiếc. Nhưng Hàn Lập sau khi thấy được tình hình dịch tích lạc ngọc vừa rồi, trong lòng một trận quay cuồng sự tình khác trở vào trong thái dương tinh thạch ốc sẽ nói tiếp hàn ly thượng nhân vừa nói vừa đi nhanh đến hồng sắc thạch ốc đám hàn lập không ai phản đối đi theo sau tới gần một chút mới phát hiện cả thạch ốc trong tình trạng bán trong suốt hồng quang lấp lánh tản ra hơi lửa cực nóng nhưng hình dáng tựa như hỏa linh thạch thái dương tinh thạch hàn lập lần đầu nghe được loại tài liệu này nhưng trong đầu hiện lên thái dương tinh hỏa thái dương tinh thạch nghe tương tự hẳn chúng có liên quan với nhau trong lòng hắn không quá khẳng định thầm nghĩ nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một cái manh mối tìm Thái Dương tinh hỏa. Phải theo nói bóng gió một chút, xem còn có moi được điều gì từ miệng đám tiểu cực cung nữa hay không. Tiến vào thạch ốc, bên trong trống không, có có đồ vật gì. Nhưng quả thật hàn khí bên ngoài không thể xâm nhập vào trong thạch ốc. Chúng nhân đều an tâm, thu hồi hộ thể hàn diễm, tìm vị trí thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Hàn lập ngồi chưa nóng đít, chợt nghe hồi bào tăng nhân sau khi xem xét tả hiếu, mỉm cười nói không thể tưởng được, quý cung ngoài vạn niên huyền ngọc còn tìm được thái dương tinh thạch, dị bảo này không dưới huyền ngọc. Chẳng qua theo bần tăng được biết, loại tài liệu này thường nằm sâu trong cùng của địa hỏa, hơn nữa nghe nói phải qua thái dương tinh hỏa ngưng luyện mới có khả năng hình thành. Ở đây có nhiều như vậy, không biết quý cung tìm như thế nào. Hắc, hắc, đại sư cũng biết chuyện tình thái dương tinh thạch, khiến sư mỗ có chút ngạc nhiên. Chẳng qua, các thứ tài liệu này là do tổ sư bổn cung siêu tập được, hậu nhân chúng ta cũng chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng mà thôi. Hiện tại, ta trước hết nói cho các đạo hữu vài điều kiêng kỳ tại Huyền Ngọc Động sau đó sẽ giảng giải chi tiết từng bước đột phá cảnh giới bình cảnh Hàn Ly thượng nhân cười khan, tựa hồ không muốn nói thêm, chủ động đổi đề tài. Tăng nhân mỉm cười, lúc này bèn ngậm miệng không nói nữa. Hàn Lập vừa nghe quả nhiên có liên quan đến Thái Dương tinh hỏa, lúc đầu mừng thầm, nhưng sau đó thầm oán hận. Nhưng đành phải giữ vững tinh thần nghe vị tiểu cực cung đại trưởng lão thuyết giảng tiếp. Đồng lúc này, trên mặt đất, tại một tòa lầu các thật lớn trong tiểu cực cung, một trung niên Mỹ phụ thân vận bạch sam, tao nhã ngồi tại ghế chủ tạo phía trên, phía trước phân biệt hai bên là một nam một nữ, chính là bạch giao di cùng giám sát trưởng lão hôi phát lão giả. Hai người đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ nhân. Nói như vậy, đại trưởng lão đã mở của hư linh điện, hơn nữa lại mang ba kẻ ngoại nhân tiến vào Mỹ phụ bình tĩnh dị thường hỏi, thanh âm hơi có chút khàn khàn nhưng có một loại từ tính trong đó làm người ta nghe khó có thể quên. Khởi bầm cung chủ, đại trưởng lão đích xác làm như thế. Chẳng qua, đại trưởng lão đã an bày tốt khẩn cấp chi sách. Bạch Giao Di chậm rãi trả lời, hừ, cái gì khẩn cấp chi sách, còn không phải lão đã từng thực hiện. Một khi thế địch quá lớn, đại trận không thể ứng phó, liền lập tức cho linh nhuệ đệ tử tiến nấp trong hư linh điện, xé mở không gian tạm thời tránh né không ra mà thôi. Nguyên bản có hai tòa hư linh điện, hiện đã bị chiếm mất một tòa. Vạn nhất gặp chuyện không may, khả năng bảo toàn đệ tử bị thiếu mất một phần ba. Hồi phát lão giả có chút không cam lòng nói cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất Hàn Sư Huynh tiến giai hóa thần kỳ thành công, chúng ta không ngại sự xâm phạm của lũ yêu tinh lần này. Chẳng qua để ngừa vạn nhất, Diệp Sư Đệ vẫn là dựa theo khuyển trưởng lão an bày, bố trí lại một chút. Nghe nói đã có xuất hiện yêu thú ngoài bát cấp ở trên đảo, hơn nữa đã kích sát tuần tra đệ tử ở ngoại đảo. Mỹ phụ nhướng đôi mi thanh tú, lành lạnh hỏi, vâng, đích xác có hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện, bọn chúng tựa hồ muốn dọn sạch hệ thống bên ngoài của chúng ta, sau đó tiến sát vào bổn cung phương pháp này chúng đã thực hiện nhiều lần chẳng qua có một điều ta để ý thấy hồi phát lão giả thần sắc ngưng trọng nga diệp sư để có cái gì cứ việc nói là được mỹ phụ con ngươi lưu quang chấp động nói theo tin tức chúng ta lấy được lúc này phe băng hải ngoại trừ băng phượng bị suối dục xuất chiến còn tầng lớp cao thủ của vạn yêu cốc cũng chỉ mới thanh bối lão lang xuất hiện nhưng giờ lại có dấu hiệu xa lão yêu cũng sẽ ra tay trần chờ một chút hồi phát lão giả nói nhưng không khẳng định lắm Sa lão yêu, điều này không có khả năng phong vận khinh vân của Mỹ phụ trợt đại biến, ánh mắt lộ biểu tình ngưng trọng. Liễu sư tỷ, ta cũng hiểu được là khó có khả năng nhưng thám tử chúng ta cài vào vạn yêu cốc tình báo về đều tỏ vẻ dấu hiệu sắp ra tay của lão yêu hôi phát lão giả thở dài. Xa lão yêu là nhân giới yêu và tồn tại từ thời thượng cổ, đã tiến dai lên hóa thần kỳ sớm không biết bao nhiêu năm. Nếu thật sự muốn đối phó với tiểu cực cung chúng ta, sao còn đợi đến hôm nay bạch giao di lắc đầu, vẻ không tin. Nói như thế thật không giả, trong vụ Côn Ngô Sơn phong ấn lần trước, nghe nói chẳng những xuất hiện cổ ma thánh tổ, thậm chí kéo theo việc Yêu phi ở thượng giới xuất hiện, có khả năng cùng việc này có chút quan hệ hôi phát lão giả quay đầu nhìn chằm chằm bạch giao Di truy vấn. Chuyện cổ ma thánh tổ cùng Yêu phi cũng là sự việc truyền ngầm giữa các đại tông môn, không biết thật hay giả, do ai phao tin. Ngày đó ta tuy cũng có tham dự nhưng lại bị trọng thương nên nửa đường rút lui. Đúng rồi, Hàn Đạo Hiếu đã kiên trì đến cuối cùng chắc cũng biết tình hình cụ thể bạch giao di đại mi nhíu chặt, như thế nói. Chính là gã nam tử ngươi mời kia, Mỹ phụ ánh mắt chợt lóe đột nhiên hỏi, vâng, chính là hắn không sai bạch giao di cúi đầu, quên đi, mặc kệ trong côn ngô sơn rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chuyện yêu vật xâm chiếm là chuyện sẽ xảy ra, xa lão yêu cũng không thể đích thân rời vạn yêu cốc. Đa phần là hắn phái xuất phân thân thôi Mỹ phụ hồi phục chấn định, lạnh lùng nói. Bạch Giao Di cùng hồi phát lão giả cũng biết ít nhiều về bí mật của hóa thần kỳ tu sĩ, giờ phút này gặp khẳng định của sư tỷ, hai người nhẹm nhõm thở một hơi thật dài. Chương 1091, quần yêu tiếp cận. Nếu chỉ là phân thân của lão yêu kia thì cũng không phải là không có vài phần thắng. Khởi động cấm chế, thả toàn bộ hàn khí trên đảo ra. Đại bộ phận yêu thú bình thường tất sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ là băng hải yêu thú phần lớn là thuộc tính băng hàn nên không sợ cấm chế này. Hồi phát lão giả có chút băn khoăn nói, không cần lo lắng, tổ sư năm đó đã lưu lại một kiện bảo vật để chuyên để đối phó yêu thú trong băng hải. Bảo vật này được cất trong cung chúng ta không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi, còn không phải để chuẩn bị cho ngày này sao. Bây giờ chỉ cần lưu tâm mấy con yêu thú cửu cấp trở lên là được. Mỹ phụ lại trở lên bình tĩnh dị thường, nghe xong lời này, bạch sao gì cùng hồi phát lão giả vô ý thức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện một tia vui mừng. Nếu cung chủ không đề cập tới chuyện này thì thiếu chút nữa chúng ta cũng quên mất bảo vật này. Có nó, cho dù băng hải yêu thú cho dù có bước vào đảo thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ tiếc là bảo vật này chỉ chỉ có tác dụng với đê gia yêu thú. Nếu không đến lúc đó sẽ có một trường đại giết chóc. Hồi phát lão giả hoạt kê cười vang một tiếng. Được rồi, tuy rằng là như thế. Nhưng lúc này đây bảy yêu kéo tới khí thế đúng là to lớn. Chúng ta có thể bảo vệ được tỷ lệ cũng không có quá lớn để cho các đệ tử cấp thấp trong cung có nhiều thời gian rút lui khỏi. Thì những người có thể rút lui được thì rút lui, những người nào có thể phân tán thì phân tán, chỉ lưu lại những người có thể chiến đấu mà thôi, làm sao để giảm càng ít thương vong càng tốt. Vâng, cung chủ, Bạch Giao Di cùng lão giả cung kính trả lời. Liên tiếp mấy ngày, tiểu cực cung lúc nào cũng ăn tĩnh rốt cuộc cũng bắt đầu rối loạn, một bầu không khí khẩn trương trước trận đại chiến cơ hồ chỉ trong một đêm đã tràn ngập mọi ngóc ngách. Chẳng những hơn phân nửa pháp trận và cấm chế được kích phát mà còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp cũng không ngừng rút lui khỏi nội cung, cũng không biết đã được đưa đến nơi nào. Hai ngày sau khi Mỹ phụ cùng đám người bạch giao di đối thoại, trong thạch ốc, huyền ngọc động, hư linh điện, hàn ly thượng nhân đang ngồi đả tọa đột nhiên mở mắt. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung nhìn lướt qua mọi người đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong phòng, rồi chậm rãi nói. Hôm trước ta đã giải thích một số điểm mấu chốt cùng với yếu quyết cho các vị đạo hữu với tư chất của mấy đạo hiếu lĩnh ngộ bí thuật này trong một ngày một đêm chắc cũng khá thoải mái rồi nghe xong lời này đám người hàn lập vẻ mặt khác nhau đều mở hai mắt ra bần tăng cũng không có vấn đề gì đã đem pháp quyết tìm hiểu thấu chia tăng nhân mỉm cười nói lão thân nửa ngày trước cũng đã lĩnh ngộ lão ẩu ngạo nghễ trả lời hàn mỗ cũng không có vấn đề gì hàn lập lạnh nhạt nói về phần bạch mộng hinh cùng thanh sam trung niên tất nhiên lại càng khỏi cần phải nói nếu chư vị đạo hiếu đều đã nói như vậy thì chúng ta cũng không tiếp tục trì hoãn nữa. Mà cũng chuẩn bị hành động đi, lúc này đây để đột phá bình cảnh nhanh thì mấy ngày lâu thì hơn một tháng, mà kệ có thành công hay không, hy vọng có thể một tiếng chống làm tinh thần ham hái thêm để hoàn thành bí thuật này. Nói thật, lão phu đối với sự việc ở ngoài điện có chút lo lắng. Hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi nơi đây hàn ly thượng nhân thần sắc có vẻ ngưng trọng nói. Nghe hắn nói như vậy, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Tiếp đó, ba người Hàn Ly thượng nhân lấy từ trong túi chữ vật ra một đống trận kỳ và trận bàn đã luyện chế kỹ lưỡng từ trước rồi ra khỏi phòng. Bắt đầu bố trí mấy tòa trận pháp cực kỳ thần diệu xung quanh động. Ba người Hàn Lập tuy không cần động thủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội quan sát bí thuật nào. Vội ra khỏi phòng quan sát từng động tác của ba gã tu sĩ tiểu cực cung. Bởi vì các khí cụ để bày trận đã được luyện chế tốt, ba người Hàn Ly thượng nhân bố trí tốc độ rất là nhanh chóng, chỉ mất thời gian khoảng uống cạn một chén trà nhỏ, liền đại công cáo thành. Mấy tầng pháp trận lấy đống loạn thạnh làm trung tâm, ẩn ước phát tán ra một làn xương lành lạnh, bên trong có ẩn chứa một phù văn chớp sáng liên tục trên không trung. Hàn Ly thượng nhân thân hình nhoáng lên một cái, cả người đã huyền phù tới giữa không trung. Sau khi đánh giá toàn bộ pháp trận, thân hình hắn đột nhiên xoay tròn một vòng, 10 ngón tay đồng thời búng ra. Lập tức hơn 10 đạo pháp quyết bắn ra, tiến nhập vào trong pháp trận, hóa thành hơn 10 luồng khói xanh, sau đó lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ pháp trận phát ra những tiếng động trầm thấp, linh quang các màu chấp động. Mà toàn bộ huyền ngọc hàn khí vốn tràn ngập cả động quật giống như đồng thời bị rối loạn, rồi sau đó liền bắn tung tóe ra khắp nơi, chắc khác nào đổ một bát nước lạnh vào nồi dầu sôi. Chỉ có ở khoảng không phía trên cự thạch giữa trung tâm, đoàn bạch sắc hàn khí là không bị dao động chút nào, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Tốt rồi, huyền ngọc hàn khí tuy càng nhiều càng tốt, nhưng phải chắc chắn hàn khí xung quanh phải ổn định, như vậy tỷ lệ đột phá thành công mới có thể cao hơn một chút. Hàn Ly thượng nhân đang huyền phù ở trên khoảng không đống loạn thạch, đánh giá qua xung quanh vài lượt, cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng. Lúc này, ánh mắt Hàn lập lại tập trung ở trong đống loạn thạch, dưới lực lượng của pháp trận đột nhiên phóng ra năm quang trụ. Những quang trụ này tòa thân tỏa ra quang mang mờ ảo, chia làm tím, hồng, bạch, hắc, hoàng năm màu. Vừa nhìn đã biết chính là do linh lực tinh thuần tụ thành, vừa vặn lấy cự thạch kia làm trung tâm. Hơn nữa bên trong mỗi quang trụ còn có những tia hà quang quấn lấy nhau chấp động không ngừng, giống như liền một thể vậy. Vừa thấy pháp trận hình thành, ánh mắt hàn lập thoáng lóe lên, không nói thêm lời nào, thanh quang quanh người lóe lên rồi hóa thành một đạo thanh hồng, phóng về phía quang trụ màu tím. Sau khi quang hoa thu liếm, hàn lập đứng sừng sướng giữa quang trụ, Isa M khẽ tung bay. Động tác của đám người lão ẩu cũng không chậm hơn hàn lập, chỉ trong chốc lát, bọn họ đều đã đứng trong một quang trụ khác, dừa mắt nhìn nhau một cái rồi liền khoanh chân ngồi xuống. Hàn lập tất nhiên cũng như vậy, giờ phút này, linh lực trong cơ thể hắn đang dựa theo bí thuật pháp quyết lúc trước, bắt đầu chậm rãi lưu động. Tử la cực hỏa bên ngoài cơ thể tỏa sáng càng lúc càng trói mắt. Đột nhiên hàn lập quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn trong tay liền biến đổi. Lập tức phía dưới chỗ ngồi hàn lập, một đoàn tử quang hiện ra, tiếp theo hội tụ với nhau rồi biến hình, huyễn hóa ra một đóa quang liên khổng lồ lơn gần một trường cánh hoa sen tỏa ánh sáng mờ ảo, mỏng như cách ve, diễm lệ dị thường. Đồng thời tử la cực hỏa toàn thân hàn lập, ngay khi tử liên vừa hiện ra thì giống như bị kích thích, trong chớp mắt đã tăng vọt lên một nửa. Thấy cảnh này, chân mày hàn lập khẽ động, trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Trong bí quyết hàn ly cấp cho lúc trước, cũng không có đề cập tới việc pháp trận còn có công hiệu gia tăng uy lực hàn diễm. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn, nếu có thể lấy được phương pháp bố trí pháp trận này, nói không chừng về sau có tác dụng lớn. Bất quá Hàn Lập cũng lập tức phát hiện, ngay khi Tử La cực hỏa tăng vọt thì trong pháp lực cơ thể mình cũng tiêu hao nhanh hơn gấp bội. Xem ra cách dùng trận pháp để gia tăng uy lực Hàn Diễm, có vẻ vẫn có chút thiếu sót. Trong lòng thì nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn mấy cái quang trụ của đám hòa thượng cùng thanh sam tu sĩ nhìn lại. Chỉ thấy những tu sĩ nguyên anh kỳ này cũng giống mình, dưới thân cũng bỗng xuất hiện một đóa quang liên, hình dạng kích cỡ quang liên đều rất giống nhau. Mấy người kia cũng ngồi trong quang liên, cảm thụ được Hàn Diễm tăng vọt, ánh mắt hàn lập thoáng lóe lên vài cái hơi liếc mắt nhìn vách động quật ở bên kia trong đoàn bạch sắc hàn quang mà lúc trước mình thả ra một tia thái âm chân hỏa lặng lẽ tiềm phục trong đó cũng đang chậm rãi hấp thu huyền ngọc hàn khí xung quanh có vẻ vẫn chưa bị ai phát giác may mắn là toàn bộ hư linh điện đã bị cấm chế khiến thần thức bị hạn chế nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm thả tia thái âm chân hỏa ra như thế nhưng hàn lập ánh mắt còn chưa thu hồi thì trên không trung truyền đến thanh âm hàn ly thượng nhân xem ra cực hàn chi diếm của mấy vị đạo hữu đều đã tu luyện tới hỏa hầu nhất định, chắc cũng đủ để duy trì trong một thời gian. Như vậy ta cũng an tâm, bây giờ ta tiến vào bên trong huyền ngọc hàn khí, mấy vị đạo hữu cứ theo lời ta nói lúc trước, thúc giục hàn diễm A. Hàn ly thượng nhân trịnh trọng nói xong, kiền lam băng diễm qua người khẽ lay động, cả người liền bay đến đám hàn khí nhũ bạch, rồi từ từ hạ xuống. Âm âm sau một trận loạn hưởng, lam diễm cùng bạch mang chấp động đan sen lẫn nhau, Thân hình Hàn Ly thượng nhân hòa toàn tiến vào trong hàn đoàn. Cũng không biết lần này lão thi triển thủ đoạn gì mà có thể khiến Tiền Lam băng diễm và Huyền Ngọc hàn khí sau khi va chạm môi bắt đầu hòa nhập vào nha. Cái này cũng giống như Hàn Ly thượng nhân có thêm một tầng quang tráo nhũ bạch, nhìn rất bắt mắt. Đúng lúc này, thanh Sam trung niên cùng Bạch Mộng Hinh, một tay cùng lật lại, trong tay hai người cùng xuất hiện một cái trận bàn màu lam nhạt. Hai người điểm mấy chỉ lên trận bàn có vẻ rất quen thuộc. Lập tức bốn phía pháp trận bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mạc ngũ sắc, đem toàn bộ đám người Hàn Lập Bao phủ vào trong. Sau đó ở ngoài quang mạc nổi lên một cơn cuồng phong, rồi hình thành một cơn lốc trắng xóa, bao phủ lấy tất cả. Khiến những người ở bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể nghe được những tiếng gió rít mà thôi. Ở một chỗ khác trong động quật, hàn khí màu nhũ bạch vốn bị rối loạn khi cơn lốc hình thành nhanh chóng ổn định trở lại. Chỉ có một tia xích diễm vẫn nấp trong một cái khe, không ngừng cắn nuốt hàn quang xung quanh. Thời gian dần dần trôi qua, cơn lốc cũng không dừng lại một chút nào, hơn nữa trừ bỏ tiếng gió giết truyền ra, bên trong cũng không có thêm một âm thanh nào khác phát ra. Bảy ngày sau, ở ngoài Bắc Minh đảo rốt cuộc cũng có một lượng lớn yêu thú ngông nghênh xuất hiện, chia làm hai đường, một đường hướng từ lục địa còn một đường từ băng hải, hai mặt giáp công tiến đến. Trên đường tiến đánh yêu khí tràn ngập, sát khí tận trời. Một số gia tộc và tiểu phái ở phụ cận Bắc Minh đảo tất nhiên bị dọa cho kinh hãi, gà bay chó chạy tất cả đều nhanh chóng rời khỏi chú địa, nhanh chóng bỏ chạy thật xa khỏi Bắc Minh Đảo. Với thanh thế lớn như thế, tự nhiên nhân mã của tiểu cực cung cũng biết được tin tức, cơ hồ trong cùng một thời gian, lập tức mở ra cấm chế hàn nhãn thiên nguyên âm mạch ở trên đảo, làm cho hàn khí ở trên đảo so với những lúc bình thường lạnh hơn mấy lần, trong thiên địa nơi nơi đều là gió tuyết xích gào. Quần yêu từ hướng đại lục tiến tới chủ yếu là yêu vật của vạn yêu cốc, cũng đã sớm có chuẩn bị, vừa thấy tình hình này, liền lập tức cho đại quân thấp gia yêu thú đóng quân ở ngoài đảo, chậm rãi đợi hàn khí trên đảo giảm đi, mặt khác cử ra mấy chục con thất cấp yêu thú tạo thành một đội hướng vào trong đảo sông tới. Mà quần yêu hướng từ băng hải tiến tới, đại bộ phận lại không sợ hàn khí và gió tuyết của Bắc Minh đảo, trực tiếp đạp bước sông tới, hơn một ngàn yêu thú cùng một lúc hóa thành những hàng nhỏ bay thẳng tới tiểu cực cung. Bắc Minh đảo diện tích cũng không quá lớn, nhưng lần này đám yêu thú này khi vừa tiến vào trong đó, lập tức giống như châu đất xuống biển, hòa vào trong băng thiên tuyết địa, biến mất không thấy bóng dáng. Cao dài tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên cũng sẽ không cho đám yêu vật này dễ dàng tiếp cận băng thành, mượn dùng cấm chế pháp trận cùng với hàn khí vô biên, hai bên nhân mã ở trên đảo đã triển khai ra một hồi giết chóc. chương 1092, Tam Đại Yêu Tu Vài con yêu thú có thân thể trong suốt như sữa, dưới gió tuyết trắng xóa, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới. Loại yêu thú này tên gọi là hàn mị, chúng được sinh ra trong thiên địa lạnh giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp 5 cấp 6, nhưng đối với đầy trời băng tuyết, cùng với gió lạnh cam cam lại không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại cả đám lại tinh thần hưng phấn, giống như cá gặp nước không có gì ràng buộc. Chợt một gã lục cấp hàn Mỹ đi đầu thân hình đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu, có chút nghi hoặc hướng một bên mà nơi đó gió tuyết dị thường dày đặc, mặt khác mấy tên ngũ cấp hàn Mỹ cũng đồng thời ngẩn ra đồng dạng nhìn lại. Một tiếng xé gió truyền ra, tiếp theo từ trong gió tuyết bắn nhanh ra mấy đạo hồng ti, nhanh chóng lao tới, chợt lóe lên liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên hàn mị, đem yêu đan trong cơ thể chúng nó hết thảy phá thành hai nửa. Bụp bụp vài tiếng, nay mấy tên yêu thú hàn mị giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết. Lúc này trong gió tuyết nhân ảnh chấp động, một gã nữ tu mặt mang mạng che mặt màu trắng trắng của tiểu cực cung từ từ đi ra. Nàng này tuy rằng khuôn mặt không nhìn được rõ, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nhìn trước mắt những mảnh băng vụn, sau đó không nói hai lời thân hình chấp động, một lát sau lẫn vào trong gió tuyết không thấy tông tích. Tại một nơi cách đó chăm dặm, một con yêu thú đầu châu thân người cao tầm hai trượng, hai chân chạm đất đang bước đi trên một băng hồ trong suốt dị thường, nay trên đầu hắn có một đôi loan sừng màu đen, cả người da lông có lam quang chấp động, trên vai lại vác một cái sa luân nhỏ trên đó cắm các thanh cự đao, đôi mông thì lắc lư đi tới, trông có vẻ vung về và buồn cười. Nhưng nếu có nhân lại tu sĩ ở đây mà nhìn thấy yêu thú này, chỉ sợ tuyệt đối cười không nổi. Bởi vì đây chính là một con đạt tới hóa hình thất cấp yêu thú. Do bởi vì Bắc Minh đảo toàn bộ khoảng không cấm chế đều mở ra, vì vậy trừ bỏ bắt cấp yêu thú trở lên mới có thể tiếp tục phi độn ở đây, còn các yêu thú khác muốn tới tiểu cực cung cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ mà tới. Cho nên con yêu thú này hiển nhiên cũng không quá tinh thông độn thuật, cũng chỉ có thành thật đi bộ hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên cự đao trên đầu vai của yêu thú vung lên, giống như cái gì đó chợt lóe lên không thấy bóng dáng tiếp theo ở bên cạnh một tiếng ầm truyền tới sau đó một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ đáy hồ truyền ra trên mặt sông băng quỷ dị hiện ra một vết nứt do đao sắc bén chém phải rộng tầm vài thước dài khoảng hai trượng độ sâu cũng không rõ lúc này tên yêu thú đầu châu kia mới chậm rãi liếc nhìn vết đao chém đánh giá một cái mà trong nháy nhất bên trong vết chém trào ra một dòng máu loáng rồi từ đó một cái thi thể hiện ra hơn một nửa xem trang phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của tiểu cực cung xem ra người này nguyên bản thi triển thủy độn thuật giấu mình dưới lớp băng, chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua, kết quả bị tên thất cấp yêu thú trong có vẻ vụng về này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, sau đó một chảm đánh chết. Trong mắt yêu thú hiện lên vẻ hung bạo, đơn trưởng hư không một chảo, liền đem nửa đoạn thi thể hút vào trong tay. Tiếp theo miệng rộng há ra, nó trực tiếp đem thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bông yêu thú này, lúc này yêu thú mới cảm thấy thỏa mãn xoa xoa bụng một cái, rồi tiếp tục vác đại đao đi tới. Đồng dạng một màn giết chóc không sai biệt lắm, xảy ra ở khắc nơi trên toàn Bắc Minh Đảo. Không phải thất cấp yêu thú bị đánh lén đến chết, thì chính là tu sĩ của tiểu cực cung bị yêu thú đánh chết rồi cắn nuốt mà rơi dụng Chẳng qua song phương động thủ tất cả đều là yêu thú cấp thấp cùng các tu sĩ từ kim đan kỳ trở xuống, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng bát cấp yêu thú tự hồ đối với tranh đấu này lại không có tham gia. Một phương căn bản chỉ rút vào trong băng thành không ra, một phương lại trực tiếp từ trên không trung trong gió tuyết bay nhanh vụt qua, cũng không thể trông nom được bất cứ chuyện gì phát sinh phía dưới. Đây cũng không phải là vì cao gia yêu thú không muốn giết chết tu sĩ cấp thấp của tiểu cực cung, mà là vì hiện giờ thân đang ở trong khoảng không cấm chế, ở trong đầy trời gió tuyết này mà truy tìm các tu sĩ của tiểu cực cung tinh thông các loại thần thông ẩn núp, thật sự không phải là chuyện dễ dàng, ngoài ra một số tu sĩ tiểu cực cung thân lại mang pháp khí có thể che giấu khí tức, việc phát hiện đã khó lại càng thêm khó khăn. Mà cho dù hắn ngẫu nhiên có đánh chết vài nhóm tu sĩ thì đối với đại cục căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút pháp lực đợi đến lúc đại chiến chính thức. Dù sao khi tới thời điểm thực sự sinh tử thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ chân quý. Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận băng thành, thì tại một nơi bí cảnh trong cung điện có một cuộc họp bàn. Trên một chiếc ghế ngọc trong điện phủ Mỹ phụ họ liễu đang ngồi ngay ngắn trên đó, phía trước người có các trưởng lão cấp nguyên anh chia làm hai hàng ngồi hai bên, đang lẳng lặng nghe một gã đệ tử thân mặc trang phục màu trắng, thông báo tình huống mà các đệ tử đang ngăn chặn yêu thú. Lần này phái ra 100 cao giai đệ tử, bản mệnh bài đã tắt 37 cái, theo tin chính xác thì đã đánh chết 128 con yêu thú các loại, trong đó hơn phân nửa là băng hải yêu thú. Hiện tại đội đệ tử thứ hai cũng đã được phái ra ngoài, dự tính sau một lúc nữa cũng sẽ hội họp với nhóm đệ tử đầu tiên, cùng va chạm với yêu thú tên đệ tử kia cung kính nói. Chết trận 37 người đệ tử, tựa hồ thời điểm cũng không sai biệt lắm, bọn chúng chắc đều nằm trong vòng pham vi của băng thành khoảng 10 vạn dặm rồi. Hãy thông báo cho Diệp trưởng lão, sau một canh giờ nữa bắt đầu khởi động chấn hải chung. Lần này, phải làm cho băng hải thấp gia yêu thú bị thương nặng. Nếu không tại thời điểm tấn công tiểu cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật hy sinh cũng là một đại phiền toái Mỹ phụ nghe đến đó, Mắt cũng không chấp một cái, liền thoáng cái phân phó xuống. Vâng, cung chủ, một lão già tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức đơn trưởng dơ lên, một đạo truyền âm phù rời tay bắn đi, sau một cái xoay quanh liến bay ra khỏi điện phủ. Đinh sư đệ, đem cấm chế đại trận toàn bộ mở ra, theo ta đánh giá khi sử dụng pháp bảo này, đám cao gia yêu thú của băng hải kia sau khi thoát chết, dưới tình hình như vậy, e rằng chúng sẽ phát cuồng Mỹ phụ lại lạnh nhạt phân phó nói. Vâng, một tên trưởng lão khác đứng dậy đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang đi ra ngoài. Mặt khác hãy thông chi cho các đệ tử ra khỏi thành phải cẩn thận, chấn hải chung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều lắm trong thời gian một nén hương, hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn trăm năm mới dùng tiếp được, vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử phải lập tức quay lại trong thành, sau đó lập tức đóng tất cả các truyền tống trận ở mọi nơi, đề phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào bồn cung. Tuân lệnh, sau khi Mỹ Phụ liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, bóng người liên tiếp chấp lên hạ xuống, từng tu sĩ cấp nguyên anh lĩnh mệnh đi ra ngoài. Cơ hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương cách băng thành mấy trăm dặm. Một đám cao dài yêu thú lớn, tất cả như đạt được sự thống nhất về địa điểm, khi tới một tòa băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng độn quang rồi phân biệt hạ xuống. Phía trước chính là phạm vi trấn cung đại trận của tiểu cực cung, nhìn phía trước mịt mờ một mảng lớn hàn vụ, tất cả hóa hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bầy yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe, một phe chỉ có hơn 10 tên yêu thú vây quanh hai người một lớn một nhỏ. Chính là một lão giả đứng cùng một đứa bé. Một phe khác thì có hơn 20 con yêu thú vây quanh một ngân sam nữ tử có dáng người thon thả. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi một tên trong đám yêu thú đều ăn mặc rất chỉnh tề, trừ bỏ tướng mạo có chút quái dị, ngoài ra cử chỉ phong thái, động tác cùng với nhân loại tu sĩ cũng không khác biệt chút nào, hơn nữa ánh mắt của hai phe yêu thú nhìn nhau, lại mang theo một tiêm miệt thị. Bên phe có số lượng yêu thú nhiều hơn, tại mỗi tên đều có khuôn mặt hung ác hơn nữa phần lớn đều mặc áo da hoặc áo lông đơn giải thậm chí có tên trực tiếp cởi trần bọn chúng một số đều cầm binh khí trong đó chủ yếu là đao kiếm hoặc dù vũ khí lại được dắt ở lưng hoặc trực tiếp cầm trong tay về phần chữ vật túi thì vẫn dắt ở bên hông nhưng chẳng biết tại sao lại không đem vũ khí thu vào trong đó phe yêu thú này từng tên trên người đều tản ra một khí thế hung tàn ánh mắt nhìn về phía phe yêu thú bên kia bộ dáng cũng không có một chút thân thiện hai phe yêu thú phân biệt đứng ở hai bên trên đỉnh băng sơn phân biệt rõ ràng giới hạn bộ dáng lại hơi có chút thủy hỏa bất dung tuy nhiên nếu mà một tên tu sĩ nào mà trong lúc vô ý đi qua đây nhìn thấy hai đám yêu thú này chỉ sợ bị dọa cho lập tức phải chạy chối chết ngay bởi vì đám yêu thú này tất cả hóa hình bát cấp yêu thú trở lên mà trong đó thì tên lão giả đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử lại là thập cấp yêu thú với lực lượng cường đại như vậy chỉ sợ so với đại bộ phận môn phái trong chính ma thập đại môn phái mà nói đều có thể chèn ép một tông. Huống chi cao dài yêu thú so với cùng dài tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Đứng giữa đám yêu thú tên lão giả kia có gương mặt chính trực uy nghiêm, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc màu xám mơ hồ ẩn hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Mà nhìn như mới 6-7 tuổi nam đồng, thì lại mi thanh mục tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt lại có chút phiếm hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào trong đó, khóe miệng lại thủy chung có một tia nhàn nhạt cười khẽ về phần ngân sam nữ tử bên kia thì dung mạo thanh nhã da trắng như tuyết đúng là một vị quốc sắc thiên hương xứng đáng là một đại mỹ nữ có điều với một mỹ nữ yêu kiều như vậy dưới ánh mắt chuyển động của nàng các cao gia yêu thú hung hãn dị thường đang vây quanh nàng lại đều cúi đầu không dám nhìn thẳng bộ dáng như cực kỳ sợ hãi phượng tiên tử không nghĩ tới lần này nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung lại đem hàn khí trên đảo tích góp gần ngàn năm nay một lần đều phóng ra hết lần này ra tay đúng là coi trọng không biết về sau bắc cực cung tiếp tục gặp một cái đại địch, ta xem bọn họ làm như thế nào đối phó tên kia lão giả đột nhiên cười hắc hắc nói. Thanh đạo hữu biết rõ rồi, cố hỏi làm gì, chúng ra lần này đến đây cũng không phải vì hàn tủy mà tới, nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung cũng không biết rõ việc này, tự nhiên phải liều mạng kháng địch, mang hết pháp bảo ra. Nếu không một khi bị chúng ta đánh vào, cho dù bọn họ có lưu giữ lại nhiều hàn khí đi nữa, thì còn có tác dụng gì ngân sam nữ tử thần sắc nhất động, lãnh đạm trả lời. Chỉ có điều, lần này Phượng Đạo Hiếu lại tự mình xuất mã, làm Lão Phu thật sự có chút giật mình a. À. Chính là ta nghe nói, hai ngàn năm trước tiên tử cũng đã bế quan, không có rời đi băng nguyên đảo lần nào tên hài đồng cũng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua, giống như một lão già tầm 70 tuổi, đúng là so với khuôn mặt không có một chút tương xứng, thật là quỷ dị. Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm cho ta động tâm, nhưng sự tình mà liên quan tới việc phi thăng linh giới, bản đạo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hạ đi làm được, đạo hữu cũng chẳng phải là đem hóa thân của mình phái đi làm sao. Ngân Sam nữ tử ánh mắt hướng nhìn lên trên người đứa bé, bình tĩnh nói. Ha, ha, lão phu cũng không có nghĩ tới vừa mới nói tới chuyện này, tiên tử liền hoàn hoàn toàn đáp ứng luôn, việc này làm cho lão phu thật sự là rất bất ngờ. Xem ra phượng đạo hữu đối với tiểu cực cung bất mãn cũng đã lâu, sớm mượn cơ hội này diệt trừ nhất mạch tu sĩ mà ngày xưa băng phách tiên tử lưu lại nhân giới lại nói tiếp, lần này Phượng Đạo Hữu trái lại có thể mượn thật lớn lực lượng của vạn yêu cốc chúng ta đó đứa bé hai mắt hiếp lại cười hì hì nói. chương 1093, Trấn Hải Trung Năm xưa băng phách tiên tử tại thời điểm trước khi phi thăng, lợi dụng đại thần thông làm băng nguyên đảo đóng băng hơn trăm năm, mới làm cho nhất mạch bọn ta đối với tu sĩ tiểu cực cung, không thể không tránh né ba phần, nhưng hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, mà việc này lại liên quan tới chuyện phi thăng linh giới, không thể không ra tay một lần ngược lại sa đạo hiếu bồi dưỡng khối thân thể này không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết nếu bị hao tổn không sợ mất nhiều hơn được sao ngân sam nữ tử không lạnh không nhạt nói vẻ mặt lại không mang một chút hỏa khí nào ha ha cũng giống như lời nói của phượng đạo hiếu vì việc này quan trọng chỉ cần đúng như tin tức cho dù có tổn thất lớn lão phu cũng cam tâm tình nguyện chỉ là không nghĩ tới không gian tiết điểm từ thời xưa của nhân giới lại có khả năng tồn tại thậm chí nằm trong khe nứt không gian lại là hư linh điện của tiểu cực cung. Nếu không phải bổn tọa phái người cha xét mấy lần, rốt cuộc xác định việc đó cũng không có sai, thì ta cũng sẽ không có mạo muội ra tay. Dù sao thực lực của tiểu cực cung cũng không phải là kém, không có thể dễ dàng diệt sát đồng tử sau một trận cười quái dị rồi nói. Cũng chỉ có cái loại to lớn khủng khiếp như hư linh điện đặt trong khe nứt không gian, mới có thể làm cho không gian tiết điểm một mạch ổn định bảo tồn tới ngày nay. Nghe Sa Huynh nói, mấy chỗ tiết điểm khác cũng đã tìm qua, chắc cũng không có thu hoạch gì. Nếu như là lần này vẫn không có thu hoạch, không biết đạo hữu sau này tính toán như thế nào. Ngân Sam nữ tử ánh mắt chấp động hỏi, rất đơn giản, tiếp tục tìm kiếm không gian tiết điểm. Năm đó thượng cổ tu sĩ có thể chính mình tìm được, ta vì sao không thể. Cùng lắm thì thời gian tìm kiếm dài hơn mà thôi, đồng tử liền im lặng trong một chốc lát rồi cười lạnh trả lời. Nhưng mà thời gian của chúng ta tựa hồ cũng không còn nhiều lắm, Nghe nói đạo hiếu là hậu duệ của một chủng cổ yêu ở linh giới, chẳng những thần thông kinh người, chính là Thảo nguyên so với yêu thú bình thường còn dài hơn rất nhiều. Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ sợ đạo hiếu cùng ta cũng không có sai biệt lắm, đã sớm bắt đầu dùng tới bí thuật đem chân thân phong ấn lại, nhằm kéo dài Thảo nguyên cho tới nay. Phượng Nghinh Tiên Tử đã biết rõ việc này rồi, cần gì phải cố hỏi làm gì. Đồng tử sắc mặt trầm xuống tựa hồ như động chạm tới lỗi đau của mình. Nhưng cái loại phương pháp này cũng chỉ là bịt tai trộm chuông sao mà thôi, cũng không có cách nào tiếp tục kiêu trì lâu hơn nữa. Ta nhiều ngày trước đã thu được tin tức từ Ngũ Long Hải, tên Bạch Lộc Lão Quái đã tỏa hóa rơi dụng rồi, hắn cũng là hậu duệ của thiên địa linh thú, đồng dạng cũng tu luyện đại thành từ thời kỳ thượng cổ đại chiến đến nay. Bình thường hắn cũng không yêu phiền về tính mạng, lại quyết không dùng bí thuật phong ấn chân thân. Chính là nếu làm như vậy cũng chỉ là sống tạm qua ngày mà thôi, cũng không trách khỏi thiên địa luân hồi ngân sam nữ tử thở dài một tiếng hướng xa xa cấm chế đại trận thu vào trong mắt trong mắt hiện lên một vẻ mê mang giải thích sao có tên trộm đến nhà người họ phạm ăn trộm nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả không có gì để lấy chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân tên trộm nghĩ cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền thế là hắn nhắc lên thử nhưng nó quá nặng không cách nào chuyển đi nổi hắn bèn nghĩ nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái nhưng âm thanh lại vang đi rất xa chết rồi nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây nghĩ thế hắn liền bịt hai tai mình lại tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông thì người khác cũng không nghe được bạn nghĩ xem hắn hành động như thế có thông minh không hắn tự dối được mình nhưng có thể dối được người khác chăng ý nghĩa khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa nhận vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm bịt tai trộm chuông giống như tên trộm trên thì có tác dụng gì chứ cho nên mới nói, chỉ cần có thể xác định được vị trí của không gian tiết điểm, cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, Lão Phu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó, nếu Phượng Đạo Hữu nguyện ý, chúng ta sẽ không ngại liên thủ mà xông vào trên mặt đồng tử dị quang lưu động, thình lình hướng nữ tử kia rồi nói. Việc này phải đợi sau khi Sa Huynh thực sự tìm được không gian tiết điểm rồi mới nói. Trước mắt đối với tiểu cực cung, chỉ sợ không phải dễ dàng đánh tan như vậy ngân sam nữ tử vẻ mặt có vẻ từ chối, rồi đưa ra ý kiến. Việc này Phượng Tiên tử xin cứ yên tâm, năm đó vạn yêu cốc chúng ta một mình tấn công tiểu cực cùng, đều công phá tới băng thành của đối phương, làm cho nhân loại tu sĩ không thể không trốn vào trong hư linh điện. Lần này lại có chư vị đạo hữu tương trợ, vậy lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên sau khi chạy tới hư linh điện của đối phương, sẽ phải dựa vào thần thông của đạo hữu bên cạnh lão giả lại trầm giọng nói. Điểm này thì yên tâm Băng phượng bộ tộc chúng ta trời sinh đã có năng lực nhất định về xé rách không gian, sẽ không làm cho các người thất vọng ngân sam nữ tử tự nhiên cười nói. Lúc này, phụ cận mấy tên hóa hình yêu thú khác tuy rằng đều nghe rõ ràng lời nói của ba người, nhưng không có một tên nào dám tùy tiện ngắt lời bọn họ trong lúc nói chuyện, cả đám tựa hồ đem miệng mình khâu kín lại. Tên đồng tử kia trên mặt hiện ra vẻ mặt tươi cười, đang định mở miệng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Tên lão giả cùng ngân sam nữ tử cơ hồ như đồng thời cảm ứng được cái gì, đồng dạng ngạc nhiên cùng hướng về một phía nhìn lên. Mấy người bọn họ đều cảm ứng được, tại trong hàn vụ trắng xóa kia, có một cỗ linh áp khổng lồ kinh người đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Cùng một lúc, hướng ra xung quanh bốn phía khuếch tán mở rộng, con, 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 một tiếng chuông giống như long ngâm hổ gầm từ phía cuối chân trời liên tục truyền tới không dứt. Đứng xung quanh băng phượng gồm băng hải yêu thú cấp 8, cấp 9, vừa nghe thấy những thanh âm này, sắc mặt liền đại biến, đều có chút rối rít đứng không có vững. Còn đối với hóa hình yêu thú của vạn yêu cốc lại bình yên vô sự, nhìn về phía băng hải yêu thú tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Còn đối với ba tên cả nam và nữ thập cấp yêu thú, đối với tiếng chuông này căn bản không hề quan tâm, nhưng sau khi nghe xong, trong miệng nữ tử lại phát ra thanh âm vô cùng kinh sợ. Trấn Hải Trung, trấn tộc chi bảo của bộ tộc băng hải chúng ta, không ngờ năm đó thực sự rơi vào trong tay của băng phách tiên tử lão giả cùng tên đồng tử nghe nói như thế liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên chẳng qua tiếng chuông này ảnh hưởng đối với bát cấp và cửu cấp của băng hải yêu tộc rõ ràng chỉ có trong một chốc lát công phu sau khi chịu một chút thiệt thòi nhỏ quần yêu liền thả ra yêu khí đồng thời phun ra pháp bảo hộ thân lúc này ảnh hưởng của tiếng chuông lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất trừ bỏ có chút choáng váng đầu óc ra cơ hồ cũng không thèm để ý thấy tình hình như vậy Ngân Sam nữ tử sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng tâm niệm của nàng lại như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó thân hình liền nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một đoàn tinh quang hướng lên trên không trung phóng đi. Sau đó tinh quang ở trên không trung liền nổ tung, hóa thành vô số đạo tinh ti chợt lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một lúc, tinh quang chợt tắt, nữ tử một lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh băng sơn, ngọc dung có chút tái mét. Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao Phượng Tiên Tử lại chịu hao tổn nhiều pháp lực như vậy để thi triển đại siêu thần phân niệm đại pháp? Lão giả nhíu mày, chậm rãi hỏi, không ngờ người của tiểu cực cung lại vận dụng trấn hải chung, đồng thời lại phái ra rất nhiều tu sĩ hướng ra khắp mọi nơi tàn sát những đề gia yêu tộc của băng hải chúng ta. Tuy rằng ta mới chỉ cảm ứng ở trong một khu vực nhỏ, nhưng cũng thấy không ít tộc nhân bị dính phải độc thủ ngân sam nữ tử hư lạnh một tiếng, con mắt phát ra hàn quang lạnh giá. Lại có loại chuyên này à? Năm xưa ta nghe nói qua, Trước kia quý tộc có một kiện dị bảo, có thể làm cho thân thể của yêu thú mang băng hàn thuộc tính. Khi nghe thấy thanh âm của dị bảo này thì xương cốt đều nhuyễn ra không thể nhúc nhích được, chẳng lẽ bảo vật đó gọi là Trấn Hải Trung? Xong nó như thế nào lại nằm trong tay của nhân loại tu sĩ? Đồng tử có chút suy nghĩ rồi nói, không có gì, bảo vật này cũng không có lợi hại giống như như lời đồn. Nó cũng chỉ là một kiện linh bảo phỏng chế phẩm mà thôi. Đối với bát cấp trở lên cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm, có thể bằng pháp lực bản thân ngạch kháng tiếng chuông này. Nhưng dưới bát cấp lại chịu uy hiếp cực kỳ lớn, năm đó băng phách tiên tử khi đóng băng băng uyên đảo của chúng ta, thì cũng là lúc nó biến mất ngân sam nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt hồi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra, đây chính là thủ đoạn mà băng phách tiên tử lưu lại để khắc chế băng hải bộ tộc các ngươi. Phượng Đạo Hiếu, tiếp theo dự tính hành động như thế nào? Có muốn hay không ta phái người tới cứu quý thuộc hạ lão giả vân về tròm dâu, thản nhiên hỏi. Không cần, Trấn Hải Trung này thời gian ảnh hưởng nhiều lắm cũng chỉ có một nén nhang mà thôi, chờ chúng ta chạy tới thì những nhân loại tu sĩ này đã sớm rút lui khỏi rồi. Hơn nữa cho dù chúng nó toàn bộ bị giết chết, cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Đê gia yêu thú sinh sống ở băng hải chúng ta còn rất nhiều, căn bản không thể đả thương được tới nguyên khí của băng hải chúng ta. Huống hồ chuyện đó cũng không thể nào, cho dù có Trấn Hải chung tương trợ, bọn chúng có thể tìm được một nửa yêu tộc chúng ta xuống tay, cũng đã là may mắn lắm rồi, tuy nhiên cửu này ta sẽ nhớ kỹ. Các người nghe kỹ đây, chốc nữa sau khi tiến vào tiểu cực cung, trước khi tiến vào hư linh điện nếu gặp phải thấp giai tu sĩ nào cũng không được buông tha, tất cả phải giết chết không tha ngân sam nữ tử cúi đầu trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý rồi ra lệnh. Lúc này bên cạnh băng hải yêu thú, cùng nhất tề kêu lên lĩnh mệnh. Ha, ha, như thế là tốt rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu động thủ phá trận này đi mặc dù quý thuộc hạ không có cách nào chạy tới, nhưng đê gia yêu thú của vạn yêu cốc chúng ta cũng chưa có tổn hại chút nào, chỉ cần hàn khí trên đảo một khi mà tan hết, liền có thể xông tới trợ giúp một tay, nhưng trước tiên chúng ta còn phải đem đại trận này phá giải đã. Tiểu đồng cười hắc hắc nói, sau đó miệng liền há ra từ trong đó phun ra một đoàn hắc khí, lập tức hóa thành một cây phiên kỳ u tối hiện ra ngay trước người. Ngân Sam nữ tử vừa thấy phiên kỳ này, trong lòng khẽ động, ngưng thần ngắm kỹ. Tiểu phiên chỉ lớn tầm 5 6 tấc 13 đến 14 cm bị một đoàn u quang bao phủ, mặt phiên rộng tầm một cái lòng bàn tay lại thấy yêu ảnh tràn ngập trong đó, giống như có vô số yêu xà quỷ quái phân bố giải rác trong phiên kỳ, nhưng có điều trên phiên kỳ lại không có một chút tiếng động nào, một chút tiếng vang cũng không có truyền ra, quỷ dị vô cùng. Đây chính là vạn yêu phiên của quý cốc, ngân sam nữ tử sau khi xem xét một lát, liền thu hồi ánh mắt hướng đồng tử hỏi một câu. Phượng đạo hiếu, tuệ nhãn thật là sáng đúng vậy chính là vạn yêu phiên, trải qua vạn năm ngâm tại yêu khí trong cốc, nay phiên có uy lực cường đại quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta chỉ có phân thân ở đây, không thể phát huy toàn bộ uy năng của phiên này. Cho dù là như vậy, dưới sự phối hợp của chư vị đạo hiếu, ta tin tưởng chỉ cần mất mấy ngày, có thể dùng phiên kỳ này, đem cấm chế trước mắt phá nát không còn một mảnh đồng tử có chút đắc ý nói. Sau đó hai tay hắn trà sát một cái, một đạo pháp quyết màu xám bắn ra đánh vào lá cờ, nhất thời một quầng hôi quang chớp động, tiểu phiên chuyển động xoay tít, trên mặt phiên kỳ các ảo ảnh của đủ loại yêu thú tùy theo một trận hoảng loạn, càng ngày càng hiện ra càng nhiều, không thể đếm xuể. Ngân Sam nữ tử thấy vậy, gật gật đầu, sau đó trong miệng phân phó một tiếng, nhất thời bầy yêu bên cạnh tất cả đều bay lên không, rồi phun ra vân vụ hoặc xuất ra pháp bảo yêu khí. Lão giả mặt cũng không một chút thay đổi, đồng dạng cũng phát ra mệnh lệnh. Đám yêu vật kia của vạn yêu cốc, lúc này cũng hóa thành các loại độn quang nhanh chóng bay lên trời, đồng dạng cũng làm phép khu xử pháp bảo. Trong nhất thời, từng trận phong ma, yêu khí nổi lên, cơ hồ che kín nửa bầu trời. Tiểu đồng thấy vậy, ha ha một trận cuốn tiếu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời căng ra, trong miệng phát ra nhưng thanh âm niệm đọc khẩu quyết khó hiểu. Suốt cuộc vạn yêu phiên trước người dưới sự niệm đọc của pháp quyết bắt đầu cuồng tăng dựng lên, nay thanh âm chú ngữ vang lên, ước chừng chỉ mất thời gian uống cạn một chén trà nhỏ. Một cây cự phiên cao hơn trăm trượng mà cán phiên thô to như một cái vại nước đứng sừng sững ở trên đỉnh băng sơn, giống như một cây trụ chống trời. Mà trên mặt lá cờ, một đám ảo ảnh yêu thú sống động y như thật, bay múa, lượn lờ xung quanh mặt phiên. Đi, trong miệng tiểu đồng hét to một tiếng như tiếng sấm, trong tâm đem pháp quyết thục dục, nhất thời trên phiên kỳ truyền tới thanh âm của vô số yêu vật đang gào thét điên cuồng. Các loại yêu thú được bao vây ở trong đủ loại yêu vân và yêu khí khác nhau, giống như có người chỉ đạo chúng gào thét như theo một tiết tấu nào đó, rồi hướng thẳng hàn khí dày đặc trước mặt đổ xuống bầy yêu đứng trên bầu trời cũng không yếu thế cũng đồng dạng ùn ùn kéo xuống. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong hàn khí hơn 10 bóng người khác nhau hiện ra, bọn họ tránh ở bên trong cấm chế, tay đang vung lên thả ra các quang hòa nhiều màu sắc, trực tiếp hướng về phía bầy yêu nghênh tiếp. Trong phút chốc một hồi đại chiến bắt đầu mở ra, chương 1094, Hàn Diễm Tẩy Tủy. Bên ngoài tiểu cực cung đại chiến bắt đầu xảy ra, trong đống loạn thạch tại huyền Ngọc Động, bên trong cơn lốc, ngồi trong đóa tử liên hoa cao tầm nửa trượng, Hàn Lập hai tay bắt quyết niệm thần chú, miệng phun ra một luồng tử diễm cực kỳ mỏng manh rót vào trong một cái quang cầu ở phía trước cách đó không xa. Bên trong quang cầu trừ bỏ tử la cực hỏa do Hàn Lập rót vào, mặt khác còn có hắc, bạch, hoàng, lục bốn luồng hàn diễm khác đồng thời rót vào. Chính là do đám người lão ẩu ngồi trong các loại liên hoa khác nhau phun ra cực hàn chi diễm. Lúc này kể cả Hàn Lập ở bên trong, tất cả là năm người, tựa hồ tinh thần mỗi người đều uể oải, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lúc này trên bề mặt quang cầu đang ở giữa pháp trận, các màu quang diễm lưu chuyển không ngừng, bên trong mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Người này thân cao hơn trượng 2,5 mét, thân hình cực kỳ cao lớn. Người này hình như lại nhìn không giống hàn ly thượng nhân, mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt người này, lại là một gã trang hán tu sĩ tuổi khoảng 30, nhưng diện mạo lại hao hao giống hàn ly thượng nhân lúc trước. Trông giống như hàn ly thượng nhân đột nhiên trẻ lại hơn 10 tuổi, hồi phục tới tuổi tác tráng niên. Đây thật sự là một chuyện rất là quỷ dị, chỉ có điều Tráng Hán trước mắt nửa thân trên để trần, lộ ra thân hình cực kỳ cường tráng, trên đầu vai, trước ngực, sau gáy, bụng trên mỗi bộ phận trọng yếu, lại phân biệt cắm một chiếc dao găm có ngân quang chấp động, đâm ngập vào trong người hơn một nửa, nhưng có điều trên vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra. Đáng chú ý nhất cũng không phải cái đó, mà là tại đôi mắt khép hờ của Tráng Hán, có mấy con quang trùng dài mấy tấc mang màu sắc khác nhau nhưng lại đem thân thể tráng hắn như là ổ của chúng, thông qua da thịt không ngừng chui ra chui vào. Mỗi một con tiểu trùng sau khi chui vào, lại làm cho thân thể của tráng hắn một trận run rẩy, trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ, giống như đang trải qua một trận hành hạ khủng khiếp. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện một điều khiến cho người ta kinh ngạc, này cái gọi là tiểu trùng lại chính là do các màu của cực hàn chi diễm ngưng tụ mà huyễn hóa thành. Mà mỗi một con quang trùng một lần chui ra chui vào thì hình thể lại nhỏ đi hơn một ít nhưng khi chúng nhỏ đến một trình độ nhất định thì quang trùng sẽ phịch một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi tự động tán loạn biến mất không thấy mà ở bên ngoài quang cầu lập tức bay đến một tia quang diễm màu sắc tương tự ở phụ cận tiếp tục ngưng tụ thành một con quang trùng mới sau đó lại hướng cơ thể tráng hán chui vào cứ như thế không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại lúc này nếu có tu sĩ nào có thể nhìn xuyên thấu vào trong thân thể tráng hán sẽ giật mình phát hiện nằm ở vùng đan điền một cái nguyên anh cao tầm ba tắc khuôn mặt trông giống y như tráng hán hai tay đang bắt quyết niệm thần chú cả người được bao bọc trong một tầng lam sắc băng diễm nhưng từ bên ngoài những con quang trùng chui vào trong thân thể đối với lam diễm này lại coi như không thấy trực tiếp tách lam diễm ra rồi chui vào mũi nguyên anh sau đó đi ra từ miệng tiếp theo lại chui ra ngoài thân thể tráng hán nguyên anh sắc mặt không một chút thay đổi nhưng trên người lam sắc quang diễm lại lúc sáng lúc tối chấp động không ngừng có vẻ vô cùng thần bí không biết qua bao lâu trên người tráng hán sau một hồi đấu tranh đột nhiên hai mắt mở ra Nguyên bản đám người Hàn Lập đang phun ra cực hàn chi diễm, tựa hồ như nhận được tín hiệu nào đó, cơ hồ trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi, vốn các màu hàn diễm đang đang xoay quanh quang cầu nhất thời đều thu lại bay về, quang liên dưới thân cũng đồng thời tán loạn biến mất. Sau đó bọn họ đều lấy đan dược uống vào, đồng thời móc linh thạch ra rồi cùng nhắm mắt điều tức. Một màn như thế, bọn họ mấy ngày nay liên tục làm như vậy hơn 10 lần rồi. Mỗi một lần, cơ hồ đều làm cho pháp lực của bọn họ hao tổn hơn phân nửa nhưng may mắn mấy người đều là những người giàu có dưới sự bổ sung của đan dược cũng như linh thạch chỉ cần điều tức trong nửa ngày là có thể khôi phục pháp lực lại như lúc ban đầu nhìn thấy đám người hàn lập đem hàn diếm thu hồi lại tráng hán đang ngồi xếp bằng trong quang cầu hai mắt lại nhắm lại dường như bắt đầu nhập định thời gian từng chút từng chút một trôi qua bỗng nhiên lão ẩu hai mắt mở ra đánh giá tráng hán trong quang cầu nhưng lại thở dài một hơi ta thực sự là bội phục hàn ly đạo hiếu lại có thể chịu đựng được thống khổ do ngũ diễm tẩy tủy, tuy rằng đã tận lực khống chế uy lực của Hàn diễm, nhưng tư vị loại thống khổ này làm cho người ta sống không bằng chết. Xem ra Hàn Ly huynh nhất định đã tu luyện một loại công pháp đặc thù gì có thể làm cường hóa thân thể. Nếu không thân thể đã sớm không xong rồi, đây cũng không phải dựa vào thần niệm cường đại mà có thể kiên trì lâu được. Long phu nhân quả nhiên kiến thức quảng đại, Hàn Ly sư huynh đúng là nhiều năm trước đã từng tu luyện một loại bí thuật làm cường hóa thân thể vì vậy thân thể cứng cỏi hơn xa các tu sĩ bình thường khác. Tên thanh sam trung niên sau đó mở hai mắt ra, rồi khẽ mỉm cười nói. Thảo nào lại làm được như vậy? Chỉ có điều, chúng ta đã dùng hàn diễm giúp hàn ly đạo hữu tẩy tủy vài lần, làm cho toàn bộ tiềm lực được kích phát đi ra. Phỏng chừng hàn ly đạo hữu vô luận là thân thể hay nguyên anh cũng đã tới cực hạn rồi, hiện giờ chỉ còn kém một bước đột phá cuối cùng mà thôi. Có thể thành công hay không chỉ là sớm muộn trong một hai ngày này thôi. Hồi bào tăng nhân cũng mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói chỉ có điều huyền ngọc hàn khí trong trận pháp tựa hồ không đủ cần phải tạm thời dừng lại pháp trận trong một thời gian để bổ sung một ít từ bên ngoài hàn lập ở một bên thanh sắc bất động nói ô oh, không nghĩ tới hàn đạo hữu đối với bí thuật này lại hiểu rõ đến như vậy ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra không sai trước khi đột phá đích thật cần phải một lần nữa ngưng tụ huyền ngọc hàn khí ở xung quanh bốn phía rồi mới tiếp tục được từ trong quang cầu truyền ra thanh âm 10 phần hùng hậu của Hàn Ly Thượng Nhân có vẻ kinh ngạc nói. Hàn Lập trong lòng cảm thấy giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Ly Thượng Nhân không biết đã đứng dậy từ khi nào. Thân hình được bao phủ trong một đoàn hàn quang màu trắng ngà từ từ bay lên. Nhưng trên người lúc trước cắm năm thanh dao găm không biết từ lúc nào đã rơi ra, mà tại chỗ bị cắm lại không nhìn thấy một vết thương nào, trên gương mặt của tráng niên đang hiện ra nụ cười nhạt, mang một vẻ hết sức yêu dị. Không có gì, Hàn mỗ chẳng qua thuận miệng đoán mò mà thôi Hàn lập cười ha hả một tiếng, rồi nói qua loa ứng phó. Ô, vậy Hàn huynh quan sát từ nãy đến giờ, không biết cảm giác được lần này đánh sâu vào bình cảnh của Lão Phu như thế nào, có thể có mấy phần cơ hội thành công, không biết so với suy đoán của Lão Phu sai biệt như thế nào Hàn ly thượng nhân tùy tay từ trong túi chữ vật lấy một cái trường bào màu lam mặc lên trên người, trong miệng lại ý vị sâu xa hướng Hàn lập tiếp tục hỏi. Đạo Hữu lại nói đùa rồi, bí thuật này là do Đạo Hữu tự mình sáng tạo, ta như thế nào có thể đoán chuẩn xác bằng đạo hữu được. Hàn lập thần sắc không có thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng trả lời bâng quơ. Hàn ly thượng nhân cười ha ha một hồi rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng thân thể ở trên không chung cúi xuống, mười ngón tay phát chỉ, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, chợt lóe lên rồi lướt đi nhập vào trong bốn phía quầng sáng rồi biến mất không thấy. Nhất thời bốn phía xung quanh pháp trận phát ra một trận ù ù quái dị, đồng thời pháp trận cũng ngừng lại. Trong nháy mắt năm cái quang trụ nhất thời biến mất, năm người Hàn Lập cũng đồng thời từ trên không trung hạ xuống. Mà lúc này quầng sáng ở xung quanh cùng cơn lốc ở bên ngoài cũng không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt hàn khí màu trắng ngả hướng mọi người cuốn tới, nhưng mấy người như sớm đã có chuẩn bị trước, lập tức bên ngoài cơ thể mở ra hàn diễm đem bản thân bao vào trong đó. Trong ngày tới, Lão Phu sẽ đem pháp trận thay đổi một chút, sau đó một lần nữa lại ngưng tụ hàn khí. Mấy vị đạo hữu nhân cơ hội này nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi tới giờ này ngày mai, mong chư vị đạo hữu tiếp tục trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Nếu lần này thật sự thành công, việc lúc trước lão phu đã đáp ứng chư vị, tuyệt sẽ không nuốt lời Hàn Ly thượng nhân thân hình cúi xuống hướng đám người Hàn Lập vừa chắp tay vừa nói, ánh mắt hiện ra vẻ thành khẩn. Hàn Ly đạo hữu việc này thì cứ yên tâm, nếu ta đã đáp ứng việc này rồi, tuyệt đối sẽ tận tâm mà làm. Và lại loại bí thuật có thể đánh sâu vào hóa thần kỳ này, không chừng về sau đối với mấy người bọn ta cũng có hữu dụng nhất định. Lão ẩu cười hắc hắc nói. Bần tăng nếu cơ duyên xảo hợp có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không chừng tới khi đó có thể có cơ hội dùng tới phương pháp này không chừng tên hôi bảo tăng nhân cũng thong thả nói. Hàn lập thì lại hơi hơi gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Hàn ly thượng nhân nhìn thấy biểu hiện của ba người tự hồ như rất hài lòng, sau khi lớn tiếng tạ ơn một tiếng, mới tiếp tục thay đổi một chút biến hóa của trận pháp. Ba người hàn lập liền lui vào trong thạch ốc do Thái Dương Tinh Thạch tạo thành, nghỉ tạm ở đó. Cho dù bọn họ đã khôi phục được pháp lực, nhưng mấy này liên tục không ngừng thao túng cực hàn chi diễm, đối với thần thức cũng rất là hao tổn, quả thực cần phải có một chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, lúc đám người Hàn Lập đi ra khỏi gian thạch ốc, thì Hàn Ly thượng nhân sớm đã nhắm mắt ngồi đả tỏa trong đoàn hàn khí ở giữa pháp trận, lúc này nhìn đoàn hàn khí màu trắng ngà so với hôm trước ước chừng lớn hơn mấy lần. Xem ra hắn đích xác dụng tâm cũng không ít, về phần thanh sam trung niên cùng bạch mộng hinh, sau khi bọn họ tiến vào trong thạch ốc không lâu, thì hai người đó cũng đi theo vào trong đó ở ngoài chỉ có hàn ly thượng nhân suốt cả một ngày một đêm cũng không lần nào tiến vào trong thạnh ốc hàn lập vừa định cẩn thận đánh giá phía trước pháp trận xem sau khi thay đổi thì nó có biến hóa như thế nào đột nhiên nghe được từ trong miệng tên tăng nhân phát ra một âm thanh kinh ngắc tựa hồ như có chút bất ngờ lại có chút kinh hãi hàn lập quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy tăng nhân lúc này đang ngước đầu nhìn lên trên không trung trên mặt lộ ra một tia cổ quái hắn thần sắc khẽ động vội vàng ngước đầu nhìn lên, kết quả sắc mặt khẽ biến đổi. Chỉ thấy cửa vào trước kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu cả, mà cái cự đỉnh dùng để mở ra thông thạo cũng không cách mà bay. Hàn Ly đạo hiếu, đây là có ý gì? Lão ẩu nhìn thấy một màn như vậy, có chút không kiên nhẫn nổi, trên mặt ẩn hiện vẻ cảnh giác hỏi. Ha, ha, mấy vị đạo hữu không cần quá lo lắng, bởi vì lão phu không muốn trong quá trình đột phá xảy ra việc gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng, cho nên mới đem cửa vào tạm thời đóng lại. Hơn nữa trong quá trình đột phá Lão Phu còn muốn mượn uy năng của Càn Lam đỉnh trợ giúp Hàn Ly Thượng Nhân không một chút hoảng hốt, ở trong đoàn Hàn khí mỉm cười trả lời. Hóa ra là như vậy, Tăng Nhân cùng Lão ẩu liếc mắt nhìn nhau một cái, có vẻ do dự, còn Hàn lập hai mắt khép hờ, ngước nhìn lên không chung nhất thời rơi vào trầm tư, không nói gì. Không khí trong động quật nhất thời có chút khẩn trương, xem ra là do Lão Phu suy nghĩ không chu đáo, làm cho mấy vị đạo hữu lo lắng. Trước mắt lão phu cũng không cần dùng đỉnh này cũng được. Mặc dù cửa vào vẫn tạm thời bị đóng lại, nhưng nếu tại hạ đem Càn Lam đỉnh đặt ở trước cửa lối vào, như vậy mấy vị đạo hữu xem như thế có được không? Hàn Ly thượng nhân trên mặt cười cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn ba người Hàn Lập nói. Sau đó tay áo bảo hắn phất lên một cái, một cái tiểu đỉnh được bao trong một đoàn lam diễm bay thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn trăm trượng, rồi đứng yên huyền phủ phía dưới cửa vào lúc trước. Nhìn thấy màn này, ba người hàn lập tuy rằng vẫn còn chưa hết nghi ngờ nhưng thấy tiểu đỉnh có thể khống chế cửa ra vào đã thoát ly khỏi hàn ly thượng nhân tự nhiên cũng an tâm hơn không ít lão ẩu sau khi nghĩ ngợi một lúc cuối cùng thần sắc cũng hòa hoãn hơn một chút rồi cười khan một tiếng nói hàn ly đạo hiếu đã quá đa tâm rồi ba người bọn ta như thế nào lại hoài nghi đạo hiếu chẳng qua vừa rồi có hơi hơi khó hiểu mà thôi tốt nhất là chúng ta tận dụng thời gian trợ giúp hàn ly đạo hiếu đột phá bình cảnh đã nói xong lời này lão ẩu cũng không chờ người khác nói tiếp, thân hình liền nhoáng lên một cái, bay vào trong pháp trận. chương 1095, Nghị Kỵ, Hàn Huynh, ý của Huynh như thế nào? Mặc dù theo như lời Hàn Ly đạo hữu nói có chút hữu lý, nhưng bần tăng còn có chút băn khoăn, vì để ổn thỏa ta và ngươi hai người hợp tác cùng tiến cùng lùi có được không? Về phần long đạo hữu theo ta được biết nàng cùng với tiểu cực cung có chút quan hệ hơi sâu xa, ta và huynh hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn nên hồi bào tăng nhân lại hướng Hàn lập bí mật truyền âm hỏi. Hàn lập trong lòng cảm thấy giật mình, ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn tăng nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàn lập đang cân nhắc xem từ lời nói của đối phương thật giả thế nào, thì bỗng nhiên một trận ầm ầm vang lên từ phía trên Huyền Ngọc động tại hư linh biện truyền xuống, làm cho toàn bộ động quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mãnh liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc lúc này nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của tiểu cực cung thì sẽ nhìn thấy. Một con băng tuyết phượng hoàng toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn 10 trượng, đang lượn lờ phía trên quang mạc cấm chế của đại sơn, hai cánh đang vũ động từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét, cuối cùng từ trong người tỏa ra một cỗ hàn khí, rồi ngưng tụ thành một tòa đại băng sơn cao hơn trăm trượng, sau đó hai móng buông lỏng. Nhất thời, tựa như thái sơn áp đỉnh, tòa băng sơn ầm ầm rơi thẳng xuống, thoáng cái đánh lên phía trên quang mạc, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số bạch mang bạo liệt chấp động, nguyên bản quần sáng kia vốn cực kỳ dày đặc sau một trận vặn vẹo quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan, chỉ có điều dưới sự trùng kích của cự sơn lớn như thế, phát ra từng trận dung chuyển, làm cho kiến trúc ở trong tiểu cực cung có chút không vững, thậm chí có một số công trình bị sập đổ. Con phượng lớn này chính là do ngân sam nữ tử kia hóa thành. Bởi vì lúc trước các đề dài yêu thú của băng hải yêu tộc bị đánh lén làm hao tổn hơn nửa, làm cho lửa giận trong lòng nàng không thể tiêu nổi nhưng lấy thân phận là thiên địa linh thú có băng hàn thuộc tính nên ở ngoài tầng băng hàn cấm chế nàng cũng không thèm để mắt tới mà trực tiếp xé ránh không gian tới phía trên không trung băng thành rồi thi triển thần thông công kích phòng hộ cấm chế của tiểu cực cung nó tuy rằng một kích đánh lén không đắc thủ nhưng cũng làm cho đa số các tu sĩ ở trong núi một trận gà bay chó chạy phía dưới các cao giai tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được trên người yêu cầm bạch sắc quang hoàn chợt lẽ, lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ một tòa băng sơn mới, thì từ phía dưới, trong quang mạc phóng ra hai đạo độn quang, đó là một đạo ngân hồng cùng một đoàn bạch quang, ở bên trong có bóng người chấp động. Chính là bạch giao di cùng hôi phát lão giả, chưa tiếp cận băng phong, bạch giao di liền quát lên một tiếng, hai cái phi kiếm ngân sắc nhất thời chém ra, còn hôi phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống, hai tay trà sát. Ngay lập tức một bảo vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng trướng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt. Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm thanh vang dội, có vẻ thần bí dị thường. Băng Phượng nhìn thấy vật này, trong đôi mắt màu lục nhạt chợt lóe lên, đôi cánh lớn nhất thời vung lên một cái, liền hiện ra hơn 10 thanh băng thương dài hơn 10 trượng, nhanh chóng hướng hai người bắn tới. Hồi Phát lão giả thấy vậy, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ở trong bạch quang hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, nhất thời chiếc bình ngọc trong dây lát rung lên, từ trong miệng bình phun ra hơn 10 cỗ hắc bạch lưỡng sắc quang hà chấp lé rồi lướt đi, quỷ dị hướng băng thương cuốn lại. Cũng không biết quang hà này có gì ảo diệu, mà tất cả băng thương sau khi chạm vào nó, suốt cuộc toàn thân run lên liền kịch liệt bị thu nhỏ lại. trong nháy mắt sau đó thu nhỏ lại như một chiếc đũa rồi bị hắc bạch quang hà cuốn tất cả vào trong bình ngọc. băng phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, liền hóa thành một cỗ gió tuyết vô biên, ùn ùn kéo tới chỗ hai người lão giả. bạch giao di cùng hồi phát lão giả cũng không cam yếu thế lưỡng đạo ngân hồng cùng hắc bạch lưỡng khí, hào quang đại phóng hướng gió tuyết nghênh đón. Nhất thời trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng động ầm ầm vang lên. Gió tuyết thét gào, linh quang chấp động, nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy Mỹ phụ họ liễu cùng các trưởng lão khác của tiêu cực cung ra trợ trận đâu cả. Xem ra không phải là đang chủ trì cấm chế của pháp trận thì cũng là đang nghênh chiến một tên cao gia yêu thú khác. Bên ngoài đại chiến với khí thế ngút trời, cũng làm cho đám người Hàn Lập ở trong Hư Linh Điện Huyền Ngọc Động cũng cảm nhận được quy mô của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tới nơi đây, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Hàn Ly thượng nhân cũng hướng cửa động nhìn thoáng qua, trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra những con yêu vật này, thật sự bắt đầu động thủ rồi. Như vậy cửa vào động này không thể tùy tiện mở ra được. Nếu không tại thời điểm mấu chốt khi đột phá mà bị quấy nhiễu, thực sự có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đạo hữu xuất lực đối kháng với bảy yêu này, vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có thể làm bất lợi đối với ba vị đạo hữu. Khẩu khí của vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này mang theo vẻ trầm trọng nói, trong đó ngầm mang theo một vẻ kiên quyết. Theo lời Hàn Ly đạo huynh nói như vậy, bọn ta cũng có thể lý giải được, nhưng chỉ có điều nếu bọn ta trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, tu vi đạo hữu lại tịnh tiến còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị phong bế ở trong động quật này, cũng không thể tránh khỏi làm cho người ta bất an. Tuy rằng quân tử không thấy người ta nguy mà lấn tới, nhưng lòng người cũng khó đoán. Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quý cung, với chỉ bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình giao phó cho đạo hữu được. Hồi bào tăng nhân hơi nhíu mày xuống rồi chậm rãi nói. Điều này cũng khó trách mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vây. Nếu đặt phải địa vị của hàn mỗ thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như thế nhưng không biết ma cưu đại sư có kế sách gì mà lưỡng toàn chi mỹ hàn ly thượng nhân có chút bất đắc dĩ hỏi như vậy đi nếu đạo hữu không có tâm tư gì khác không bằng đem cái càn lam đỉnh tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian không biết đạo hữu thấy như thế nào chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong ba người bọn ta lại đem đỉnh này trả lại đạo hữu như vậy bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh hồi bảo tam nhân trong mắt tinh quang chợt lóe chợt như vậy nói ra Lời này vừa nói ra làm cho Hàn Lập cùng lão ẩu đang đứng ở trên quang trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bừng tỉnh. Được, đây chính là lưỡng toàn chi sách, Hàn Lập hoàn toàn đồng ý nói, mà lão ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng chậm rãi gật gật đầu. Thanh Sam trung niên nghe thấy vậy, nhưng sắc mặt liền biến đổi, nhịn không được chen lời nói. Mà cưu đại sư, việc này cũng không ổn, đại sư hẳn rõ ràng biết lai lịch của Càn Lam Đỉnh, nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bổn cung để tu luyện kiền Lam băng Diễm, sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được hắn vừa nói lại liên tục lắc đầu bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi trước khi thoát ra khỏi đây lại vật hoàn nguyên chủ tuyệt không có ý định chiếm đoạt nay có cái gì không được âu dương đạo hữu có chút cẩn thận quá rồi hồi bào tam nhân vẫn biểu hiện hòa ái dễ gần nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định nhưng mà thanh sam trung niên như muốn nói tiếp cái gì đó thì hàn ly thượng nhân lại mở miệng ngắt lời nói quên đi âu dương sư đệ mà Cưu đại sư nói như vậy không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ như thế đi, nhưng càn lam đỉnh này không biết nên giao cho ai trong ba vị đạo hữu bảo quản. Vị này đại trưởng lão một lời đồng ý việc này, nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng hàn lập có chút chần chừ, không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái. Mà tăng nhân cùng lão ẩu đồng dạng cũng làm như vậy, nhất thời đều chìm vào im lặng không nói gì. Nếu là ma cưu đại sư đưa ra đề xuất này, thì đỉnh này giao cho đại sư bảo quản đi lão thân đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn tín nhiệm. Lão ẩu thần sắc khẽ động sau đó nói, hàn lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sau một lúc cân nhắc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu hai vị đạo hữu đã tín nhiệm lão nạp như vậy, bần tăng liền tạm thời bảo quản đỉnh này hôi bảo tăng nhân cũng không có từ chối, trịnh trọng đáp ứng. Thấy ba người đã có quyết định, hàn ly thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian, lúc này hướng lên tiểu đỉnh ở phía trên không trung điểm chỉ một cái, đỉnh này sau khi xoay tròn một cái liền thu liễm hàn diễm lại, rồi từ từ hạ xuống. Hồi bào tăng nhân thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hà quang từ trong tay áo bay ra, sau đó đem tiểu đỉnh cuốn vào trong đó, tam thời trói buộc ở đó. Mặc dù nói đỉnh này có thể sinh ra kiền lam băng diễm, nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hàn chi diễm, vì vậy cũng không cần sợ băng diễm này. Lúc này đây, Hàn Lập lại chủ động hóa thành một đạo độn quang hướng phía trên tử sắc quang trụ bắn nhanh tới. Thật ra, thông qua mấy ngày trước quan sát, Hàn Lập đối với bí thuật này cũng thông hiểu tới 78 phần rồi. Nhưng mà phương pháp đột phá cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên Hàn Lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm, nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ quá sợ hãi cũng không sợ vị đại trưởng lão này của tiểu cực cung đột phá thành công hóa thần kỳ, nếu không có thời gian cùng có cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh Lung rời đi đã lưu lại ngọc giản trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này, vì vậy hắn hiểu biết cũng không có ít về những kiêng kỵ này. Tuy nhiên vì an toàn của mình, thần niệm của hắn khẽ động, liền đem thái âm chân hỏa âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trận, ẩn núp ở dưới một đống loạn thạch tất cả quá trình này không để cho người khác phát hiện. mà lúc này hồi bảo tăng nhân sau một tiếng cười liền phi thân rời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. hàn ly thượng nhân lại không một chút do so dự, mười ngón tay liền phát chỉ, đem pháp trận kích phát khởi động. tức thì bốn phía pháp trận hiện lên hà quang, một tầng quầng sáng lại xuất hiện ra, đem tất cả mọi người bao vào trong đó. đồng dạng cơn lốc hàn vụ cũng nổi lên, đem che giấu quầng sáng vào bên trong. hàn lập hai mắt mở to. Cẩn thận đánh giá xung quanh bốn phía. Tuy rằng cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày tựa hồ hết thảy đều giống nhau, nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất đồng. Lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cũng gần tiếp cận tông sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảo diệu ở trong đó, trong lòng liền im lặng phân tích, nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi. Kha, kha, bắt đầu đi, lần này nếu lão phu mà thật sự thành công, tuyệt không quên ân nghĩa của mấy vị đạo hữu đang ngồi trong nhũ bạch sắc hàn quang. Hàn Ly thượng nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp nói: Sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú, trên người lam sắc băng diễm sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi. A, à, không thể tưởng tượng được kiền lam băng diễm của Hàn Ly đạo hữu lại có thể tinh luyện đến trình độ này, chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có hàn diễm tinh thuần đến trình độ cực hạn như thế này. Lão ẩu vừa thấy cảnh này trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ rồi lẩm bẩm nói. Cái này, cũng là do quá trình tinh luyện hoàn toàn cực hàn chi diễm. Hàn lập trong lòng khẽ động, liền chăm chú nhìn lên hàn ly đang ngồi bên trong hàn diễm. Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, dưới thân liền từ từ phát động cự đại quang liên. Hàn lập khóe miệng nhếch lên rồi ung dung ngồi xuống, rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết. Các màu quang diễm đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra, nhưng mà lần này đám người Hàn lập cũng không có lập tức động thủ, ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú ngữ trầm thấp. Quang liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc giục của pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hàn Diễm trên thân khi Quang liên xuất hiện liền phát ra hào quang chói mắt rồi cuồng tăng lên. Hàn lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác nóng bức, trong nháy mắt thân hình giống như đang ngồi trong một sa mạc nóng bức, bên trong cơ thể tử la cực hỏa liền bị kích ra hoàn toàn. Chương 1096, Yêu hồn, từ trong băng diễm, Hàn Ly thượng nhân đột nhiên suốt tay vỗ vào Thiên Linh cái. Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, xuất hiện một đoàn lam quang vây lấy Nguyên Anh cao vài tấc từ trung tâm chậm rãi bay ra. Nguyên Anh này hai chân ngồi xếp bằng, hai tay bắt khắp quyết, trên cổ đeo một cái tiểu ngọc bài, tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, nhạt, nhìn vào hình dạng rất khó đoán được đây là loại dị bảo nào. Nguyên Anh vừa bay lên phía trên thân thể liền hấp thụ một lượng khí, rồi bất ngờ phun ra một đoàn lam sắc quang diễm. Đoàn quang diễm này là do Hàn Kỳ thượng nhân tu luyện cực khổ mấy trăm năm mới hình thành, đích thực là phần tinh túy nhất trong giai đoạn tinh luyện kiều lam ban diễm. Hiện tại luồng quang diễm này vừa xoay tròn vừa di chuyển, tạo thành một quang luân lam sắc vô cùng quỷ dị, ẩn hiện phía dưới Nguyên Anh, giữ chặt lấy nó, từ từ dâng cao lên, rồi trực tiếp phóng thẳng ra nhũ bạch sắc hàn đoàn. Sau khi thấy Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân ly khai khỏi cơ thể, đám người Hàn lập lập tức động thủ. Bọn họ đều dùng một tay hướng về quang cầu ở xa điểm đến một chỉ Nhất thời bắn ra một luồng cực hàn chi diễm. Ngay tức khắc xuất hiện một màn quỷ dị, tất cả hàn diễm chưa từng tiếp xúc với Nguyên Anh, từ phía dưới nó đột nhiên xuất hiện một quang luân bay lên, trong tức khắc liền hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn, tất cả hàn diễm bên dưới bị hút vào mặc cho không ngừng biến đổi phương hướng, hết thảy đều bị quang luân nhanh chóng hấp thụ rồi từ từ biến mất. Nguyên bản quang luân màu lam chói lói, dần thay đổi, màu sắc trở nên diễm lệ dị thường, làm cho người ta có cảm giác như bị soi mói, lại sinh ra cảm giác hoa mắt nhức mỏi không thể nhìn vào quá lâu được. từ miệng nguyên anh vang lên một tiếng quát khẽ, từng hồi đạo pháp quyết liệt đánh ra, đập vào phần dưới của quang luân. tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi. nhất thời sau một trận rung động kịch liệt, từ phía dưới thân phát ra muôn màu quang diễm. lúc này trong tay nguyên anh đang đánh ra pháp quyết càng ngày càng dồn dập, một đạo phóng ra tiếp đón ngay sau là một đạo khác không ngừng nghỉ chút nào, dường như là phải vận dụng pháp lực toàn thân mới có thể thúc giục điều khiển được đám hàn diễm đó. Sau đó một trận nổ bạo liệt vang lên đã dung hợp tất cả lại, trong nháy mắt đã ngưng tụ hóa thành một đóa quang liên. Quang liên này có đủ 6 loại màu sắc, hắc bạch hồng hoàng lục lam, nhìn vào một thể rõ ràng thấy có sự phân chia giới hạn, nhưng lại có thể hòa hợp lẫn nhau, thật sự là huyền diệu vô cùng. Đóa hoa này rộng chừng 3 trượng, nguyên anh trong đó thật sự nhỏ bé. Nhưng nó nhanh chóng phát ra một trận khẩu quyết huyền ảo, linh quang của quang liên lập tức chấp động, bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi lần có rút một tấc hào quang trói lọi không ngừng tuôn ra một lát sau quang liên đã biến nhỏ lại còn một thước mặt trên có đính một mảnh phiến liên toái phảng phất như đã thành hình vô cùng dày đặc lục sắc quang diễm ở trên chớp động liên tục bừng bừng trói sáng mang dáng vẻ như tiên linh chi hỏa hàn lập thấy tình hình như vậy gương mặt bát giác có một tia dị sắc thoáng hiện lên so với những người khác đều không khác mấy từ trong tay hàn diễm được phóng ra càng trở nên mạnh mẽ nhưng muôn ngàn hàn diễm đánh vào đóa quang liên kia liền như nê nghiêu nhập hải, biến mất vô tung vô ảnh. Vào lúc này Nguyên Anh đột nhiên mở mắt ra, tuy nhiên đó chỉ là một mảng kim sán. Sắc màu rực rỡ quỷ dị, một tay nhấc lên, năm ngón phân ra tạo thành hình dạng một đóa hoa sen. Phốc phốc hai tiếng động liên tiếp vang lên, vô số lam ti tinh tế từ đầu ngón tay xuất ra, bắn nhanh lên trên những cánh hoa sen, giao hòa trở thành một thể. Trong miệng Nguyên Anh không ngừng truyền ra các âm thanh chú ngữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên ngưng trọng dị thường, năm ngón tay nâng lên hướng về vùng trung tâm chậm rãi thu nạp. Luồng lam quang từ chỗ tương liên giữa hắn và ngón tay bắt đầu chấp động, rung lên một cách kịch liệt. Liên tiếp các âm thanh kỳ lạ trong miệng Nguyên Anh phát ra, ngay lập tức cánh hoa sen tại Lam Thi Hạnh liền hạ xuống, rồi từ từ thu nạp dần. Trong chốc lát, thời gian như bị đảo lưu, nụ hoa bật nở thành một đóa hoa bao, đem Nguyên Anh bao vây hoàn toàn vào trong. Lục sắc quang diễm ở mặt trên lưu chuyển không ngừng nghỉ, màu sắc sặc sỡ trói mắt vô cùng. Đám người Hàn Lập thấy vậy, hết thảy đều dùng pháp quyết thúc dục, tạm thời chặt đứt sự khống chế của Hàn Diễm. Ngay lúc lục sắc hoa bao khẽ động, một trận hào quang chấp động ở phía dưới liền xuất hiện. Hoa bao nhẹ nhàng hòa vào trong nhũ bạch sắc Hàn Đoàn, chợt lóe lên rồi nhập vào đầu Hàn Ly thượng nhân, không thấy bóng dáng. Lúc này, năm người kia lại bắt đầu phun ra Hàn Diễm, đánh vào giữa quang đoàn. Quang đoàn màu nhũ bạch hiện ra các tia hàn quang, nhẹ nhàng bắn nhanh về nhục thân của Hàn Ly thượng nhân không ngừng sử dụng lực lượng hàn diễm cực hàn phối hợp với nhục thân, mong đột phá bình cảnh. Nhất thời, ở giữa pháp trận ngoài những tiếng suy suy xé gió ra, dần xuất hiện những âm thanh khác. Trong khi đó, ở ngoài động huyền ngọc, trên ngã tư đường hẻo lánh giữa băng thành, chợt xuất hiện hai gã đệ tử tiểu cực cung mặc y sa màu trắng đang sóng vai đi tới. Diện mạo không có chút biểu tình nào cả, ánh mắt cũng không hướng vào bất cứ cái gì trên đường, nhưng trông bộ dáng cẩn thận như đang mang trong mình một bí mật gì đó, mặc dù đang ở chính tông môn của mình mà nguyên bản trên băng thành đã không còn thấy bóng dáng của cự đại băng phượng nữa, không biết hai người bạch giao di đã sớm đánh lui được con băng phượng đó rồi, hay là dẫn nó đi nơi khác. Nơi này tuy là một góc hẻo lạnh ở băng thành, nhưng có hai hàng băng ốc trong suốt luôn được sắp xếp chỉnh tề. Hai gã đệ tử này lúc trước đã nghe ngóng được, mấy đệ tử cấp thấp mấy ngày trước đã sớm rút lui khỏi băng thành, ở đây cố nhiên trở thành một vùng chết chóc không người. Nhưng cho dù thế, hai người vẫn không dám có chút nào thả lỏng, thần niệm vẫn để hiện ra ngoài cơ thể, đề phòng sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tới rồi, chính là nơi này, ánh mắt của một gã nam tử lóe lên, nhìn về phía trước. Sau đó, thúc giục tên còn lại đi tới, hướng về mặt sau một gian băng ốc. Liếc mắt nhìn quanh một cái, không gian 30 trượng xung quanh từ từ hiện rõ lên, ở một khoảng trống phía trước xuất hiện một nam một nữ đang đứng chờ. Hai người các người tới chậm một chút đấy, nếu như nói không tới, có lẽ bọn ta sẽ động thủ trước. Nữ tử khoảng 30 tuổi, vừa thấy hai người, liền nói với với giọng bất mãn nam tử đang đứng kế là một gã đại hán mặt mày đen kịt hai người này đều mặc áo bào của đệ tử tiểu cực cung chính là những phục sức của những đệ tử cấp thấp bối phận xem ra không bằng hai người đang đi tới nhưng nữ tử lại nói chuyện chẳng khách khí tí nào tình thế bỗng nhiên có chút quỷ dị đạo hữu bên ngoài đã công phá tới mấy ngoại tầng của đại trận cách thành nơi này không quá trăm dặm đám tu sĩ nhân loại tuần tra vô cùng chặt chẽ hai người bọn ta phải tốn nhiều công sức mới có thể lấy được cớ thích hợp để đến đây nếu không vạn nhất bọn chúng hoài nghi, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao. Một gã mới tới, hư lạnh một tiếng nói, trên mặt phụ nhân, hai hàng lông mày dần nhướng lên, bộ giang như muốn nói thêm gì đó, gã đại hán bên cạnh bắt đầu tiến tới. Tốt lắm, những lời vô nghĩa đừng nói nữa, mau động thủ đi, cho dù chỉ là phân thân, ta cũng không muốn vì khinh địch mà bị tổn thất. Phụ nhân nghe vậy, đôi môi liền khép lại, hai người mới tới đối với người này cũng có vẻ kiêng kỵ, không nói nhiều nữa trong người bọn họ có mang theo túi chữ vật, từ trong đó lấy ra vô số trận bàn cùng một khối linh thạch, tại đây bắt đầu bố trí pháp trận. Động tác của bọn họ thuần thục một cách dị thường, trong chốc lát công phu, một cái pháp trận sơ lược đủ hình thái hiện ra, nếu có tu sĩ tinh thông pháp trận ở đây nhìn kỹ vào, sẽ giật mình kinh ngạc, bởi đây là một cái truyền tống trận lâm thời. Hơn nữa lại là truyền tống trận một chiều, sau một hồi, pháp trận cũng bắt đầu thành hình, bỗng nhiên một tiếng ẩm thật lớn vang lên phụ cận tòa băng ốc bên kia không hề có dấu hiệu sập rớt, đột nhiên xuất hiện một mảnh hàn khí trắng xóa cuồn cuộn thổi vào bốn người, làm cho bọn họ cả kinh, giống như chim sợ ná, liền nhanh chóng phóng ra pháp khí hộ thân. Chính là lũ yêu hồn này đây, dám không coi tiểu cực cung chúng ta ra gì, liên tiếp gây sóng gió, rõ ràng là muốn khiêu chiến với mấy lão gia hỏa chúng ta mà. Một âm thanh già nua khẽ vang lên, hai bóng người phiêu bồng từ hàn khí giữa không trung chậm rãi đi ra. Một người có hai hàng lông mày vành ngược lên, mang ba sợi dâu dài, tên còn lại là một gã trung niên sắc mặt đỏ thấm, trên lưng đeo một thanh trường kiếm. Là chấp pháp trưởng lão của tiểu cực cung, chạy mau. Phụ nhân vừa mới thấy hai người này đã động dung, nhất thời kinh hãi thốt lên. Lập tức hóa thành một đạo lục hồng hướng về bên ngoài phóng nhanh. Hai người đại hán khác động tác cũng không hề chậm, đồng dạng độn quang gấp rút chạy nhanh. Hừ, chỉ có vài con yêu hồn mà có thể chạy thoát khỏi tay hai người chúng ta sao, nếu như vậy thật sự là chuyện cười cho thiên hạ à trung niên đeo kiếm cười lạnh một tiếng ngẩng đầu chậm rãi phất tay nhất thời ánh sáng trói lọi từ kiếm khí nhanh chóng phóng ra ngay tức khắc ba tiếng kêu thảm truyền lại phụ nhân cùng với hai gã khác bị kiếm khí xuyên thủng qua thi thể từ trên không rơi xuống đất chỉ có gã đại hán mặt đen là bị thương hóa thành một đạo thanh quang tiếp tục bay vút đi di có ý tứ trung niên mặt đỏ có chút kinh ngạc thốt ra lập tức hé miệng phóng ra một đạo bạch hồng lưỡng sắc trong nháy mắt đại hán đang độn quang đã bị đạo bạch quang đuổi kịp trước sau một kích xuất ra chảm thành hai đoạn. Cùng lúc, lão giả kế bên chợt nhướng mày, tay áo bảo run lên, từ trong xuất ra một pháp khí màu lục hình lá cây có bốn cạnh, lóe lên một lượt rồi biến mất. Ở phía dưới, bốn cô thi thể đang rơi xuống bị kiện pháp khí này đánh vào một kích, sau khi phát ra một tiếng thét quái dị, giống như gặp khắc tinh đều biến thành từng cỗ khói nhẹ, lượn lờ trên không trung một lát rồi biến mất. Trung niên mặt đỏ liếc mắt nhìn quanh một cái, bất chợt hướng về truyền tống trận sắp được hoàn thành, sắc mặt trở nên trầm xuống, trở tay một cái, một đạo kiếm khí từ miệng phun ra. Oanh một tiếng nổ lớn vang ra, pháp trận cứ như vậy mà biến mất, tại chỗ trống khi này giờ đã xuất hiện cái hố to lớn. Đi thôi, điểm phân niệm này bị hủy, ngay cả yêu vật chân chính cũng không có cách nào tạo thành thương tổn được, tư vị khó chịu sẽ khiến bọn chúng không chạy đến đây đâu. Lão giả tay vân về tròm dâu, nhướng mày nói ra một câu, sau đó linh quang lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hướng không trung phóng đi. Trung niên mặt đỏ ở sau cười hắc hắc, nhàn hạ rời khỏi nơi này. Cùng lúc, ở hai nơi trong băng thành cũng đồng dạng xảy ra việc tương tự, tuy có vài khôi lỗi đệ tử bị thần niệm lũ yêu thú cấp cao ký thân, nhưng hết thảy lũ yêu thú đó đều bị các trưởng lão tiểu cực cung còn lại một lưới bắt hết. Tại nơi khác, Hàn Kỳ bí cảnh chân chính ở tiểu cực cung bên tọa điện đường, đang xảy một cuộc nghị luận do năm sáu nguyên anh tu sĩ bên cạnh cung chủ tiểu cực cung tụ hợp. Trong đó sắc mặt của Mỹ phụ cùng với hai người khác trở nên tái nhật dị thường, bộ dáng giống như đang bị tổn hao nguyên khí không nghĩ tới ngay cả vạn yêu phiên của vạn yêu cốc cũng được mang đến nguyên bổn vẫn tưởng đây chỉ là linh bảo phỏng chế thông thường ai ngờ uy lực lại to lớn đến thế chứ nếu không được phương trưởng lão cùng hoàng trưởng lão ra tay tương trợ chỉ sợ một mình ta không thể đánh lui được phân thân của lão yêu hơn nữa đây là do mượn lực của đại cấm trận mới có thể phát huy lão yêu kia bị thương không nặng nhiều lắm là hai ngày sau sẽ ngóc đầu quay trở lại xem ra chúng ta phải nhân cơ hội mà sớm rút khỏi đây Mỹ phụ nhíu chặt lông mày nói, chương 1097, ma cao một trường. Hiện tại không cần phải đi sớm, chờ yêu vật tới rồi chúng ta bỏ đi cũng không muộn. Một gã đại hán mặt mày nhăn nhó, không tán đồng nói. Đợi đến lúc đó, e rằng chạy cũng không kịp rồi một lão giả khác nguyên khí đang bị tổn thương, thản nhiên nói ra, ý tứ hiển nhiên là ủng hộ Mỹ phụ. Hư, chưa từng đụng độ với với đám yêu tộc đó, mà vương sư huynh đã giống như chim sơ cành cong rồi ư, Gã đại hán hử lạnh một tiếng, lập tức bồi đáp lại. Đồng sư đệ, ngươi thì biết được gì. Sự lợi hại của vạn yêu phiên ngươi chưa tận mắt thấy đó thôi, tuy chỉ là linh bảo phỏng chế nhưng uy lực của nó phỏng chừng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với thượng cổ linh bảo thiên yêu phiến. Lần này may mắn là lão yêu chỉ đem phân thân tới, nếu không cho dù chúng ta liên hợp cùng với cung chủ, chắc chắn cũng sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn khi đối địch với lão. Bạch diện lão giả không chút khách khí, thản nhiên nói ra. Thực sự lợi hại như vậy sao? nhưng cho dù như vậy thì đối phương muốn đánh tan được mấy tầng cấm chế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì ta vẫn thấy không được ổn nếu như không tận dụng hết lực lượng đã vội vàng bỏ chạy trên mặt gã đại hán lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ lắc đầu nói tiếp quan phụ nghe đến đó bất giác nhướng mày ánh mắt hướng về mấy người còn lại đảo qua một lượt chậm rãi nói các vị trưởng lão xin chớ vội quên đối phương đã đưa lực lượng đến sát ngoài thành chúng ta rồi nếu không có sự liên thủ của Bạch Sư muội và Diệp Sư muội đem con yêu điểu băng phượng tạm giam vào huyến quang huyền thiên trận, tạm thời dùng kỳ ảo của trận vây nó vào trong, chỉ sợ lúc này ta không thể bình yên mà thảo luận được. Dù sao con băng phượng kia là hậu duệ của linh thú thiên địa thuần khiết, cơ hồ đã có quá nửa thần thông hóa thần kỳ, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta khó có thể sánh bằng. Tuy hiện tại đã có hai vị trưởng lão tự mình khống chế trận pháp, nhưng không thể vây khốn nó được lâu. Đối với tình hình hiện giờ, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị rút lui nhưng đối với những lời đồng trưởng lão nói cũng không hẳn là không có đạo lý. Như vậy đi, trước hết mấy đệ tử cấp thấp nên trốn vào hư linh điện, ta cùng với nhóm đệ tử cấp cao lợi dụng mặt sau của tầng cấm chế làm chỗ phục kích, tranh thủ dáng một đòn mạnh vào phe đối phương, có thể sát thương thêm nhiều yêu thú, sau đó không cần quay lại tham chiến tiếp, lập tức độn về hư linh điện rời đi. Xin chư vị trưởng lão hãy nhớ kỹ, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là bảo toàn thực lực của bổn cung, chứ không phải là tiêu diệt được ít hay nhiều yêu thú nghe mấy câu nói của mỹ phụ mọi người